Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 256. Cùng lúc đó, Vũ Văn Cơ lãnh đạo Minh Long Thần Điện môn nhân, lúc này cũng là xông vào pháp bảo tranh đoạt phía trước nhất, cơ hồ mỗi một chỗ ngũ hành điểm đều có bọn họ Minh Long Thần Điện môn nhân. Thánh Thiên Phủ cường giả cũng là đem tham lam ích kỷ phát huy đến trình độ cao nhất, vô luận là pháp bảo gì linh bảo, chỉ cần thích hợp bọn họ Thánh Thiên Phủ, hết thảy cướp không còn một mống. Đi qua một trận này kịch liệt chém giết, Minh Long Thần Điện, Thánh Thiên Phủ cùng ra phe thế lực các võ giả đều là có thương vong, phân biệt chiếm cứ Hoang Long Đại Điện không cùng phương vị, cảnh giác nhìn chăm chú cái khác thế lực, trong lơ đãng hình thành một loại vi diệu đối chất thức. Diệp Thần mắt thấy trên đất máu tích tụ thành con sông, già nua đường vân, toàn bộ chảy vào cổ đồng sắc cột đá tới giữa. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Mau, phá hoại cột đá! Diệp Thần hô đến. Thân hình đã dành trước một bước đi tới cạnh cột đá bên, thật nhanh vận hành dậy thiên tiên cá chép sao, hút trụ đá này bên trong máu, huyết long biến ảo bóng người, tay cầm trưởng giáo quyền trượng, bảo vệ tại Diệp Thần trước người. Đại chiến từ từ lắng xuống, tất cả mọi người nắm thật chặt mới vừa cướp đoạt pháp bảo, ở chuyên chú điều tức khôi phục lúc đó, như cũng không có người chú ý tới, lúc trước trong kịch chiến lưu tại đại điện ở giữa máu đang quỷ dị hướng trung ương đại điện hội tụ đi. Qua hơn nửa canh giờ, Minh Long Thần Điện người dẫn đầu Vũ Văn Cơ dẫn đầu dẫn một đám tùy tùng đứng lên, âm ngoan nhìn chằm chằm Diệp Thần nói, Diệp Thần, ngày hôm nay cái này cổ đế mật bảo ta muốn lấy được, mà ngươi, cũng chuẩn bị xong an nghỉ nơi này đi. Dứt lời, hắn liền dẫn đầu đánh vỡ trong đại điện yên lặng ngắn ngủi, hướng Diệp Thần bên này nhanh chóng vọt tới. Diệp Thần cả kinh, thầm kêu không tốt, hắn lúc này đang đánh phá đoạt linh trận hút huyết trận mắt, nếu như cưỡng ép cắt đứt định sẽ công dã tràng. Chỉ dựa vào máu long nhất người thì không cách nào ngăn cản Minh Long Thần Điện mọi người. Diệp Thần âm thầm kêu khổ, đành phải tăng nhanh cá chép tốc độ, nhanh chóng lọc sạch. Thoáng qua tới giữa, huyết long thì đã cùng Minh Long Thần Điện đám người quấn đấu, nhưng không ra sau mấy hiệp, liền bị Vũ Văn Cơ đánh lần lượt tháo chạy, dẫu sao cảnh giới chênh lệch. Không có người chú ý tới huyết long phun ra máu lại tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt quỷ dị biến mất, như là bị đại điện hấp thu vậy. Vũ Văn Cơ thừa dịp ép sát, Minh Long chảo lần nữa nâng lên, hướng Diệp Thần đánh tới. Đáng chết, Diệp Thần bị buộc không biết làm sao hét lớn một tiếng, mới vừa muốn đứng lên phản kích, bỗng nhiên toàn bộ đại điện một hồi kịch liệt rung rung, Vũ Văn Cơ vậy dừng lại tấn công bước chân, cả đám cảnh giác nhìn vòng quanh hướng bốn phía. Nháy mắt tức thì mọi người đều là cảm giác thân thể nội khí máu cuồn cuộn, quanh thân máu tươi như là muốn phá thể ra, Diệp Thần cũng là như vậy, vội vàng vận công áp chế. Đây là trung ương đại điện đột nhiên vang vọng dậy một hồi già nua thêm âm u thanh âm, ngươi chờ tiểu bối nhập phủ đệ ta, đó chính là cùng ta có trước thiên đại cơ duyên, vậy thì. Mọi người vừa nghe trong lòng đại hỉ, lấy làm cho này Hoang Long cổ đế phải đem bảo vật công pháp truyền thừa cho bọn họ, từng cái nhao nhao muốn thử, hớn hở ra mặt. Chỉ có Diệp Thần như cũ cảnh giác quan sát, hắn biết, xem ra cái này Hoang Long đoạt linh trận đã bị hoàn toàn kích hoạt. Chỉ sợ cái này nói chuyện chính là Hoang Long cổ đế thần thức. À! Bỗng nhiên, một cái tu vi hơi thấp võ giả một tiếng hét thảm, thân thể hóa là một hồi xương máu hướng thanh âm giả nua chỗ ra hội tụ đi. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Từng tiếng kêu thảm thiết này thay nhau vang lên, một chùm oành xương máu ở trong đám người vỡ ra, thật nhanh hướng thanh âm giả nua ra hội tụ đi, hình thành một cái mơ hồ máu thịt bóng người. Đây là... Một vị Thánh Thiên Phủ cường giả khiếp sợ nhìn một màn này, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hô to, Hoang Long đoạt linh trận, đây là Hoang Long đoạt linh trận, Hoang Long cổ đế là muốn hấp thu chúng ta máu tươi, trọng tố thân mình, đi mau. Nói xong cũng phải hướng ngoài điện chạy đi. Ngay tại hắn phóng ra ngoài trong nháy mắt, máu thịt bóng người điểm ngón tay một cái, nhất thời gian vị này Thánh Thiên Phủ cường giả kêu thảm một tiếng giống vậy hóa là xương máu hướng hắn bay đi. Cho đến lúc này đám người mới rõ ràng, nơi này căn bản không phải cái gì cổ đế bảo tàng, mà là Hoang Long cổ đế vì sống lại mình mà bày kinh thiên cạm bẫy. Lúc này Diệp Thần, Minh Long Thần Điện và Thánh Thiên Phủ cùng đám người đã sâu vùi lấp cái này Hoang Long đoạt linh trong trận, thân thể máu tươi bị linh trận điên cuồng cướp lấy trước, máu thịt kia bóng người cũng là thay đổi càng rõ ràng, thần thức đã dần dần thoát khỏi tự thân nắm trong tay. Cho dù là Diệp Thần siêu cường sinh mệnh lực cũng không cách nào ngăn cản tinh huyết này trôi qua. Làm thế nào? Diệp Thần trong lòng mặc niệm, trong lòng thật nhanh suy nghĩ cách đối phó.
Dần dần, huyết ảnh người trong hình càng ngưng tụ, từng trận tiếng cười điên cuồng từ hắn trong miệng phát ra, dù sao cũng năm, ta rốt cuộc vừa nặng trở lại trên mảnh đại lục này, các người bỏ ra ta sẽ vĩnh viễn nhớ, các người cứ yên tâm hiến tế tại ta đi, các người sau khi chết ta sắp cầm các người tất cả đều luyện chế ta con rối. Ha ha ha, Hoang Long cổ đế âm u cuồng thiếu. Đám người bởi vì ở cổ đế thần thức uy áp hạ, thêm tới bị linh trận điên cuồng hấp thu máu tươi, từng cái một cũng như tôm chân mềm vậy tê liệt ngồi dưới đất, trong mắt lại không thần thức hào quang, mà chỉ có Diệp Thần khủng bố sinh mệnh lực mới miễn cưỡng chống đỡ xuống. Diệp Thần thấy mọi người cũng ngất đi, liền vậy ngồi xuống, len lén đánh giá trong huyết vụ bóng người. Lúc này bóng người so với trước kia đã là càng thêm ngưng tụ, giơ tay nhấc chân gian một cổ to lớn lực lượng chập chờn từ hắn trong thân thể tản mát ra. Không hổ là thiên cổ đế vương, cũng chỉ có bọn họ có thể tản mát ra như vậy khí thế. Diệp Thần lẩm bẩm xúc động đến, ngay sau đó suy nghĩ lại bị thực tế kéo hồi, nên như thế nào nghĩ biện pháp từ nơi này chạy đi đâu. Bỗng nhiên, một cổ lăng liệt dùng mình từ huyết ảnh chỗ bắn tới. Không tốt, vẫn là bị phát hiện, Diệp Thần bất đắc dĩ thở dài nói. Ngươi mà lại ở Hoang Long đoạt linh trận và ta uy áp hạ còn có thể giữ thanh tình. Sinh mệnh lực lớn mạnh như vậy, Hoang Long cổ đế âm lãnh nói đến, sau đó tà mị cười một tiếng, nhìn về Diệp Thần. Không tốt, Diệp Thần cả kinh, hắn đã đoán được Hoang Long cổ đế ý đồ là cái gì, chợt từ dưới đất vọt lên, toàn lực hướng bên ngoài đại điện phóng tới. Lão già này rõ ràng chính là coi trọng ta thân thể, sợ rằng phải đoạt xác ta. Diệp Thần trong lòng suy nghĩ, thuận tiện lại đem Hoang Long cổ đế và người nhà hắn thăm hỏi trăm ngàn lần. Nhưng mà, Diệp Thần hết thảy cố gắng ở nơi này viễn cổ đế vương trước mặt lộ vẻ là như vậy không giúp, ngay tại hắn sắp lao ra đại điện trong nháy mắt, một cổ vô ảnh lực lượng lại đem hắn hung hãn kéo trở lại, Diệp Thần cả người trên dưới đều không cách nào nhúc nhích, như trời yêu thần tìm vậy, đành phải bị cái này lực lượng kéo đến huyết ảnh đối diện. Nên làm thế nào cho phải? Không nghĩ tới còn con này một món Hoang Long cổ đế thần niệm và bố trí, cũng đã để cho hắn khó như vậy lấy chống đỡ. Hoang Long cổ đế, máu là hắn chất dinh dưỡng. Huyết Long thanh âm ở Diệp Thần vang lên bên tai. Diệp Thần gật đầu một cái, biết đây là Thái Cổ Tổ Long mượn Huyết Long miệng nhắc nhở mình, chỉ là, mình phải nên làm như thế nào cắt đứt huyết dịch hắn nguồn đâu. Mậu Thổ Nguyên Phù, Trấn Thiên Hoàng Thành Kiếm. Diệp Thần tránh thoát Hoang Long cổ đế ràng buộc, ngưng tụ Mậu Thổ tinh khí, chế tạo ra 9 chuôi cự kiếm, tạo thành một cái kiếm tù, đem máu kia ảnh vững vàng khống chế ở trong đó. Đồng thời, sát kiếm bay ra, trực tiếp công kích ở đang cuồn cuộn không ngừng hướng tâm điểm rót vào huyết dịch cột đá bên trên. Ở nơi này bạo ngược nhất kích dưới, cột đá nổ tung, chảy máu lần nữa rót ngược hồi điện giữa cửa. Mà vậy sắp phá trận ra huyết ảnh, đã đổi được càng ngày càng cạn. Nguy cơ như cũ thuộc về bùng nổ bên bờ. Cùng lúc đó, một chỗ khác, Hạ Nhược Tuyết ở Từ Ân Thánh Mẫu thần niệm chỉ dẫn dưới, hướng phía nam ngự kiếm phi hành. Một tòa như ẩn như hiện cung điện đang tại tiền phương đứng vững, to lớn cửa điện núp ở gió cắt sau này, lộ vẻ được nguy nga hùng vĩ. Thần hành cung. Ba cái già dặn có lực chữ to, treo ở cửa điện này bên trên, bảng hiệu kiểu chữ màu sắc đậm đỏ như máu, Hạ Nhược Tuyết thậm chí còn có thể thấy vậy mơ hồ hạ xuống màu đỏ giọt máu. Rắc rắc. Hạ Nhược Tuyết đưa tay đẩy ra cung điện này cửa, lộ ra phía sau trong trẻo lạnh lùng đại điện. Trong đại điện 10 phần trống trải. Không có bất kỳ trưng bày, cùng cái khác cung điện hoàn toàn không cùng. Chú ý cột đá. Từ Ân Thánh Mẫu thần niệm nhắc nhở. Hạ Nhược Tuyết lúc này mới chuyển hướng vậy 12 cây cột đá, mỗi một cây trên cột đá mặt cũng bàn cưa trước cự long, mỗi một cái cự long, hoặc nửa lộ long chảo, hoặc phá không mà ra, hoặc rồng thần phun hơi thở, hoặc nhắm mắt tu hành. Đây là Hoang Long cổ đế nguyên thân. Hạ Nhược Tuyết suy đoán nói, chỉ là cái này 12 cây trên cột đá. Nàng không cảm giác được bất kỳ nguyên thuật chập chờn, hẳn chỉ là có bởi vì xưng tụng Hoang Long cổ đế khắc, cũng không phải là Hoang Long cổ đế bút tích. Đi bên trong điện, Từ Ân Thánh Mẫu thần niệm nói. Vèo. Bên trong điện cửa ở Hạ Nhược Tuyết đẩy ra trong nháy mắt, một khối mang hàn quang lãnh kiếm phá không mà ra, thẳng gai Hạ Nhược Tuyết mặt. Trăng sáng đau buồn kiếm. Hạ Nhược Tuyết trường kiếm sử dụng, một cong lưỡi kiếm, đem vậy ám khí đánh rớt ở một bên. Bên trong điện cửa điện đã mở ra, nhưng quang cũng không có đem bên trong chiếu sáng, ngược lại, giống như là bị thứ gì chiếm đoạt,
đen nhánh một mảnh sương mù dày đặc giống như sinh đầy xúc tu. Trăng sáng quang thần châu. Hạ Nhược Tuyết hai tay kết ấn, bàn tay tới giữa xanh thành một viên sáng chói vô cùng tinh nguyệt châu. Tinh nguyệt châu chậm rãi lơ lửng vào bên trong điện bên trong, quanh thân tản ra màu bạc sáng bóng đem màu đen kia sương mù dày đặc bước lui vào bên trong trong điện ương. Hạ Nhược Tuyết thấy vậy, bước liền muốn đi vào bên trong điện bên trong. Không thể, Từ Ân Thánh Mẫu lúc này lên tiếng, nhưng đã muộn. Ngay tại Hạ Nhược Tuyết một cái chân bước vào bên trong điện lúc đó, một đạo giống như dây thừng như nhau kiên cố sương mù dày đặc đã móc vào chân nàng mắt cá, đem nàng cả người đã hoành kéo ra ngoài. Huyết mạch, mở. Hạ Nhược Tuyết lúc này thân thể huyết mạch mở hết, vốn là trăng sáng thuần nguyên thể, đã mau chóng biến thành màu xích kim, kinh mạch toàn thân chảy máu tràn đầy xích kim quang trạch, nàng một tay đánh vào trên mặt đất, muốn tung người lên tới. Một cái tay khác nhưng là cầm kiếm tới giữa vùng ở màu đen sương mù dày đặc bên trên, mưu toan chặt đứt xúc tu. Vậy sương mù dày đặc bị Hạ Nhược Tuyết một kiếm tới giữa phân hóa mở, nhưng là sương mù dày đặc xúc tu cũng không có nhão, như cũ đem nàng kéo vào bên trong điện chỗ sâu. Luân hồi tinh diễm. Hạ Nhược Tuyết trong ngón tay ngưng tụ ra một chút yếu ớt tinh diễm. Vậy tinh diễm ở nơi này bên trong trong điện, từ nhỏ biến thành lớn, chậm rãi bốc lên, ngăn ở Hạ Nhược Tuyết quanh thân, giống như hình thành cả người khôi giáp. Trăng sáng nguyên thuật. Hạ Nhược Tuyết im lìm quát một tiếng, nàng là Minh Nguyệt Nguyên Chủ, sẽ không liền bị còn con này sương mù dày đặc nơi hàng phục. Hạ Nhược Tuyết thủ đoạn công kích, đối với hắc ám sương mù dày đặc không có bất kỳ tác dụng gì, vô luận là trăng sáng nguyên thuật vẫn là luân hồi huyết mạch đối mặt màu đen sương mù dày đặc, giống như là một quyền đánh vào cây bông vải bên trên. Ngừng. Hạ Nhược Tuyết cảm giác được mình thật giống như rốt cuộc ngừng lại, chậm rãi ngồi dậy, lần nữa sử dụng trăng sáng quang thần châu. Một khối trên thạch đài, đang ngồi một người. Quanh thân cũng bao phủ ở trong bóng tối, không thấy rõ mặt mũi. Là ai? Hạ Nhược Tuyết cầm kiếm nói, nhìn về phía bóng đen này lúc đó, đôi mi thanh tú hơi nhíu. Trăng sáng nguyên thuật, là ai dạy ngươi? Thanh âm vừa ra, tựa như cùng trăng sáng nguyên thuật rất quen thuộc. Ngươi là ai? Hạ Nhược Tuyết lại về phía trước ép tới gần một bước, nhưng vẫn là không có thấy rõ người này hình dáng. Nhược Tuyết, hắn là Cũ Mộng Dược Vương. Từ Ân Thánh Mẫu thanh âm ở Hạ Nhược Tuyết vang lên bên tai, khó trách trăng sáng nguyên thuật và huyết mạch lực đối với hắn không có bất kỳ tác dụng, hắn là thuốc linh. Thuốc linh? Hạ Nhược Tuyết lấy làm kinh hãi, ngay tại nàng nhẫn chữ vật bên trong, đang nằm mới vừa bắt được nhỏ thuốc linh. Bất quá! Nhỏ thuốc linh quả thật cũng đúng Diệp Thần công kích sẽ không sinh ra bất kỳ hiệu quả nào. Nhưng là, cái này giữa hai người chênh lệch cũng quá lớn. Nếu biết ta, đó nhất định là hướng về phía nó tới. Bóng đen kia nơi ngồi trên thạch đài, vô căn cứ xuất hiện một cái hộp gỗ tử. Không nghĩ tới Cũ Mộng Dược Vương, lại trợ giúp Hoang Long Cổ Đế làm như vậy táng tận thiên lương sự việc. Hạ Nhược Tuyết hừ lạnh một tiếng, thành tựu thuốc linh, chẳng lẽ không phải cứu sống người bị thương. Nhưng cùng cái này Hoang Long Cổ Đế ở chỗ này gạt người. Táng tận thiên lương, chẳng lẽ chỉ cho phép người khác mơ ước Cổ Đế thần thông báu vật, liền không cho phép Cổ Đế mượn những con kiến hôi này tánh mạng sao? Bóng đen khinh thường phun hơi thở nói, cõi đời này nhân quả duyên phận, nên vì mình hành động trả giá thật lớn. Cưỡng từ đoạt lý, rõ ràng là Hoang Long Cổ Đế xếp đặt cạm bẫy dẫn được võ giả tới kéo dài tánh mạng, hiện tại nhưng thành bọn họ là tự làm tự chịu. Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu như không phải là bọn họ rất lưu luyến bảo tàng, cũng sẽ không tiến vào cái này bảo tàng chi địa. Cũ Mộng Dược Vương vung tay một cái, vậy hắc ám bên trên, xuất hiện một dương thanh tuyền, trong thanh tuyền chảy xiết nước suối từ từ bình tĩnh lại là một bức bức họa cuốn. Hoang Long Cổ Đế ở khai đàn làm phép. Vô số võ giả quỳ bái. Hoang Long Cổ Đế ở giữa thiên địa cướp đoạt kỳ chân dị bảo. Hoang Long Cổ Đế mở ra thế giới nhỏ đem nó núp vào thái hư trong động thiên. Sau đó ở Cũ Mộng Dược Vương trợ giúp một tí, dùng hết cuối cùng một chút thần niệm, đúc cái này Hoang Long hơn linh trận. Lần đầu tiên bảo tàng chi địa mở, vô số người mất mạng, nhưng Cổ Đế nhưng cũng không có bị nặng kêu. Lần thứ hai mở. Cho đến lần này, đã là lần thứ năm mở. Ngươi còn không có nhìn thấu sao? Từ Ân Thánh Mẫu thanh âm vang, thế đạo mênh mông. Nhân tâm nhân quả luân hồi, Hoang Long Cổ Đế có lẽ giúp người hóa hình, nhưng mất mạng cũng là hắn duyên phận, cưỡng cầu không được.
Cũ Mộng Dược Vương nghe được từ Ân Thánh Mẫu mà nói, hiển nhiên đối với nàng thân phận vậy suy đoán ra một hai, ngươi làm sao thử không phải, ta bụi cây này phục mộng chi, ngươi thì tại sao phải lấy được. Ta như cầu nhân được nhân, tự nhiên cũng là ta duyên phận nhân quả, Hoang Long Cổ Đế kế hoạch đã áp dụng 4 lần, không có một lần thành công, cái này chính là thiên đạo, ngươi một viên thuốc linh năng đến chỗ này loại cảnh giới tu vi, cũng là ngươi thiên đạo, ngươi không phải như vậy chấp niệm. Chấp niệm, Cũ Mộng Dược Vương hừ lạnh một tiếng, Hoang Long Cổ Đế chính là vạn đạo cường giả, hắn thế tất yếu lại đứng ở tuyệt đỉnh đỉnh. Nhược Tuyết, hắn chấp niệm đã tận xương, khuyên không được, ngươi không gây thương tổn được hắn, hắn giống vậy không gây thương tổn được ngươi. Cướp đi phục mộng chi, chúng ta liền đi. Trăng sáng luân hồi kiếm, hạ Nhược Tuyết một kiếm sử dụng, trực tiếp chọn vô ích vậy hộp gỗ tử. Không phải là chính là phục mộng chi, muốn liền lấy đi. Cũ Mộng Dược Vương thậm chí không có bất kỳ chống cự. Lần này, cổ đế nhất định sẽ sống lại, Tự Ân Thánh Mẫu, ngươi như còn muốn trở lại đỉnh cấp cảnh giới, mau rời khỏi cái này bảo tàng chi địa. Cũ Mộng Dược Vương lên tiếng nhắc nhở, mặc dù đạo không cùng, nhưng đều là thời kỳ viễn cổ cường giả, còn có chút tinh tinh tương thích tình. Hạ Nhược Tuyết sâu đậm liếc mắt nhìn Cũ Mộng Dược Vương, vẫn là rời đi, nhưng đang đến gần Hoang Long Đại Điện lúc đó, hiển nhiên nghe được và phát hiện cái gì, nàng diễn cảm hơi đổi. Là Diệp Thần thanh âm. Hạ Nhược Tuyết nhìn phía xa bay lên giống như mây hình nấm nổ tung cảnh tượng, trong lòng cả kinh, xem ra Diệp Thần bên kia nhất định là gặp phải phiền toái. Phục Mộng Chi đã bắt được, chúng ta mau rời đi nơi này. Trăng sáng Tự Ân Thánh Mẫu thanh âm vang lên, nếu cái này Cũ Mộng Dược Vương bán cho nàng một cái mặt mũi, vậy Hoang Long Cổ Đế sự việc, cũng cùng nàng không liên quan. Sư phụ, Diệp Thần gặp nguy hiểm. Hạ Nhược Tuyết vẻ mặt khẩn trương, mặt đầy lo lắng nhìn về phía Hoang Long bảo dấu đất trung tâm thủ phủ. Trước hắn vậy từng để cho ngươi rời đi trước nơi này. Tự Ân Thánh Mẫu nói, đây là hắn cơ duyên nhân quả, ngươi ở chỗ này không ở nơi này, cũng sẽ không có cái gì thay đổi. Hạ Nhược Tuyết dứt khoát quyết nhiên lắc đầu một cái, ta bước lên con đường này đều là bởi vì hắn, hắn chính là ta nhân quả, có lẽ ta không có thể thay đổi trợ giúp hắn cái gì, nhưng là sư phụ. Hạ Nhược Tuyết lời nói vừa chuyển. Lời nói bên trong đã treo lên vẻ khẩn cầu, mời sư phụ đem thần niệm lực ban cho ta, ta đi trợ giúp Diệp Thần. Tự Ân Thánh Mẫu nhìn cái này đệ tử quan môn, từ đầu đến cuối không nói thêm gì nữa, thôi thôi, thế gian tình duyên, luôn là như vậy. Hạ Nhược Tuyết chỉ cảm thấy được quanh thân trăng sáng lực và vốn là huyết mạch, bị lau một cái mát mẻ linh lực khâu lại chung một chỗ, nguyên bản đồng hành hai người, lúc này lại không tiếng động kết hợp với nhau, khô vinh đổi thành. Miễn cưỡng không ngừng. Trăng sáng nguyên thuật trí thuần trí thiện, người tất cả thuật pháp, huyết mạch, linh bảo, đều có thể cùng nó kết hợp với nhau, đạt tới ngồi phương hiệu quả, mà ngươi, trước chỉ là cầm bọn họ làm đơn độc thần thông tới sử dụng, không có phát huy ra bọn họ tuyệt cao hiệu quả. Hạ Nhược Tuyết nghe được từ Ân Thánh Mẫu lời nói, ngay tức thì thể hồ quán đỉnh, đối với trăng sáng nguyên thuật đạo tâm liễu ngộ càng tinh gần. Cái này trăng sáng nguyên thuật đại năng giả, quả thật là rất phi phàm. Cùng lúc đó, trong đại điện tình huống gay gâu đến trình độ cao nhất. Diệp Thần mắt gặp rất nhiều võ giả đã bị cuốn vào Hoang Long đoạt linh trận, mất đi thần trí, vội vàng sử dụng pháp bảo. Tiểu Hắc, người kết quả lúc nào tỉnh lại? Huyền Thiên Tử, mau, mượn ta lực lượng. Nhan Tuyền Nhi, giúp ta. Thái Huyền Trận Đạo, hóa thân bát quái, dung luyện tinh thần, chiếm đoạt nhật nguyệt, bát quái lò luyện đan, hiện lên. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, toàn thân linh khí ngưng tụ, phát ra ô ô tiếng vang, rốt cuộc ở trên đỉnh đầu, ngưng tụ ra một lò luyện đan vậy đồ đằng. Vô tận ngọn lửa bao quanh lò luyện đan này. Cái này tôn lò luyện đan, bề ngoài in một cái âm dương bát quái đồ án, bên trong chảy xuôi nham thạch nóng chảy, có dung nham và khí lưu hoàng, này thay nhau vang lên, thậm chí còn có thần ma kêu rên, ngôi sao chết, đặc biệt huyền diệu. Cái này bát quái lò luyện đan. Truyền thuyết có thể luyện hóa hết thảy, thậm chí có thể trực tiếp chiếm đoạt người khác tánh mạng khí huyết, tu vi tinh hoa, tẩm bổ bản thân, ngôi sao nội hạch, yêu thú nội đan, tất cả loại thiên tài địa bảo, đều có thể chiếm đoạt. Diệp Thần đem mới vừa từ Hoang Long Đại Điện bắt được linh bảo đưa vào bát quái lò luyện đan bên trong. Đạo tâm sở trí, minh tim hóa hình, linh bảo sinh tế, chung được trí khôn. Vậy bát quái lò luyện đan kịch liệt xoay tròn. Trong đó sáng chói chói lọi bắn ra bốn phía ra,
giống như thánh quang vậy chiếu vào các võ giả đầu lâu bên trên. Vù vù từng đạo sóng âm như mặc kim đá vụn, tựa như từng đạo sóng biển như nhau xông ra ngoài, đám người võ giả bên tai tựa hồ là nhớ lại một đạo phản âm. Vậy phản âm trợ giúp bọn họ tìm về thần trí, mỗi một người đều một mặt mê mang nhìn trong tay mình đao kiếm. Các vị, nơi đây căn bản là Hoang Long cổ đế trò lừa bịp. Diệp Thần đứng ở trên thạch đài, mọi người bị cái này Hoang Long đoạt linh trận đoạt được lực lượng, tự mình đi lạc, ta mới vừa thông qua bát quái lò luyện đan tạm thời khôi phục mọi người tu vi và thần thức. Nghe được Diệp Thần lời ấy, trên mặt mọi người lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, bọn họ trải qua trăm ngàn cay đắng, mới đi đến cuối cùng này Hoang Long đại điện, mới vừa vậy Hoang Long cổ đế ngón tay đến mức, thân thể con người bạo liệt một đoàn đoàn xương máu, để cho tất cả mọi người đều lòng vẫn còn sợ hãi, lúc đầu cái gọi là truyền thừa, cơ duyên, đều là một chàng hoàn toàn trò lừa bịp. Hoang Long đoạt linh trận một khi mở, cần hiến tế vô số sinh linh sinh mạng, hiện tại, cần muốn mọi người đoàn kết nhất trí, chung nhau phá vỡ đoạt linh trận. Diệp Thần thu hồi bát quái lò luyện đan, sát kiếm đã nắm trong tay. Chúng ta chỉ có cùng nhau phá trận, mới có thể ngăn cản Hoang Long cổ đế thức tỉnh, mới có một đường sinh cơ. Vũ Văn Cơ lúc này trên mặt vẻ mặt biến ảo khó lường, cho tới nay Hoang Long cổ đế bảo tàng chi địa đều là Minh Long thần điện bí mật bất truyền, hắn chuyến này chuẩn bị vạn toàn, lại không nghĩ rằng đây lại là Hoang Long cổ đế vì mình sống lại làm một tràng tuồng kịch. Muốn cùng Luân Hồi chi chủ hợp tác sao? Vũ Văn Cơ coi là kẻ thù nhìn về phía Diệp Thần, số này lần xấu xa hắn chuyện tốt Luân Hồi chi chủ, thật là muốn cho hắn chết tại đây đại trận bên trong. Ta Thánh Thiên Phủ, nguyện ý tạm thả ân oán cá nhân, cùng ngươi chung nhau phá địch. Thánh Thiên Phủ cường giả ra ý liệu lại là cái đầu tiên hưởng ứng Diệp Thần. Những thứ khác tiểu môn tiểu phái, tự nhiên vậy ước gì lúc này có người nguyện ý vung cánh tay hô lên dẫn bọn họ mưu cầu con đường sống. Vũ Văn Cơ, người đâu? Diệp Thần nhìn về phía Minh Long thần điện bên này. Thiếu chủ nhà ta nói, tạm thời buông xuống tự oán, đợi ra cái này bảo tàng chi địa, lại giết ngươi cũng không muộn. Minh Long thần điện một tên cường giả buồn bực nói. Diệp Thần gật đầu một cái, vậy không truy cứu trong lời này mấy phần thật giả. Đã như vậy, vậy các vị, chúng ta liền lấy ngũ hành chia nhỏ, ta, Thánh Thiên Phủ, Minh Long thần điện mỗi người chiếm một nơi, còn dư lại hai nơi, do các vị phân thủ, ba tức sau này, chúng ta chung nhau đánh tan ngũ huyền chất mắt. Tất cả võ giả rối rít đáp lại, nếu cái này tam phương nguyện ý trấn thủ tam sử. Còn lại nhiều nhân tài như vậy phân biệt trấn thủ hai nơi, bọn họ dĩ nhiên là nguyện ý chiếm cái tiện nghi này. Vũ Văn Cơ và Thánh Thiên Phủ cường giả trao đổi một cái ánh mắt sau này, công kích đã bắt đầu. Cơ hồ cùng trong chốc lát, Hoang Long đoạt linh trận, đang lúc mọi người công kích dưới, lại bắt đầu đung đưa kịch liệt, toàn bộ Hoang Long bảo dấu chi địa, hiện tại cũng là nhất là yếu ớt thời điểm. Đi! Nhưng mà, ngay tại lúc này, Vũ Văn Cơ đột nhiên bạo a một tiếng. Ngọc giản trong tay bị hắn bóp vỡ, một đạo cửa hư không ở sau lưng hắn lộ ra hư hình. Minh Long thần điện cường giả và Thánh Thiên Phủ cường giả cơ hồ là cùng trong chốc lát, dừng lại trong tay thế công, hướng vậy cửa hư không chui đi. Cửa hư không mở, để cho nguyên bản cũng đã tràn ngập nguy cơ bảo tàng chi địa càng đung đưa, trong phút chốc thì phải chia năm xẻ bảy. Đáng chết, Thánh Thiên Phủ và Minh Long thần điện người lại có thể đi. Thật là phản đồ. Đám người võ giả cũng giọng căm hận mắng. Minh Long thần điện và Thánh Thiên Phủ môn nhân, nhất định chính là hoàn toàn tiểu nhân, ở dưới tình huống này, lại vẫn âm thầm cấu kết, dùng bọn họ tánh mạng làm ván cầu, cưỡng ép hạ xuống Hoang Long đoạt linh trận uy năng, sau đó chờ cơ hội cách dùng thuật cưỡng ép trốn lủi chạy ra ngoài. Tiểu nhân, đám người võ giả mắng mẹ thanh âm này thay nhau vang lên, đều không răng hai phe hành vi. Đã sớm biết bọn họ những người này không nhờ vả được. Không nghĩ tới vẫn còn có như vậy lá bài tẩy. Diệp Thần thở dài, nguyên bản, hắn còn chỉ là muốn ép một ép Minh Long thần điện, xem Vũ Văn Cơ có còn hay không sau cùng lá bài tẩy, lúc này xem ra quả nhiên là có, bất quá rất đáng tiếc, hắn hai phía kẻ địch lại liên thủ. Mất đi hai phía có lực chống lại, trông cậy vào Diệp Thần mang còn dư lại đám này đám người ô hợp, đi đối kháng Hoang Long cổ đế, thật là không thể nào. Hoang Long trong đại điện cột đá đung đưa kịch liệt đứng lên, trước nguyên bản bị Diệp Thần chém đứt chảy máu chuyển vận cột đá, lúc này, mà lại ở trụ đá này đấu chuyển tinh di tới giữa, lần nữa liền với nhau. Là Hoang Long cổ đế, Diệp Thần hô,
hiệu triệu đám người làm tổn hại trên đất cổ xưa Đường Vân. Đám người võ giả lúc này cũng không đoái hoài tới mắng Minh Long Thần Điện và Thánh Thiên Phủ, rối rít sử dụng riêng mình thần thông, bổ về phía trên đất lẫn nhau liên thông cột đá cùng Đường Vân. Toàn bộ Hoang Long Đại Điện tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, trước Hoang Long Cổ Đế lúc xuất hiện hư ảnh, đã mơ hồ có hồi phục dấu hiệu. Diệp Thần sát kiếm chém ở cột đá bên trên, vậy cột đá giữa chảy máu nhất thời bắn ra bốn phía ra, nguyên bản hẳn tạo thành phun ra trạng thái máu tươi, lúc này lại giống như là treo lên ngàn cân rơi xuống như nhau, lại bị hấp dẫn lần nữa rơi xuống đất. Không có cách nào sao? Đám người võ giả nhìn vậy làm người ta sợ hãi hư ảnh từ từ ngưng tụ, trong lòng cũng xông lên bi thương. Nháy mắt tức thì, dòng nước chảy đầy đất máu tươi phóng lên cao, bị cái này dần dần to lớn hư ảnh hấp thu, theo hút huyết dịch gia tăng, hư ảnh lần nữa ngưng luyện, lộ ra vậy dữ tợn đỏ tươi mặt mũi. Lúc này, Hoang Long Hơn Linh trận đã hoàn toàn mở, đã có vết xe trước, đám người võ giả ở Hoang Long Cổ Đế dưới sự uy áp, không người nào dám chạy trốn, chỉ có thể bị động lần nữa bị đè nén trên đất, trơ mắt cảm thụ mình thần thức thoát khỏi mình quản thúc. Tất cả mọi người mong đợi, toàn bộ đều trông cậy vào ở Diệp Thần trên mình. Rất tốt, lại có thể trúng đoạn một lần bản đế đoạt linh trận. Hoang Long Cổ Đế đầu rồng chuyển hướng Diệp Thần. Diệp Thần tay cầm sát kiếm, không sợ chết đứng tại đại điện trung tâm. Huyết Long cũng đã hóa là long hình, chiếm cứ ở Diệp Thần sau lưng, tay cầm trưởng giáo quyền trượng, chuẩn bị nghênh kích Hoang Long Cổ Đế chiến chiêu. Mặc dù bản đế chỉ có một đạo thần thức, bất quá đối phó các ngươi hai con kiến hôi, vậy là đủ rồi. Trong điện nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, nguyên bản màu máu nhuộm đỏ đại điện mặt đất, lúc này giống như bốc lên liền ngọn lửa, cháy đám người. Hoang Long Cổ Đế long trảo mang vậy làm người ta hít thở khó khăn nóng bức cảm, trực kích ở Diệp Thần chỗ ở phương vị. Mà nhưng vào lúc này, Diệp Thần tay phải cũng là bao phủ một tầng sóng trùng kích vậy uy năng. Diệp Thần trong mắt thần mang bạo tránh, thiên yêu thân thể, phần huyết quyết, bách tà thể, hủy diệt đạo ấn, hỗn độn khí diễm vân. Vân, tất cả đều, thi triển đến trình độ cao nhất. Một quyền này, đối diện thượng Hoang Long Cổ Đế long trảo. Băng thiên liệt địa, đánh giết hết thảy. Nguyên bản cũng đã tràn ngập nguy cơ Hoang Long Đại Điện, lúc này lại là sau đó sụp đổ, vậy sụp đổ đền, thoáng qua tới giữa, đã biến thành phế tích, tình cảnh mười phần kinh người. Máu tới. Hoang Long Cổ Đế có chút bất ngờ, Diệp Thần chính là càn khôn cảnh, lại có thể bùng nổ như vậy lực lượng. Hắn hiện tại chính là yếu ớt lúc đó, tuyệt không thể âm rãnh lật thuyền. Một giây kế tiếp, hắn đỏ tươi miệng to phún trương. Bị uy áp đỉnh trên đất các võ giả, lại có một đám bị hóa thành vây quanh xương máu. Hoang Long Cổ Đế hút máu sau đó, đúng cái thân rồng giãn ra, không có đại điện hạn chế, như gió như điện vậy xuất hiện ở Diệp Thần bốn phía. Chủ nhân, Huyết Long hô, đã bò lổm ngổm ở Diệp Thần dưới người, cùng Diệp Thần nhân long hợp nhất, Diệp Thần cưỡi Huyết Long, thánh ma huyết mạch mở, hồn thể chuyển đổi, tốc độ di động miễn cưỡng đuổi theo Hoang Long Cổ Đế. Không thể lại để cho hắn tiếp nhận máu tươi, nếu không chúng ta không phải là đối thủ. Diệp Thần thần sắc cực kỳ ngưng trọng, hiện tại đám này võ giả ở Hoang Long Cổ Đế trong mắt, đó là sống miễn cưỡng chất dinh dưỡng. Diệp Thần ngữ long bàn không, có Huyết Long lực lượng gia trì, hắn ra lại một quyền, trực tiếp đánh phía dưới đất Hoang Long đoạt linh trận. Ha ha ha, ta còn phải cảm ơn ngươi à, Hoang Long Cổ Đế âm hiểm cười nói, đa tạ ngươi thay ta hiến tế như thế nhiều máu tươi. Diệp Thần tự nhiên sẽ không bởi vì lời nói của đối phương bị dung chuyển, hắn đạo pháp căn cơ thâm hậu thuần khiết, sẽ không bị cái này đường ngang ngõ tắt làm cho mê hoặc. Hô, Hoang Long Cổ Đế lần nữa hút ăn cái này nồng đậm máu, thân rồng dâng lên màu máu hồng quang, hiển nhiên lực lượng đã so với trước đó cường đại hơn. Diệp Thần bàn tay đột nhiên thay đổi, tới ám thần mạch mở, hắc ám nguyên phù chấn động, bàn tay tim như có vĩnh hằng hắc ám uy áp, hướng Hoang Long Cổ Đế bao phủ đi. Một trường này vung đi, Diệp Thần toàn bộ thân thể cũng đang khẽ run, hiển nhiên như vậy gánh vác đối với hắn mà nói quá mức khổng lồ. Chỉ như vậy sao? Hoang Long Cổ Đế phủ đầy màu máu hồng quang thân rồng, lúc này trên mình tất cả miếng vảy đều hóa thành từng hạt tròn huyết linh châu, cơ hồ đồng thời nghênh kích hướng Diệp Thần, trước sau nổ lên. Diệp Thần vậy uy năng to lớn một trường, đối mặt không đếm xuể huyết linh châu tử, hiển nhiên không có ở đây cùng thực lực trên. Hắn vội vàng mở bát quái thiên đan thuật và hồn thể đổi thành, bảo vệ quanh thân kinh mạch.
Đáng tiếc Lý Vô Vọng dạy cho mình tinh thiên luyện thể thần thông cũng chưa hoàn toàn nắm giữ, còn cần Bắc Lăng Thiên Điện Nhâm Lão tinh linh đá, nếu không hôm nay cũng sẽ không chật vật như vậy. Dưới mắt, cái này Hoang Long Cổ Đế hiển nhiên là muốn trực tiếp dùng chiêu thức mạnh nhất, nghiền giết Diệp Thần. Hoang Long Cổ Đế chịu chết đi. Mắt thấy Diệp Thần sẽ bị Hoang Long Cổ Đế nghiền ép, một đạo chấn thiên gầm thét tiếng, đột nhiên vang lên. Trên đại điện, cát vàng nổi lên bốn phía. Huyết long thân thể, lăng không bạo cướp tới. Khổng lồ đỏ thẫm thân rồng thật nhanh xuyên qua, quanh thân có sấm tia chớp vờn quanh, mỗi một phiến vảy rồng cũng giống như là phi đao phi kiếm vậy, từng luồng sáng mở thủy kỳ, không ngừng lăn lộn, hiện ra cao nhất rộng lớn thở mạnh voi. Trói buộc ở huyết long trên thân hình giam cầm xiềng xích, chỉ còn lại 6 cái. Ở nơi này nguy cơ giây phút, hắn cưỡng ép mở ra một đạo cấm chế, chắn Diệp Thần trước người. Theo điều này giam cầm xiềng xích bị mở ra, nguyên bản yếu ớt huyết long khí thế đột nhiên leo lên, bộc phát ra khí huyết lực, có thể so với tổ long. Mà tô điểm ở hắn trên trán đế long châu, lần nữa tản mát ra mênh mông vô cùng thần quang. Nhưng vào lúc này, hắn là chân chân chính chính thái cổ tổ long. Sơn hà lực, nhật nguyệt khả năng, lớn như trời đất huy áp, từ hắn trên mình tóe ra, thiên địa không gian hết sức vặn vẹo, tai bên có vô số long tộc tiếng rồng ngâm. Vang tận mây xanh. Đây là thái cổ tổ long uy áp. Ban đầu thái cổ tổ long đem đại cơ duyên đưa cho huyết long, cố ý cho hắn xếp đặt 9 đạo cấm chế, mỗi lần mở ra một cái giam cầm xiềng xích, đều có thể mượn dùng một lần thái cổ tổ long toàn bộ lực lượng. Mặc dù mỗi lần chỉ có ngắn ngủi một nén nhang thời gian, nhưng cũng là huyết long thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, lúc này vì Diệp Thần, hắn đã nhưng không được những thứ khác. Hoang Long Cổ Đế mắt rồng bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Thái cổ tổ long. Đối mặt cường hãn như vậy uy áp, ước chừng chỉ có một màn thần thức Hoang Long Cổ Đế lúc này cũng là có chút bối rối. Đây là ta cuối cùng một chút thần thức. Hoang Long Cổ Đế ở trong lòng gầm thét, hắn đã thất bại 4 lần, đây là một lần cuối cùng cơ hội, vô luận là ai, cho dù là thái cổ tổ long, hắn đều phải lần nữa đứng ở nơi này trên đỉnh núi. Đông. Hai con màu máu long chảo đụng vào nhau, giống vậy nguy nga long ảnh. Lẫn nhau dây dưa chung một chỗ. Sơn hà biến sắc, hư không cũng treo lên tung bay máu. Sấm sét bảo thuật, cho ta trấn áp. Huyết long gầm thét một tiếng, muốn dùng thái cổ tổ huyết mạch của rồng lực, cưỡng ép trấn áp Hoang Long Cổ Đế. Sấm sét nghiền ép mà qua, Hoang Long Cổ Đế nhưng là trực tiếp một cái vẫy đuôi, hướng Diệp Thần lần nữa liều chết xung phong đi. Chủ nhân! Huyết long gào thét. Đế Long Châu sáng bóng đã xuyên thấu hư không, chiếu vào liền Diệp Thần trên mình. Âm hiểm xảo trá, Diệp Thần không để ý tới cái khác, vội vàng lùi bước phân ly. Hồn thể đổi thành, Thiên Long Bát Thần Âm. Diệp Thần chợt quát một tiếng, quả đấm xương cốt chấn động, phát ra lanh lảnh hồng mông cổ âm. Đi, đâu, bá, be be, ỏ, ô, ba. 8 cái cổ xưa huyền ảo màu vàng nốt nhạc, từ Diệp Thần trên nắm tay hiện lên. Không ngừng lưu chuyển bay lượn, giống như mang kiếm mũi nhọn, trực tiếp đâm về phía Hoang Long Cổ Đế. Những cái kia mũi nhọn chạm được Hoang Long Cổ Đế trên thân hình, hung hăng đụng vào nhau, như trời long đất lở, thiên địa đều ở đây chấn động. Diệp Thần trên nắm tay hồng mông nốt nhạc, toàn bộ bạo diệt. Kinh khủng gió bão thiên uy, dọc theo quả đấm truyền tới. Phốc xích, Diệp Thần tại chỗ phun ra máu tươi, gân cốt sắp nứt. Toàn bộ đáy lòng cũng bị chấn bể. Hoang Long Cổ Đế bị tăng cường hồng mông cổ âm đánh vào, vậy chỉ là hơi vừa lui, tựa hồ cũng không có bị cái gì vết thương. Cái này Hoang Long Cổ Đế lực lượng, thật sự là quá mạnh mẽ. Pháp Hoa mất đi thiên. Diệp Thần bước chân đạp một cái, dưới chân giống vậy có kết giới trận pháp dâng lên. Đó là Pháp Hoa mất đi thiên Phật Quang kết giới, trên thực tế cũng coi là một cái mô hình nhỏ tự tại thiên, này kết giới một nơi. Thì có Phật gia Thiên Long, La Hán ngâm sướng, Đại Bàng Dương cánh cùng Phật gia truyền đạo bị nghiệp hình ảnh, thay nhau xuất hiện. Lúc này Diệp Thần đã thần ma tu vi thông hiểu đạo lý, trận pháp rơi vào đã sớm hư vô đại điện trên mặt đất, đập ra nặng nề hố sâu. Hoang Long Cổ Đế mắt trình độ mặt bị phá xấu xa, cũng không đoái hoài tới huyết long bên kia tàn nhẫn chiêu, vội vàng rút người ra lui hướng mặt đất. Vô tận mùi máu tanh lần nữa cuốn tới, đem tất cả Phật quang toàn bộ xua tan. Dưới đất có đồ, Diệp Thần vội vàng hô, cái này Hoang Long Cổ Đế như vậy coi trọng đại điện trên đất,
nhất định có vật gì ở nơi đó. Thiên chết hiểu tinh trần xa. Huyết long móng vuốt xiết ra, nhất thời gió cát mờ mịt, một phiến phiến ngân hà bụi bẩm, giống như cát bụi thiên bạo, ùn ùn kéo đến hướng hoang long cổ đế nghiền ép đi. Ngày này chết hiểu tinh trần xa, vốn là minh dương long tôn thần thông, cũng là 33 thiên hồng mông cổ pháp một trong. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Huyết long ở đánh bại minh dương long tôn sau đó, vậy cướp đoạt hắn thần thông, giờ phút này thi triển ra, bữa gặp tinh xa di thiên, mãnh liệt bảo cát giống như tang lễ, muốn táng diệt hoang long cổ đế. Thừa dịp thời cơ này, Diệp Thần đột nhiên vung ra một kiếm, trực tiếp chém ở trên mặt đất, lộ ra một đạo kéo dài sâu rãnh. Vậy sâu rãnh kể cả trong mặt đất tim lại là không, lúc này một cái thủy tinh trên thạch đài, đang nằm một người. Hắn thân thể tại trong ruộng, Diệp Thần hô. Lúc này hoang long cổ đế không phải là một chút thần thức, ở vô hạn huyết dịch dưới sự ủng hộ hóa hình, nhưng cuối cùng hắn muốn sống lại, phải trở lại mình trên thân thể. Phá hoại hắn thân xác, để cho hắn không chỗ sống lại. Diệp Thần lúc này sát kiếm lại tay, chạy thẳng tới dưới đất hoang thịt rồng thân đi. Hoang long cổ đế quả thật mau hắn một bước, đuôi rồng đảo qua, trực tiếp đem Diệp Thần từ sâu rãnh bên trong đảo qua ra, hai móng chắp tay, lại là trực tiếp đem nứt ra mặt đất tụ hợp với nhau. Diệp Thần sắc mặt lạnh lùng, tâm niệm vừa động, một giây kế tiếp, chính là thi triển hồn thể đổi thành. Hỗn độn khí diễm và huyền linh lực bùng nổ. Sát kiếm huyết quang đậm đà đến mức tận cùng, một kiếm chém ra, kiếm mang bạo tránh, chân võ ý cùng hủy diệt mộ đạo ngưng tụ trên đó. Một kiếm này, đã đạt tới Diệp Thần trình độ cao nhất. Đối mặt hoang long cổ đế, hắn phải xuất toàn lực. Nhưng mà, ầm một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần thân thể ngay tức thì đổ bay ra, hung hãn đem sau lưng một tảng đá lớn trang được nghiền. Lôi thần phần thiên tinh. Huyết long ngửa mặt lên trời gầm thét, nghiêm nghị không sợ, trong cơ thể một chút thần lực, đột nhiên phun ra, toát ra thiên điều thủy khí, nhất trọng trọng hà thải. Mà bên kia, huyết dịch sình sệt cảm giác, trọng tố trước hoang long cổ đế huyết ảnh, toàn bộ bảo tàng chi địa cũng bao phủ ở một phiến hồng quang dưới. Hoang long cổ đế dị biến đang lặng lẽ biến hóa. Cũ mộng dược vương không lấn được ta. Hoang long cổ đế cuồng tiếu, toàn bộ trận pháp đi qua cũ mộng dược vương cải thiện, đã càng nghịch thiên, nếu như cái này hoang long đoạt linh trận hoàn toàn hoàn thành, vậy hắn thực lực đem sẽ mạnh hơn một đoạn. Dù là có thái cổ tổ long áp lực, lúc này đối với cái này cùng là long hệ, lại tinh thông tính toán hoang long cổ đế, trong chốc lát lại vậy không làm gì được hắn. Diệp Thần và huyết long đem hết toàn lực, miễn cưỡng cùng hoang long cổ đế tới giữa đạt tới một cái vi diệu thăng bằng. Nhưng cái này cái thăng bằng, nhưng sẽ bởi vì thái cổ tổ long thời gian hạn chế mà bị hoang long cổ đế nghịch gió lật bàn. Thời gian không còn kịp rồi. Huyết long lắc đầu, mắt thấy một nén nhang thời gian sắp đến, nhưng là bọn họ muốn phải tránh hoang long cổ đế tay mắt, hủy xấu xa hắn thân thể, độ khó thật sự là quá lớn. Hoang long cổ đế vì bảo vệ hắn thân xác, một mực bàn cưa ở nơi này tấc vuông chi địa bên trên, chút nào sẽ không cho dư Diệp Thần và huyết long cơ hội. Làm thế nào, huyết long trong lòng gọi thái cổ tổ long, hy vọng có thể đạt được hắn chỉ định. Cùng tông cùng hệ, người ta đều là long tộc, hắn có thể chiếm đoạt linh đại trận, chúng ta cũng có thể. Thái cổ tổ long thanh âm vang lên, thể hồ quán đỉnh vậy để cho huyết long trong bụng sáng tỏ. Mặc dù thái cổ tổ long lực lượng thời gian lập tức tới ngay, nhưng nếu như hắn toàn lực đột phá hoang long cổ đế bảo vệ, trực tiếp cướp đoạt đến thân xác, hoàn toàn có thể thực hiện. Duy nhất vấn đề khó khăn chính là, ở hắn chiếm đoạt linh trận và hoang thân rồng thể lực thời điểm, Diệp Thần một người như thế nào kéo hoang long cổ đế. Chủ nhân, thái cổ tổ long mượn lực thời gian sắp tới. Huyết long truyền âm nói, chỉ có ta chiếm đoạt linh đại trận và hoang long cổ đế thân thể lực, chúng ta mới có một đường sinh cơ. Diệp Thần lúc này nghe được huyết long nói như vậy, trong bụng cũng như vậy, đây cũng là thái cổ tổ long chỉ dẫn phương pháp. Nhưng là, Diệp Thần một người áp chế hoang long cổ đế sao? Được. Không có ở đây để lại cho Diệp Thần do dự, hắn dứt khoát quyết nhiên cầm lên sát kiếm. Chủ nhân, huyết long khàn cả giọng hét to, chỉ có thể dùng nhanh nhất tốc độ, xông phá hoang long cổ đế phòng vệ. Tinh hải thần, ban cho ta lực lượng. Luân hồi mộ địa dị động, tinh hải thần bóng người nổi lên. Mặc trường bào, thần quang trảm nhiên, minh mông uyên thâm khí thế, như nước thủy triều như biển,
làm thiên địa chấn động. Nơi này không phải vùng biển, ta lực lượng chỉ có thể phát huy trong 1%, nhưng là ta như cũ sẽ cho ngươi một phần chia lực lượng, giúp ngươi một tay. Bất quá, ngươi không cần nhớ quá nhiều, ta lực lượng tùy thời đều có thể bị Hoang Long Cổ Đế xé nát. Nhất thời, Diệp Thần cả người ánh sao bùng nổ, sau lưng tựa như xuất hiện một phiến kinh thiên sóng biển, quanh thân có tầng tầng phù văn điên cuồng xen lẫn, cả người nguy nga như chiến thần, tựa hồ muốn nghiền ép thiên địa. Hoang Long Cổ Đế huyết ảnh nhìn cái này khí thế lại đột nhiên lăn lộn Diệp Thần, thần sắc ngưng trọng, không nghĩ tới những con kiến hôi này có nhiều như vậy lá bài tẩy. Muốn cướp đoạt bản đế thân xác, Hoang Long Cổ Đế hiển nhiên sẽ không bị Diệp Thần hấp dẫn, tung người một cái đã lao thẳng tới huyết long. Hoang Long lão kẻ gian, người đối thủ là ta. Mới vừa vẫn là yếu ớt Diệp Thần, giờ phút này nhưng toát ra chói mắt chói lọi, đơn giản là trời trăng sao vậy lóng lánh, làm người ta không dám ngẩng mặt. Pháp Hoa mất đi thiên. Vĩnh Dạ Đại Ma Thiên. Diệp Thần bước ra một bước, Phật Quang chào đáng. Lại một bước tiến về trước, Vĩnh Dạ hạ xuống. Mượn tinh hải thần lực lượng, nhất thời gian, Phật Quang kết giới cùng Vĩnh Dạ kết giới, dung hợp thành một cái âm dương bát quái trận, mơ hồ có đạo gia hay uẩn hơi thở tràn ngập ra. Phật ma dung hợp, lại có thể biến thành đạo gia. Vô luận là Phật hay ma, là nói là tiên, bản chất đều là khác đường về cùng đích, cũng là nhắm thẳng vào đỉnh cấp. Chỉ có nguyên, mới là vĩnh hằng tồn tại. Đứa nhỏ tìm đạo, vô căn cứ cực kỳ. Hoang Long Cổ Đế một cái móng to, uy áp ở Diệp Thần trên thân hình. Ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, hoa chiêu gì đều là vô căn cứ. Hoang Long Cổ Đế khinh miệt nhìn về phía quanh thân bị ánh sao bao gồm Diệp Thần, đuôi rồng sen lẫn chút màu máu Hoang Long viễn cổ thần thông lực, trực tiếp gõ đánh vào Diệp Thần lồng ngực bên trên. Cái gì Phật gia, cái gì đạo gia, ta Hoang Long Cổ Đế thờ phượng mới là vĩnh hằng. Tinh hải thần lực lượng chỉ như vậy, ở Hoang Long Cổ Đế nhất vĩ dưới, hóa thành phấn vụn. Chủ nhân, huyết long mắt thấy Diệp Thần giống như một thuyền lá cô độc, bị oai rồng cuốn về phía ngoài mấy dặm. Không kịp do dự, cả người nắm lên Hoang Long Cổ Đế thân thể, đạp phá hư không hướng Diệp Thần đuổi theo. Diệp Thần, đột nhiên, Hạ Nhược Tuyết thanh âm vang lên, ngự kiếm tới, đưa ra huỳnh huỳnh tay trắng, tiếp lấy Diệp Thần không ngừng rơi xuống thân thể. Nhìn về phía Hoang Long Cổ Đế ánh mắt, đã tràn đầy oán hận. Ngươi dám đả thương hắn. Minh Nguyệt Nguyên chủ uy áp trong chốc lát toàn bộ phóng thích, trăng sáng chói lọi trạch phi mặt đất, nguyên bản bị máu tươi nơi thấm ướt đại điện, lúc này đã dâng lên trăng sáng sáng bóng. Một vầng trăng sáng đang lóe lên tia sáng chói mắt, vậy đầy trời bay lên phồn tinh, đem toàn bộ bảo tàng chi địa cũng che phủ ở trong đó. Động ta người đàn ông, bỏ mặc ngươi là ai, ta muốn ngươi chết. Hạ Nhược Tuyết chắp hai tay, trăng sáng thánh khiết ánh sáng bạc rơi xuống nàng bóng người hai bên, một món vô cùng thánh khiết ánh sáng từ trong thân thể của nàng nổ bể ra. Mỗi một luồng quang trạch giống như thúc tiên dây thường vậy, trực tiếp đeo vào Hoang Long Cổ Đế trên thân hình. Hạ Nhược Tuyết hiện tại có sư phó thần niệm lực lượng trợ lực, đã sớm không phải ban đầu. Phá! Hoang Long Cổ Đế hừ lạnh một tiếng, to lớn long chảo trực tiếp chộp vào khóa bộ bên trên. Trăng sáng từng luồng sáng bóng, giống như một bình bình lưỡi dao sắc bén, xuyên thấu ở Hoang Long Cổ Đế trên mình. Vậy tung tóe máu, giống như cột máu như nhau phun ra. Thứ gì, Hoang Long Cổ Đế thật bất ngờ, cái này nhu nhược cô gái, lại có thể làm mình bị thương. Hoang Long Cổ Đế huyết ảnh bởi vì cái này đột nhiên bị thương, toàn thể trở nên có chút hư hóa, hiển nhiên Hạ Nhược Tuyết nhất kích, đã đối với Hoang Long Cổ Đế tạo thành tổn thương thật lớn. Máu ngưng chém. Hoang Long Cổ Đế hai móng tới giữa, đột nhiên huyễn hóa ra một bỉnh trường đao quanh thân đã quấn vòng quanh máu đỏ ánh sáng, đao bỉnh ở giữa lưu chuyển máu vậy sáng bóng. Thiên địa biến sắc, tựa như bị cái này đao một nhóm là hai, vậy lưỡi đao nhắm thẳng vào Hạ Nhược Tuyết. Nhược Tuyết, Diệp Thần tay che lồng ngực, sát kiếm sử dụng, định chống lại Hoang Long Cổ Đế chém chết thuật. Chiếm đoạt, huyết long hóa thân hình rồng, đã dương ra miệng to như chậu máu, trực tiếp hút hướng Hoang Long Cổ Đế trên thân hình. Dừng tay, Hoang Long Cổ Đế giống to, hắn thân thể, không thể bị cái này cùng người phàm mơ ước. Trăng sáng gió minh chém. Tinh hồn chém. Một khắc sau, ba đạo hồn ấn hiện lên Diệp Thần quanh thân, vô cùng yêu khí và hồng mông cổ pháp bùng nổ, cuồn cuộn ngọn lửa bạc, lượn lờ bề mặt,
thiên yêu thân thể cùng với phần huyết quyết, lên cấp thi triển. Hồn thể đổi thành, hỗn độn khí diễm. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, đem vậy thân thể cường hãn bên trong ẩn chứa bàng nhiên cự lực, chuyển hóa thành cuồn cuộn hồn lực. Tinh hồn chém chính là dung hợp hồn đạo cùng võ đạo bí thuật, có thể nói là hồn võ kỹ trình độ cao nhất, hắn lực lượng mặc dù cũng là có thể biên độ tăng trưởng vũ khí uy lực, nhưng, lại xa xa không có hồn lực đối với tinh hồn chém gia trì, tới to lớn. Cũng chỉ có Diệp Thần như vậy có hồn thể đổi thành, có thể tùy ý đổi thành thân xác lực lượng cùng thần hồn lực lượng yêu nghiệt tồn tại, mới có thể chân chính phát huy ra tinh hồn chém uy lực. Sát kiếm bên trên một cổ vô cùng huyền ảo chập chờn, ở kiếm phong bên trên kích động, mênh mông hồn lực, bơm vào đến sát kiếm bên trong, tinh thiên hồn pháp vận chuyển, sát kiếm bên trên lại là tựa như trong nháy mắt vòng vô số ngân hà. Trên ngân hà còn có hỗn độn khí diễm vần quanh. Diệp Thần con ngươi, bỗng nhiên co rúm một cái, nạt nhỏ, Hoang Long cổ đế, đi chết đi. Hạ Nhược Tuyết trên trường kiếm, vậy chiếu lấp lánh tinh huy đã dày đặc đến trình độ cao nhất. Trăng sáng chuyển bản đồ hành tinh bỗng nhiên xuất hiện, nguy nga cung trăng, còn có vậy một chùm chùm cây hoa quế, thậm chí còn có dáng vẻ ngây thơ khả cúc thỏ ngọc. Trăng sáng chuyển bản đồ hành tinh bên trong tất cả cảnh trí, thời gian đầu tiên bị chủ nhân kêu gọi, rối rít biến đổi thành màu bạc chùm ánh sáng, đi đôi với trăng sáng chấn động, cuốn hết về phía Hoang Long cổ đế. Huyết Long bắt sau cùng thời gian, đem Hoang Long cổ đế thân thể toàn bộ hút đến mình trong cơ thể. Cái này bỗng nhiên gia tăng lực lượng, để cho Huyết Long trên mình máu thịt cơ hồ văng tung tóe mở, hắn thân thể đã gánh vác không được lớn như vậy uy năng. Còn có Hoang Long đoạt linh trận, Huyết Long miễn cưỡng bàn cưa ở trung tâm tâm trận bên trên. Không để ý mình chịu đựng lực, đem vậy đoạt linh trận toàn bộ hút lấy trong cơ thể. À, Cự Long gầm thét tiếng, từ Huyết Long trong miệng bung ra, đồng thời một ngụm máu tươi cũng đã xỉ ra. Hạ Nhược Tuyết và Diệp Thần ở Hoang Long cổ đế phản công dưới, đã bị hắn hơi thở rồng, đánh tan đến ngũ tạng lục phủ. Hai người thân thể cơ hồ sai vị vậy bị cuộn sạch ra, trên mình đã bị vậy vảy rồng mảnh vỡ, vạch mình đầy thương tích. Ngươi dám hủy ta đoạt linh đại trận, chiếm đoạt ta thân thể. Hoang Long cổ đế thấy vậy giận dữ, hắn sau cùng lần này cơ hội, đã bị những con kiến hôi này toàn bộ phá hoại. Lúc này cái này Hoang Long cổ đế huyết ảnh, đã thuộc về trạng thái bùng nổ. Huyết Long vùng vẫy đứng dậy, hắn có thể cảm nhận được thái cổ tổ long lực lượng đã dần dần yếu bớt. Không thời gian, Huyết Long tay cầm trưởng giáo quyền trượng, vậy quyền trượng trên thần quang châu, lúc này sáng bóng đã không phải là màu trắng, mà là giống như máu giống vậy hồng quang. Vậy hồng quang bên trong lưu chuyển lung tung kia bóng dáng, giống như là nhất mạc mạc chiến trường cảnh sắc đang lướt qua. Ánh sáng đến mức, lăn lộn mà qua đều là huyết sắc này dấu vết. Hóa đạo, ba đạo, ngưng tụ, Huyết Long cao quát một tiếng, nhảy vút thiên lên, hóa thành đạo đạo huyết quang, phân biệt sáp nhập vào ba cái đại lộ bên trong. Gần như nháy mắt tức thì, ba đạo bộc phát ra vô số ma quang, có một không hai không gian bình phong che chở mỗi một chỗ, từng cổ một cường đại lực lượng tụ vào Diệp Thần trong cơ thể. Ba cái đại lộ, mất đi chi đạo, bất diệt kiếm đạo, sát lục chi đạo, ngắn ngủi ngưng tụ, toát ra khí cơ thậm chí làm được không gian bình phong che chở run rẩy liên liên, Huyết Long lực lượng đã vượt ra khỏi cực kỳ kinh khủng tầng thứ. Lúc này hắn không chùn bước đem mình sáp nhập vào ba đạo bên trong, sau đó đem tất cả lực lượng truyền đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần lúc này vậy cảm giác được Huyết Long dốc toàn lực quyết tâm. Hoang Ma Thiên Kiếm, Diệp Thần hô lớn. Hoang Ma Thiên Kiếm ma khí, trấn áp hết thảy, càn quét hết thảy, lúc này mặc dù còn chỉ là non kiếm hình thái, nhưng cũng không phải là chính là một cái Hoang Long cổ đế huyết ảnh có thể đối kháng. Hồn thể đổi thành, giết. Hoa Hạ Ninh Ba một thiếu niên, uẩn dục ngút trời Huyết Long. Mang theo Huyết Long đứng ở Hoa Hạ đỉnh, thành tựu Côn Lôn hư bá chủ. Mà ngày nay, Huyết Long và đã từng là thiếu niên lại lần nữa kết hợp. Bùng nổ kinh thiên một kiếm. Hoang Long cổ đế, ta muốn chứng minh ngươi là sai. Hồn thể đổi thành đến mức tận cùng, hỗn độn khí diễm bùng nổ, Hoang Ma Thiên Kiếm và máu lực rồng ngưng tụ một kiếm, trực tiếp chém chết hết Hoang Long cổ đế cuối cùng một chút thần thức. Hết thảy xu hướng tại bình tĩnh. Mà giờ khắc này Diệp Thần tựa như bị hút khô quanh thân linh khí vậy, cả người tê liệt ngồi ở đây Hoang Long cổ đế bảo tàng chi địa. Hạ Nhược Tuyết chậm rãi nâng lên tay, xoa xoa mình máu tươi trên khóe miệng.
Cuối cùng kết thúc. Huyết long lần nữa hóa thành hình người, nặng nề ngã xuống đất, trên mình 6 cái giam cầm xiềng xích như ẩn như hiện. Lúc này trong cơ thể hắn máu thịt phún trương, nội tức rối loạn, mới vừa hút đoạt linh đại trận còn có hoang long cổ đế thân thể, cái này ẩn chứa trong đó to lớn uy năng, ở hắn mỗi một tấc trong máu thịt cọ rửa. Đi đôi với hoang long cổ đế vẫn thân, toàn bộ bảo tàng chi địa đã bể tan tành. Tất cả di tích bắt đầu chia năm xẻ bảy, từ từ quy về bụi đất. Nguyên bản tiến vào di tích các võ giả đã biến mất, lần này chiến sự xuống, trừ trước thời hạn trốn tránh Minh Long Thần Điện và Thánh Thiên Phủ người ra, lúc này sống sót lại chỉ còn lại Diệp Thần, Hạ Nhược Tuyết và Huyết Long. Huyết Long, người có tốt không? Diệp Thần trước đỡ dậy Hạ Nhược Tuyết, lại mạnh chống đi tới Huyết Long bên người. Không có sao, Huyết Long hơi thở đã 10 phần yếu ớt, nhưng vẫn là nói. Bát quái thiên đan thuật, Diệp Thần giơ tay đem hơi thở chậm rãi đánh vào Huyết Long thân thể bên trong. Ở trên trời đan thuật thấm nhuần một tí, Huyết Long lăn lộn hơi thở lúc này dần dần bình phục lại. Chủ nhân, không muốn lại là ta lãng phí linh lực. Huyết Long vùng vẫy đứng dậy, hắn có thể mình từ từ khôi phục. Bảo tàng chi địa bể nát, nơi này rất nhanh liền không có bất kỳ hạn chế nào, có thể tự do ra vào. Nhỏ thuốc linh không biết lúc nào từ Hạ Nhược Tuyết trong nhẫn chữ vật chui ra ngoài. Các ngươi nhanh lên một chút rời đi nơi này đi. Nhỏ thuốc linh cua tay nhỏ bé cánh tay, nhìn xem Hạ Nhược Tuyết thương thế, vẻ mặt 10 phần bi hùng, xem là làm trọng yếu quyết định như nhau, từ trong thân thể của mình bóc ra một quả viên thuốc nhỏ. Hoàn thuốc kia bay tới Hạ Nhược Tuyết xinh đẹp tuyệt trần dung mạo phía trước. Cho ta. Nhỏ thuốc linh gật đầu. Phục qua thuốc men sau này Hạ Nhược Tuyết, sắc mặt dính vào một chút đỏ ửng, hiển nhiên cái này linh đan hiệu quả cực tốt. Nhỏ thuốc linh nhìn Hạ Nhược Tuyết ánh mắt, liền vội vàng lắc đầu, biểu thị mình không có, không thể lại cho Diệp Thần và Huyết Long. Vậy ngốc nghếch hình dáng, để cho Diệp Thần đều có chút không khỏi tức cười. Nhỏ thuốc linh nói đúng, chúng ta được mau rời đi nơi này. Hạ Nhược Tuyết cẩn thận nói, lúc này di tích vỡ vụn, bên ngoài vậy nhất định nghe được động tĩnh, nói không chừng có tiểu nhân hèn hạ sẽ đến chiếm tiện nghi. Nhưng mà vừa dứt lời, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. Chính là Vũ Văn Cơ thanh âm. Xem ra ta tới đúng lúc, câu nói kia tại sao nói đến. Ngủ gật thời điểm, vừa vặn có người đệ gối. Vũ Văn Cơ lại tới. Mà hắn bên cạnh Minh Long Thần Điện cường giả rối rít lộ ra nụ cười dữ tợn. Cái này thật đúng là được tới toàn không uổng thời gian. Vũ Văn Cơ cười lạnh, mặc dù bọn họ trước cưỡng ép đột phá phong ấn, đối với bọn họ tự thân tu vi tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng lúc này thấy Diệp Thần bọn họ bộ dáng chật vật, cũng biết so sánh bọn họ mà nói, đoàn người mình đã coi như là rất ưu đãi. Diệp Thần đem Hạ Nhược Tuyết và Huyết Long bảo vệ ở sau lưng, hướng ngoài ra một bên chậm rãi rút lui. Muốn đi à, cũng không như vậy dễ dàng đâu. Thánh Thiên Phủ cường giả từ Diệp Thần bọn họ muốn rút lui mới chậm rãi lộ ra bóng người. Các ngươi là muốn thừa dịp người gặp nguy sao? Hạ Nhược Tuyết biết Diệp Thần trạng thái đã đến nỏ hết đà. Mình bởi vì có nhỏ thuốc khéo léo linh đan, lúc này coi như là ba người bên trong mạnh nhất. Đường đường Minh Long Thần Điện và Thánh Thiên Phủ môn nhân, truyền đi không sợ để cho người chê cười sao. Ha ha ha, tiểu mỹ nữ, ngươi thật như thế ngây thơ sao? Thánh Thiên Phủ môn nhân lộ ra châm chọc mỉm cười, danh tiếng. Ai quan tâm? Thiên nhân vực, chỉ có người mạnh là vua. Nhược Tuyết, không cần lời nói, ngươi mới vừa không biết. Trước mắt người cái này hai cái danh môn tránh phái, có thể là mới vừa phản bội tất cả người. Diệp Thần biết trận chiến này đã không thể tránh được. Nếu như không phải là bọn họ tạm thời trốn tránh, Hoang Long cổ đế Hoang Long đoạt linh trận căn bản cũng không sẽ bị mở, như vậy nhiều võ giả vậy căn bản sẽ không chết. Hạ Nhược Tuyết khẽ cắn môi đỏ mọng, sư phụ mặc dù và nàng nói rất nhiều, nhưng lại không nghĩ rằng thiên nhân vực so tưởng tượng còn tàn khốc hơn. Cường giả thế lực vì hết thảy. Như vậy không từ thủ đoạn nào. Vũ Văn Cơ bước ra một bước, hai tay chắp sau lưng, châm chọc đối với Diệp Thần nói, mọi người có riêng mình nguyên pháp, nếu như ngươi muốn cứu bọn họ, tại sao cuối cùng sống sót là các ngươi đâu? Đừng giả mù sa mưa, thủ hạ ngươi tánh mạng, chỉ sợ không thể so với ta thiếu đi. Diệp Thần mới vừa muốn nói cái gì, còn người đông lại một cái, phát hiện cái gì? Chú ý! Một chuôi thánh thiên minh quang súng đã từ phía sau hướng Diệp Thần cuốn tới,
vậy ánh sáng nhạt bên trên, điểm nhằm vào thánh thiên sáng bóng. Vậy một thương mang hổ tiếng khóc, ở giữa không trung vạch ra một đạo mang có sáng bóng đường vòng cung. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, trực bước ở Diệp Thần trước người. Đang! Hạ Nhược Tuyết diễn cảm ngưng trọng, không do dự nữa, một kiếm ra, trăng sáng tinh huy lực, trực tiếp đem thánh thiên phủ minh quang bắn súng bay. Lúc này trên người nàng còn ký thác tự ân thánh mẫu một chút thần niệm, đối phó mấy cái này đám người ô hợp, không nói ở đây. Vũ Văn Cơ, còn chưa động thủ. Thánh thiên phủ cường giả nhất kích không trúng, vội vàng gọi Vũ Văn Cơ trước sau giáp công Diệp Thần. Vũ Văn Cơ trên mặt lộ ra một chút khinh thường, Diệp Thần bọn họ đều đã bị thương thành như vậy, cái này thánh thiên phủ lại vẫn không thể hoàn toàn bắt lại. Vũ Văn Cơ thân thể thoáng một cái, hóa thành một đầu ngút trời minh long, cả người mỗi một khối miếng vảy, cũng phơi bày vĩnh dạ vậy hắc ám, tựa như mỗi một khối vảy rồng bên trong, cũng hàm chứa một cái thế giới hắc ám. Vũ Văn Cơ hừ một tiếng, bàn tay vung lên, ánh sáng đen lóe lên, hóa thành đen nhánh long chảo, hung hăng hướng Diệp Thần bắt đi. Trong thoáng chốc, Vũ Văn Cơ đánh ra dù sao cũng nặng thánh quang, huy hoàng chói mắt, dường như muốn xuyên qua vạn cổ thời không, mênh mông bá đạo. Diệp Thần chỉ cảm thấy từng cơn kinh khủng hơi thở, không ngừng tập sát tới, thật giống như cái kế tiếp ngay tức thì, hắn sẽ bị Vũ Văn Cơ long chảo biến dạng. Nắm giữ kiếm pháp. Một kiếm nắm giữ, một kiếm nhập ma. Nắm giữ kiếm pháp, luyện đến lô hỏa thuần thanh sau đó, có thể một kiếm giơ lên trời, dẫn động nguyên khí, hóa thân tiên ma nắm giữ. Tiên giả, tiên đạo vậy. Ma người, thiên ma vậy. Nắm giữ kiếm pháp hàm chứa tiên ma lưỡng đạo bí ẩn, âm dương sinh đôi, là một môn cực mạnh võ kỹ, nếu như có thể làm được tiên ma hợp nhất, thậm chí có thể bộc phát ra cao nhất nguyên thuật uy lực. Đây là một môn đủ để sánh bằng cao nhất nguyên thuật kiếm pháp. Trước nhất thế, luân hồi chi chủ và vận mệnh đứng đầu, liên thủ sáng tạo nắm giữ kiếm pháp, là muốn dung hợp tiên ma lưỡng đạo diệu pháp, kết hợp âm dương, hóa thân cao nhất nắm giữ, lại đi đối kháng tâm ma đứng đầu. Lúc này Diệp Thần miễn cưỡng điều động quanh thân hơi thở, sử xuất cuối cùng một kích toàn lực. Trăng sáng phá không chém, Hạ Nhược Tuyết hào không hoảng loạn, trực tiếp một cái trăng sáng phá không chém, lưu quang tàn phá bừa bãi nghênh kích lên. Thánh thiên phủ các cường giả toàn bộ quấn giết ở Hạ Nhược Tuyết bên người, vẫn là lão chiêu thức, biển người vây giết. Trăng sáng truy đuổi mộng. Hạ Nhược Tuyết thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, nàng đối với cái này thánh thiên phủ cường giả giạt rào chán ghét. Vốn là màn đêm lúc này lại dâng lên một loan nguyệt sáng, mặt trăng bên trong còn có thể loáng thoáng có thể gặp cây hoa quế, vậy cây hoa quế cánh hoa bay xuống ở nơi này thánh thiên phủ cường giả bốn phía mưu toan vặn cổ bọn họ. Hừ. Không biết tự lượng sức mình, Vũ Văn Cơ long chảo đụng vào nhau, hình thành to lớn uy áp, trực tiếp đem Diệp Thần bọn họ cưỡng ép chân áp tới đất trên. Chủ nhân, huyết long con người đỏ tươi, đã chuẩn bị bắt đầu cháy huyết mạch lực. Hắn vốn là Diệp Thần sát ý uẩn dục, cho dù có linh trí và thân xác, hắn vậy nguyện ý là Diệp Thần chết. Dù là tự bảo, Diệp Thần, Hạ Nhược Tuyết hai tròng mắt bên trong chảy ra nước mắt, nàng nhìn về phía thương khung, khẽ cắn môi đỏ mọng. Thẳng đến chảy ra máu, lẩm bẩm nói, sư phụ, cầu ngươi cứu hắn. Nhược Tuyết cầu ngươi. Tự ân thánh mẫu vậy một chút thần thức từ đầu đến cuối ký thác vào Hạ Nhược Tuyết trên mình, tự nhiên có thể xuyên thấu qua Hạ Nhược Tuyết, biết phát sinh cái gì. Đáng giá không, trăng sáng tự ân thánh mẫu thanh âm vang lên. Hạ Nhược Tuyết mắt thấy Vũ Văn Cơ minh long móng sắp rơi vào Diệp Thần trên mình, điên cuồng gật đầu. Cầu ngươi, sư phụ. Thôi thôi. Tự ân thánh mẫu thở dài. Sau đó, trên bầu trời trống rỗng không biến dạng, tự ân thánh mẫu bổn tôn lúc này đã đạp vỡ hư không, một bước đến nơi này Thái Hư Động Thiên. Hoang Long cổ đế đã chết, Thái Hư Động Thiên lại cũng không có gác cổng thiết lập, lúc này chính là vô chủ động phủ. Hạng người vô danh, dám đả thương đồ nhi ta. Tự ân thánh mẫu người chưa tới, tiến tới trước. Vũ Văn Cơ nói thế nào cũng là thiên nhân vực thiên kiêu, lấy hắn thân phận. Lại bị một cái bà cụ nói là hạng người vô danh. Giờ phút này, Vũ Văn Cơ tự nhiên trong lòng bay lên một hồi nổi nóng cùng căm hận. Ngươi là thứ gì? Vũ Văn Cơ mắt rồng bao lên liền đen nhánh sương mù dày đặc, mặt mũi lưu chuyển tới giữa đã có sấm sét chập chờn. Lão thân trăng sáng tự ân thánh mẫu. Thánh mẫu trên mình đã tràn đầy trăng sáng thần quang, thành tựu trăng sáng nguyên thuật đại năng giả, thánh mẫu mỗi một bước bước ra,
trên đất cũng giống như tinh huy vậy, là nàng hiện đầy thảm trải sàn kiểu tinh huy đường. Ban đầu Hạ Nhược Tuyết lần đầu tiên nghe được cái tên này lúc đó, thật ra thì cũng không được rõ vị này viễn cổ đại năng giả uy danh. Nhưng là Minh Long Thần Điện nội tình cũng không phải là Hạ Nhược Tuyết có thể so, Minh Long Thần Điện nhưng mà cùng Vạn Hư Thần Điện có thiên ti vạn lũ quan hệ, thậm chí liền cấp trên cũng có thể biết rõ một hai, Vũ Văn Cơ tự nhiên nghe. Ngài chính là trăng sáng tự ân thánh mẫu. Vũ Văn Cơ dưới sự kinh hãi, thần sắc đổi là ngưng trọng, thậm chí không tự chủ dùng tới giọng tôn kính. Sau đó, hắn nghĩ tới điều gì, vẫn là nói, tiền bối chúng ta tới giữa nhất định có sai lầm sẽ. Tự ân thánh mẫu hử lạnh một tiếng, ngươi, còn có ngươi, mơ ước lão thân học trò Minh Nguyệt Thiên Thư, mà ngươi thừa dịp hư mà vào, muốn thừa dịp bọn họ thể lực chống đỡ hết nổi mất đi bọn họ, thật lấy là lão thân không biết. Vũ Văn Cơ thấy vậy, biết tự ân thánh mẫu không phải mình có thể tùy ý dung chuyển, chỉ có thể buông tay đánh một trận toàn lực đánh chết Diệp Thần, vô tận long lực hội tụ ra một đạo kinh thiên kiếm ý. Nhắm thẳng vào Diệp Thần. Hôm nay như lại không giết được luân hồi chi chủ, sau này còn muốn giết liền khó hơn. Hừ, trăng sáng tự ân thánh mẫu tự nhiên chú ý tới hết thảy các thứ này, nàng hai tròng mắt khép hờ, một cái tay kéo lên cái này ba người, một cái tay khác bay ra một đạo bùa chú lại trực tiếp chặn Vũ Văn Cơ thế công. Vậy kinh thiên kiếm ý lại khoảnh khắc tiêu tán. Đồ nhi, chúng ta đi. Ngay lập tức tới giữa, Diệp Thần cảm giác một phiến ánh sáng xuất hiện. Hắn đánh giá bốn phía, tự nhiên nhận ra chỗ ở mình vị trí. Lại trở lại Thái Huyền trận môn. Ừ, trăng sáng tự ân thánh mẫu khẽ gật đầu, nhưng lại mười phần khinh thường đem Diệp Thần và Huyết Long ném ở cửa. Ở nàng trong mắt, Diệp Thần thực lực quá yếu, xa xa không đạt tới nàng muốn thấy được cao độ, đồ đệ của mình, bị một cái như vậy vô năng người bảo vệ. Thật sự là không đủ phong độ. Thậm chí chuyện hôm nay, như không có mình, cái này Diệp Thần liền đem mình đồ nhi kéo xuống vực sâu. Loại người này, không xứng. Cảm ơn tiền bối ân cứu mạng. Diệp Thần không có để ý tự ân thánh mẫu động tác, mở ra yếu ớt môi, nói. Không cần cảm ơn ta, là Nhược Tuyết khổ cầu khẩn cùng ta mới miễn cưỡng cứu tính mạng các ngươi. Diệp Thần nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết, nội tâm dâng lên một chút sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là tức giận. Tức giận mình. Hắn vẫn còn quá yếu, cũng không thể một mực cậy vào Tiểu Hắc và Huyền Hàn Ngọc lực lượng. Hắn phải trở nên mạnh. Hắn phải nhanh một chút tu luyện tinh thiên luyện thể thần thông. Cũng không biết Bắc Lăng Thiên Điện Nhâm lão có hay không chuẩn bị xong vật mình muốn. Sư phụ, Hạ Nhược Tuyết có thể cảm nhận được sư phụ đối với Diệp Thần thái độ. Nhưng lúc đó là trong lúc nguy cấp, nàng tổng không thể trơ mắt nhìn Diệp Thần chết. Hơn nữa, ở nàng trong lòng, coi như là mình chết, vậy tuyệt đối sẽ không để cho Diệp Thần chết. Diệp Thần, chính là nàng tất cả chấp niệm. Trăng sáng tự ân thánh mẫu nhìn Hạ Nhược Tuyết thở dài một tiếng, sau đó vừa nhìn về phía Diệp Thần, lạnh lùng nói. Ngươi có biết, đồ nhi ta bắt được phục mộng chi sau này, rõ ràng có thể trực tiếp rời đi chỗ này. Nếu như không phải là bởi vì nghe được ngươi thanh âm, nàng làm sao sẽ khẩn cầu ta cầm thần thức giao phó cho nàng, đi tham dự nàng vốn là không có năng lực tham dự đại chiến. Tiền bối, là ta không có bảo vệ tốt Nhược Tuyết, Diệp Thần nắm chặt quả đấm. Lần này hắn cũng không muốn Hạ Nhược Tuyết bị cuốn vào, nhưng là hắn không khỏi không thừa nhận, nếu như không phải là Hạ Nhược Tuyết tới, hắn và Huyết Long đã là khô cốt. Không phải ngươi không có bảo vệ tốt nàng, mà là ngươi không có năng lực bảo vệ tốt nàng. Tự ân thánh mẫu trên mặt hiện ra tuyệt tình ý, đại lộ thương thương, lão thân sống ngàn năm thời gian, là người hay quỷ, vẫn là chia tay đi ra ngoài. Không có thực lực, liền đừng đi ra xấu hổ mất mặt. Lão thân chỉ có cái này một cái đệ tử quan môn, không muốn như vậy tống táng ở trong tay ngươi. Huyết Long vốn đã yếu ớt đến cực hạn, lúc này nghe được Diệp Thần bị Tự Ân Thánh Mẫu châm chọc, không nhịn được nói trả lại. Tiền bối, ngài nói như vậy liền hơi quá đáng. Trăng sáng Tự Ân Thánh Mẫu vừa nhìn về phía Huyết Long và Diệp Thần, nói, hừ, thằng nhóc, chính ngươi tính một chút, đoạn đường này, có nhiều ít lần, là Nhược Tuyết nâng kiếm chắn ngươi trước người. Chính ngươi tính một chút, ngươi bảo vệ nàng mấy lần. Nếu như không phải là ngươi, nàng sẽ gặp nguy hiểm sao? Con kiến hôi mà thôi, so với mới vừa rồi cái đó Minh Long Điện tiểu tử, còn không bằng. Hạ Nhược Tuyết nhanh chóng tiến lên một bước, kéo trăng sáng tự ân thánh mẫu ống tay áo, sư phụ,
ngài không thể nói như vậy, ta là tự nguyện. Diệp thần là ta toàn bộ. Trăng sáng tự ân thánh mẫu càng cảm giác mình đồ nhi giúp Diệp thần lại càng khí, chỉ có thể nói, cùng ta trở về, người như vậy không xứng với ngươi. Nhưng mà, để cho trăng sáng tự ân thánh mẫu bất ngờ chuyện xảy ra. Hạ Nhược Tuyết bước ra một bước, trực tiếp cách xa trăng sáng tự ân thánh mẫu, lại là quỳ xuống, nặng nề dập đầu một cái, nói, sư phụ, ta cảm ơn ngươi dạy ta hết thảy, càng cảm ơn ngươi xuất thủ tương trợ, nhưng ngươi nói như vậy Diệp thần, ta tim không đành lòng, Diệp thần là ta toàn bộ. Nếu như ngươi coi thường Diệp thần, vậy hiện tại dậy, liền đem ta trục xuất sư môn. Ta Hạ Nhược Tuyết nhìn chúng người đàn ông, nhất định là sừng sững vực ngoại đỉnh cấp người đàn ông. Ta đi qua tin tưởng, hiện tại tin tưởng, sau này vậy sẽ tin chắc không nghi ngờ. Trăng sáng tự ân thánh mẫu nổi giận, bàn tay thật cao vung đi, muốn một cái tát để cho Hạ Nhược Tuyết thanh tỉnh. Nhưng mà, tay vẫn là không có rơi xuống. Nàng không đành lòng. Mà giờ khắc này, Diệp thần trầm mặc nhìn trăng sáng tự ân thánh mẫu, lại càng không nhẫn xem Nhược Tuyết như vậy. Hắn thừa nhận, hiện tại hắn quả thật không có bảo vệ Hạ Nhược Tuyết năng lực. Nhưng là hắn tuyệt không nhận là hắn không xứng với Hạ Nhược Tuyết. Thành tựu đời trước luân hồi chi chủ, hắn thực lực so với Huyền Cơ Nguyệt chỉ có hơn chớ không kém. Mà đây nhất thế, hắn bằng vào mình năng lực từng bước trưởng thành đến tình cảnh này. Không phải tình cờ, không phải vận khí, là thực lực. Hắn suy nghĩ sâu xa chốc lát, nghĩ rõ ràng hết thảy. Nói thẳng, tiền bối, ta thật xin lỗi để cho ngài tham dự chuyện hôm nay. Bất quá đối với ngài ra tay, ta như cũ mang lòng cảm kích. Nhưng, ta tin tưởng lại tương lai không lâu, ngài nhất định sẽ hối hận nói ra như vậy. Diệp thần liếc nhìn Hạ Nhược Tuyết, Nhược Tuyết, đi theo tiền bối thật tốt tu hành. Diệp thần rất rõ ràng, trăng sáng tự ân thánh mẫu đối với mình có lẽ bất mãn, nhưng đối với Hạ Nhược Tuyết quá tốt, thậm chí Hạ Nhược Tuyết lại cũng không khả năng tìm được như vậy sư phụ. Ta cùng các người cùng đi. Hạ Nhược Tuyết lắc đầu một cái. Nàng chẳng muốn chỉ như vậy rời đi Diệp thần. Nhược Tuyết, lời của tiền bối, là vì ngươi khỏe. Diệp thần tiến lên một bước, cầm Hạ Nhược Tuyết cánh tay, tiền bối là thật tâm vì ngươi tốt, ngươi đoạn không thể tùy tiện tổn thương tiền bối tim. Diệp thần. Nhưng mà, Diệp thần vẫn là nói, đây là ngươi đại cơ duyên, thánh mẫu nhất định sẽ đem cuộc đời này có thể giáo sư cùng ngươi. Nói xong, hắn nhìn sang một bên trăng sáng tự ân thánh mẫu. Tựa như muốn có được nàng khẳng định. Tự ân thánh mẫu giờ phút này ngược lại là coi trọng Diệp thần mấy phần, nói. Nhược Tuyết là ta học trò, ta tự nhiên sẽ thật tốt giáo sư. Chỉ bất quá sau này, vậy mời hai vị, không nên tới quấy rầy nữa nàng. Sư phụ, Hạ Nhược Tuyết đôi mi thanh tú gấp gáp, trong lòng tràn đầy nỗi buồn. Ta biết, tiền bối, sau này ta sẽ dùng hành động thay đổi ngươi đối với ta cái nhìn. Huyết Long. Chúng ta đi. Huyết Long nguyên bổn đã không kềm chế được tức miệng mắng to, nhưng là hai người thực lực thật sự là cách quá xa, lúc này chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Chủ nhân, ngài không nên để ở trong lòng. Huyết Long ba lần bốn lượt há miệng, cuối cùng chỉ có thể nói đơn giản như thế một câu. Không có sao, một ngày nào đó, cái này từ ân thánh mẫu nhất định sẽ là nàng lời ngày hôm nay hối hận. Diệp thần lời nói bên trong tràn đầy tự tin, hắn đối với mình có đầy đủ lòng tin. Vậy tin tưởng vô luận là thực lực vẫn là cơ duyên, hắn cũng có bản lãnh bắt được. Tự ân thánh mẫu nhìn một bước ba quay đầu Hạ Nhược Tuyết, vẫn là nói, đừng xem. Ngươi không muốn trách cứ sư phụ, trên cái thế giới này, chỉ có cường giả mới có thể phụ thuộc vào. Ngươi cuối cùng có một ngày sẽ rõ ràng sư phụ là vì ngươi khỏe. Hạ Nhược Tuyết vẫn như cụ ánh mắt kiên định, gần từng chữ, sư phụ, Diệp thần sau này thành tựu ngươi cần thiết ngửa mặt trông lên. Để cho ta ngửa mặt trông lên, tự ân thánh mẫu cười lạnh một tiếng, một giây kế tiếp, nàng trước mặt hư không biến dạng, một cổ lực lượng vô hình đem Hạ Nhược Tuyết đẩy vào cửa. Hạ Nhược Tuyết có chút không rõ ràng sư phó ý, hỏi, sư phụ ngươi không trở về. Tự ân thánh mẫu con ngươi sâu thẳm, nếu ngươi nói người này để cho ta ngửa mặt trông lên, ta thay đổi chủ ý, ta định cho thằng nhóc kia một đạo cơ duyên. Dứt lời, hư không cửa khép lại. Mà cách đó không xa. Diệp thần vốn dự định vào Huyết Long hồi Thái Huyền trận môn, nhưng bên tai nhưng là đột nhiên vang lên thanh âm gì. Diệp thần. Một tiếng kêu gọi từ một đạo hư không tự tại thiên truyền tới, có người đang kêu gọi mình. Diệp thần trong bụng trầm xuống,
cẩn thận lắng nghe, nhưng phát hiện thanh âm này giống như là từ Ân Thánh Mẫu. Huyết Long, ngươi lại ở chỗ này chờ ta. Diệp Thần lòng bàn tay huỳnh quang động một cái, một cánh cửa đã ở trước mặt hắn hóa hình, hư không tự tại thiên cửa truyền tống. Chủ nhân, vạn sự chú ý. Huyết Long biết lúc này mình coi như theo sau cũng là phiền toái, một đôi mắt nhưng biểu lộ ra hắn lo âu. Hẳn là từ Ân Thánh Mẫu, ta đi một lát sẽ trở lại. Diệp Thần nói, có Hạ Nhược Tuyết tầng này thân phận, coi như từ Ân Thánh Mẫu không thích hắn, cũng sẽ không chân chính đối với hắn ra tay. Hư không tự tại thiên bên trong, khắp nơi ngân hà hỗn độn, một đoàn chùm ánh sáng, ở chân trời nổ tung, tụ hợp, lại nổ tung ở tụ hợp, hình thành từng đạo sáng chói tinh nguyệt ánh sáng. Từ Ân Thánh Mẫu tóc bạch kim tán lạc, trên mình màu bạc trường bào chớp động ánh sáng chói mắt chạch, lúc này nàng lại là bổn tôn trực tiếp thành lập một khối tự tại thiên, sau đó kêu gọi Diệp Thần tới. Diệp Thần mặc dù không vui người này, nhưng vẫn là chắp tay nói tiền bối. Nhược Tuyết đã trở về, Từ Ân Thánh Mẫu chắp tay sau lưng đứng, Tê Vân Thiên Tinh chỗ sâu, có bổn tôn hao phí ngàn năm tâm huyết thiết lập cung trăng, là một nơi trăng sáng lực đặc biệt mênh mông, ngăn cách với đời thế ngoại đào nguyên. Mà ta cái này cung trăng, cho dù là đế thích thiên, huyền cơ nguyệt, thậm chí còn năm đại thiên điện, cũng không thể theo dõi một hai. Diệp Thần gật đầu, hắn dĩ nhiên là biết, trăng sáng nguyên thuật đại năng tuyệt đối có cái này cùng ẩn thân phương pháp. Hắn không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói tiền bối cổ pháp siêu năng. Ngươi không cần nịnh nọt ta, ta lần này đặc biệt tới tìm ngươi, chính là vì cùng ngươi nói một tí Nhược Tuyết sự việc. Từ Ân Thánh Mẫu mặt mũi ác liệt, so với trước khi lời nói châm chọc càng lãnh khốc vô tình. Không biết tiền bối muốn cùng ta nói gì. Diệp Thần tự hỏi không phải một cái tánh tốt người, nhưng Từ Ân Thánh Mẫu dẫu sao mới vừa đã cứu hắn vào Huyết Long. Hơn nữa lại là Hạ Nhược Tuyết sư phụ, lúc này không tiện phát tác. Vẫn là câu nói kia, người như vậy, căn bản không xứng với Nhược Tuyết. Từ Ân Thánh Mẫu đầu ngón tay ánh sáng bạc chớp động, vậy ánh nến vậy tinh diệu ánh sáng, giống như một đạo sao rơi kiếm phong, đánh vào đến Diệp Thần mặt. Trong nháy mắt, Diệp Thần không có chút nào né tránh. Ngươi không tránh, là cảm thấy ta không dám giết ngươi sao? Từ Ân Thánh Mẫu ngoài ý muốn nói. Diệp Thần khóe miệng dương lên, lộ ra một tia cười lạnh. Từ Ân Thánh Mẫu, ta kính ngươi là Nhược Tuyết sư phụ, đối với ta và Huyết Long lại có ân cứu mạng, chân thực không rõ ràng tại sao ngươi vì sao lại ba lần khi dễ cùng ta. Từ Ân Thánh Mẫu cũng là lạnh lùng nói. Lão thân sống tạm thời gian mù mịt, xem người thông suốt trực tiếp, trên mình ngươi nhiệt duyên cuồn cuộn, cũng không phải là một cái phó thác suốt đời phu quân. Mặc dù tu tập hơn gia pháp thì... Nhưng quanh thân sát khí quá nặng, ngộ đạo chi tâm quá mức xảo trá, căn bản không xứng với Nhược Tuyết. Diệp Thần lắc đầu, ta vô tình cùng ngươi tranh cãi cái gì, thị phi khúc chiết thiên đạo tử sẽ luận chứng. Ngươi đối xử tử tế Nhược Tuyết là được. Từ Ân Thánh Mẫu hai tròng mắt phức tạp lại lãnh ý, nhàn nhạt nói. Hừ, nhưng là ta vậy đồ nhi đối với ngươi thật sự là si mê rất, nếu như ngươi muốn lấy được ta che chở, vậy không phải là không có biện pháp. Ta nguyện ý cho một mình ngươi cơ hội. Nàng vốn cho là Diệp Thần sẽ đáp ứng, nhưng để cho nàng bất ngờ phải, Diệp Thần bước ra một bước, trực tiếp cự tuyệt nói thật ra, ta cũng không lạ gì cái gì che chở. Diệp Thần chính là đời trước luân hồi chi chủ, cái này nhất thế mặc dù mấy lần gặp nạn, nhưng là cũng đều gặp giữ hóa lành, làm sao sẽ hiếm người khác che chở, cho dù là viễn cổ đại năng, hắn vậy tuyệt sẽ không cúi đầu. Cố nhiên như vậy. Từ Ân Thánh Mẫu vẫn là nói, ngươi nếu như có thể tiếp ta một trường, ngươi, còn có ngươi vậy cái tiểu long, đều có thể tiến vào ta cung trăng, an tâm tu luyện, thiên nhân vực bất kỳ thế lực đều không thể tổn thương các ngươi chút nào, ngàn năm sau đó, lấy các ngươi thiên phú, đủ để đứng ở thiên nhân vực đỉnh. Nghe được những lời này, Diệp Thần có nhiều hứng thú nhìn về phía Từ Ân Thánh Mẫu rõ vẻ mặt. Cùng vận mệnh chống lại, là Diệp Thần vẫn đang làm sự việc. Có lẽ con đường phía trước lận đận, có lẽ núi đao biển lửa. Có lẽ biết rõ cạm bẫy, có lẽ có đi mà không có về. Nhưng Diệp Thần, cho tới bây giờ không có lùi bước qua. Năm đó những cái kia khi dễ cùng hắn, coi thường cùng người hắn, có đã vẫn thân ở kiếm hắn hạ, có đã bị hắn xa xa vùng ở sau lưng. Duy nhất kiên thủ chính là Diệp Thần vậy một như thường lệ sơ tâm, và chưa từng có từ trước đến nay dũng khí. Nếu tiền bối muốn chỉ điểm ta, tiểu bối bất tài, không hề sẽ không đánh mà chạy. Được,
hư không tự tại thiên bên trong, lấy tự ân thánh mẫu là trung tâm, nhức mắt trăng sáng tinh huy chỉ có thể bỗng nhiên bùng nổ. Nguyên bản yên lặng tự tại thiên bên trong, trăng sáng thánh khiết chói lọi trùm lên mỗi một xó xỉnh. Trăng sáng lực gia trì. Diệp Thần nhìn dưới chân hư không toàn bộ là trăng sáng lực, vậy sáng đến mức tận cùng sáng bóng, ngăn cản Diệp Thần thị lực, cái gì vậy không nhìn thấy. Trăng sáng tự ân thánh mẫu trên trán xuất hiện trăng sáng dấu vết, tán lạc tóc bạch kim lúc này đã cuốn lên lên. Đã rất nhiều năm, chưa từng dùng qua cái này một thần thông. Trăng sáng dấu vết bên trong tạo thành lau một cái trăng sáng tinh thần quang, trực tiếp ghé vào tự ân thánh mẫu tay trái bên trên. Không có bất kỳ hư hoảng, tự ân thánh mẫu đẩy ngang ra tay trường. Tốc độ 10 phần chậm chạp, phảng phất là cố ý thả chậm như nhau, một chút xíu đẩy về phía Diệp Thần, nhưng là dấu tay kia nhưng chậm rãi phóng đại, một tầng giống như hoa sen tách thả ra như nhau, toàn bộ chỉ hướng Diệp Thần. Một trường này uy năng, thậm chí vượt qua xa hoang long cổ đế huyết ảnh mang tới uy áp. Hiện tại buông tha, sau này lại không gặp Nhược Tuyết, vẫn còn kịp. Tự ân thánh mẫu ác liệt thanh âm nói, sợ chết người nàng gặp qua rất nhiều, không người có khả năng, thà chết ở trên tay người khác, còn không bằng chết ở trên tay nàng. Không, ta không thể thua. Tình nguyện chết trận vậy tuyệt không thối lui, ở cực mạnh chèn ép dưới, Diệp Thần thất khiếu đã chảy ra máu. Hắn ngược lại là phải xem, hắn cùng tự ân thánh mẫu tới giữa, rốt cuộc có bao nhiêu sai biệt. Hắc ám nguyên phù chấp động, giống như từ vực sâu mà đến cuồn cuộn hắc ám lực toàn lực đã xông về vậy ánh sáng rực rỡ tuyệt đại một trường. Hỗn độn khí diễm bùng nổ. Hồn thể đổi thành, thiên yêu thân thể, đốt máu tuyệt, tuyền nhi. Một khắc sau, một tên lưng mọc hỏa rực bé gái, ngay tức thì xuất hiện ở Diệp Thần trước người, chính là Nhan Tuyền Nhi. Nàng quanh thân vàng bạc ngọn lửa một thịnh, ngay tức thì hướng Diệp Thần vào tới. Đồng thời, rất nhiều luân hồi huyền bi và huyết mạch lực hoàn toàn bùng nổ. Còn xa xa không đủ. Diệp Thần cắn chặt hàm răng, hét lớn, lục đạo luân hồi pháp. Đây là hắn cường đại nhất một trong những lá bài tẩy. Lúc này, có 6 phiến cửa hư không mơ hồ mở. Theo thứ tự là thiên nhân đạo, súc sanh đạo, A-tu-la đạo, địa ngục đạo. Ác quỷ đạo. Ở nơi này rất nhiều lực lượng bao phủ dưới, mỗi một đạo cửa đều dùng chỗ hung mãnh dị thường tồn tại. Chỉ bất quá, có chút ảm đạm, dẫu sao Diệp Thần huyết mạch cũng không hoàn toàn thức tỉnh. Cùng hung cực ác súc sinh. Quang quái lục li A-tu-la. Nhe răng tuét miệng ác quỷ. Còn có quanh thân phát ra kim quang thiên nhân đạo sĩ. Bọn họ qua lại cửa hư không, trong chốc lát toàn bộ tràn vào Diệp Thần trong cơ thể. Giống như viễn cổ chiến trường giống vậy gào thét tiếng điếc tai nhức óc. Lúc này Diệp Thần, căn bản là chiến thần. Trong tay hắn sát kiếm giơ lên thật cao, hướng trăng sáng tự ân thánh mẫu trăng sáng trưởng ấn thụ chặt xuống. Phá! Sát kiếm vậy cuồn cuộn hắc ám nguyên lưu, cùng thánh khiết trăng sáng trưởng ấn đụng vào nhau. Hắc ám cùng quang minh. Bạo lực cùng từ bi. Giữa trời đất lúc này cũng đã là đen trắng phân cấp. Diệp Thần còn sống. Tiếp nhận, Diệp Thần khóe miệng nâng lên vẻ mỉm cười. Tự ân thánh mẫu trăng sáng sáng bóng đã toàn bộ thu hồi, trên trán trăng sáng dấu vết cũng đã hoàn toàn tiêu tán, nàng diễn cảm có chút kinh ngạc. Nàng vốn cho là Diệp Thần sẽ chết, nhưng lại tiếp theo. Giờ phút này, nàng coi trọng Diệp Thần mấy phần, cái thằng nhóc này bằng chừng ấy tuổi, nếu như không chết hiểu, lấy hắn thiên phú, sợ rằng thật có thể đạt tới kinh khủng địa vị. Có lẽ sau này thật xứng với Nhược Tuyết. Rất nhanh, tự ân thánh mẫu kinh ngạc đổi là cười nhạt. Ở nàng nhìn lại, Diệp Thần coi như là liều mạng trọng thương, cũng phải tiếp dưới mình cái này một kích mạnh nhất. Quả nhiên, như vậy con kiến hôi, đối với mình che chở là như vậy khát vọng. Tự ân thánh mẫu đối với Diệp Thần vẫn không có bất kỳ hảo cảm, ngược lại là cảm thấy hắn vận dụng nhiều như vậy lá bài tẩy, chính là vì muốn có được mình đối với hắn che chở. Con kiến hôi từ trước đến giờ như vậy, một khi có thể cậy thế năng lực, đem hết toàn lực cũng phải bắt cho được, người có thể cùng ta trở về. Diệp Thần thân thể đã 10 phần tàn tạ, liên tục đi qua 3 trận ác đấu, hắn cơ hồ hút khô mình tất cả lực lượng. Tiền bối đối đãi cái gì đều là như thế thiên lệch sao? Diệp Thần lắc đầu một cái, ta sở dĩ đáp ứng ngài khiêu chiến, là bởi vì là thân là võ giả, trong tự điển cho tới bây giờ không có lùi bước cái này hai chữ. Nhưng là, nếu như ngươi nói đúng ngài trong miệng cái gọi là che chở.
vậy ngại quá, ta thật coi thường. Máu tươi lần nữa từ trong miệng phun ra, hắn phất tay áo xóa đi, nếu không có chuyện gì, chắc hẳn tiền bối vậy không muốn nhìn thấy ta, cáo từ. Từ Ân Thánh Mẫu ánh mắt oán độc vô cùng, nàng là viễn cổ đại năng, đã nhiều ít thời gian không người nào dám như vậy cùng nàng nói chuyện. Nàng ngược lại là phải xem, Diệp Thần còn có thể liều lĩnh đến khi nào. Diệp Thần mạnh chống mình đạp phá hư không, trở lại Thái Huyền trận môn. Huyết Long đã một mặt lo lắng chờ ở chỗ cũ, mới vừa Diệp Thần hơi thở vậy một hồi phập phồng, rõ ràng chính là được cực lớn chèn ép. Chủ nhân, ngài không có sao chứ, ta mới vừa cảm ứng được ngài. Diệp Thần lắc đầu một cái, không có sao, Từ Ân Thánh Mẫu thôi. Lão kia yêu bà, lại vẫn không theo không buông tha. Huyết Long tức giận nói. Không có sao, một ngày nào đó, nàng sẽ là hôm nay lời nói trả giá thật lớn. Diệp Thần ngồi xếp bằng, bát quái đan dược thuật đã mơ hồ sử dụng, lúc này hắn trạng thái thân thể, thật đã là nỏ hết đà. Coi như là một cái thông thường thánh thiên phủ đệ tử tới, cũng có thể chém chết hắn. Ta là ngài hộ vệ, Huyết Long nói. Diệp Thần gật đầu, lúc này, chỉ có thể là hắn đi trước khôi phục một ít thực lực, sau đó tìm một chỗ an tĩnh, để cho Huyết Long luyện hóa Hoang Long cổ đế lực. Diệp Thần quanh thân kinh người thương thế. Đã ở mắt thường có thể gặp dưới, chậm rãi khôi phục. Chỉ là bị nhiều lần thần thông tổn thương đến ngũ tạng phế phủ, cùng với hắn cưỡng ép mượn lực tạo thành thân thể thiếu hụt. Trong chốc lát thì không cách nào khôi phục. Ai, Diệp Thần thở dài, từ từ mở mắt, lần này thương thế quá nặng, liền ta khủng bố sinh mệnh lực đều không cách nào thời gian ngắn khôi phục. Huyết Long gật đầu, lần này chỉ có hắn nhân họa đắc phúc, không chỉ có mở ra giam cầm xiềng xích. Hơn nữa Hoang Long cổ đế bảo tàng chi địa, hắn sợ là lớn nhất bên thắng. Không chỉ là hút ăn Hoang Long đoạt linh trận, còn cắn nuốt Hoang Long cổ đế thân thể. Hắn có thể cảm giác được, thân thể bên trong hàm chứa vô tận năng lượng. Tốt lắm, ta mang người đi cái địa phương an tĩnh, người yên tâm luyện hóa Hoang Long cổ đế uy năng. Diệp Thần vừa nói đứng dậy. Thái Huyền trận môn bên trong, có vô số mật địa và tiểu động thiên. Diệp Thần ngự gió lên, trực tiếp mang Huyết Long dấn thân vào đến một nơi tương đối khá xa trong động thiên. Ta sẽ ở chung quanh thành lập được bình phong che chở, ngươi yên tâm luyện hóa. Huyết Long gật đầu một cái, ngồi xếp bằng, quanh thân đã dâng lên một hồi sương máu. Máu kia sương mù giống như ngọn lửa như nhau đem hắn cả người bảo vệ ở trong đó, chập chờn tràn ra. Diệp Thần lúc này vậy sử dụng bát quái thiên đan lò, to lớn kia thiên đan lò ở trước người hắn chuyển động. Nồng nặc tiên dược hơi thở đã từ trong tràn ra đi ra. Phục Linh CMN, Long Khiếu Châu, Suối Vàng Thánh Thủy. Một mặt vị thuốc cỏ, theo Diệp Thần động tác, một mặt một vị vùi đầu vào thiên đan lò bên trong. Huyết Long thân thể nguyên bổn đã thừa tái thái cổ tổ Long truyền thừa, hiện tại lại cưỡng ép cắn nuốt Hoang Long cổ đế thân thể, thân xác là rất khó hoàn toàn chịu đựng. Chỉ có thể là mượn ngoại lai đan dược, lần nữa cường hóa thân thể độ bền bỉ. Tới thích ứng đột nhiên này tăng cường năng lực. Diệp Thần biết Huyết Long không có cùng hắn nói những thứ này, là vì không để cho hắn lại lần nữa dây dưa làm tổn thương mình tu vi. Nhưng là thành tựu Huyết Long đứng đầu, Diệp Thần nhất định phải vì mình người làm bảo vệ. Ngưng! Diệp Thần đầu ngón tay đánh ra một quả mình máu, hắn là luân hồi huyết mạch, bản thân có thể áp chế hết thảy lực lượng, lúc này để cho Huyết Long chiếm đoạt huyết mạch của mình, máu kia thân rồng trên cũng sẽ có một chút huyết mạch lực. Có thể tốt hơn hấp thu đan dược lực lượng. Ở bát quái thiên lò luyện đan cấp tốc chuyển động bên trong, đưa tới chung quanh không gian vậy cùng nhau chấn động. Thuốc thành. Một quả toàn thân đỏ tươi, ở giữa mơ hồ còn có thủy ý lưu chuyển đan dược từ bát quái thiên trong lò luyện đan bay lên ra. Diệp Thần đã sớm chuẩn bị xong một cái bạch ngọc chai nhỏ, đem đan dược thu vào trong đó. Huyết Long bản thể đang bị hắn long ngâm xương máu bảo vệ. Hơi thở nóng bỏng cho dù là ở hắn bên người ngồi vậy sẽ cảm thấy nghẹt thở. Diệp Thần rời bước tiến lên, trực tiếp đưa tay xuyên qua xương máu, đem đan dược rót vào Huyết Long trong miệng. Xương máu không có công kích Diệp Thần, bởi vì ở Huyết Long xem ra, Diệp Thần là chủ nhân, coi như là Diệp Thần muốn giết hắn, hắn vậy tuyệt không hai lời. Đan dược vào miệng, kỳ kinh bát mạch nhất thời đạt được thư giãn, nguyên bản cơ hồ muốn tan vỡ huyết mạch. Lúc này ở đan dược thấm nhuần dưới, chậm rãi bình phục lại. Huyết Long nhíu chặt lông mày, co giật thân thể, vậy chậm rãi dừng lại. Tạo nên tác dụng,
Diệp Thần trong lòng vui mừng, trong miệng lại lần phun ra một ngụm máu tươi. Hắn có thể làm đều đã làm rồi, còn như huyết long có thể chiếm đoạt hoang long cổ đế mấy tầng, thì phải xem huyết long tạo hóa. Trong động thiên, âm lôi cuồn cuộn, gió lớn gầm thét, vô số âm khí hội tụ, những cái kia chí âm khí bên trong, lại là ngưng tụ thành một đạo hình người hư ảnh, tản ra kinh thiên động địa khí tức kinh khủng. Hơi thở kia vượt qua hết thảy thần quỷ khí tức. Thái huyền trận môn đệ tử lúc này cũng sợ bất tỉnh nhìn một nơi không tầm thường chút nào động thiên phúc địa, trên mặt đều là kính sợ cực kỳ, thậm chí ở bóng người kia chậm rãi xuất hiện thời điểm, không nhịn được muốn quỳ bái. Xoát xoát xoát. Diệp Thần nhìn cái này to lớn quỷ ảnh, quỷ thần. Lại là quỷ thần hóa thân. Lúc này nguyên bản tràn ngập ở huyết long bên người xương máu, đã từ dưới lên dâng lên màu đen quỷ ảnh. Giấy giụa, co giật quỷ ảnh, tiếng gào thét tiếng kêu sợ hãi, từ huyết long thân thể phía dưới gào lên, vùng vẫy. Xem ra huyết long cơ duyên rất lớn à. Diệp Thần gật đầu một cái, trong truyền thuyết quỷ thần hóa thân hạ xuống, là phải ban cho phúc. Vậy mà nói loại chuyện này chỉ sẽ xuất hiện ở quỷ tu trên mình, hơn nữa còn là số rất ít đặc biệt xuất sắc quỷ tu, đang đột phá đến còn thật cảnh lúc đó, mới được quỷ thần ban phúc. Huyết long cũng không phải là quỷ tu, lúc này lại lấy được quỷ thần ban phúc, vậy chỉ có thể nói rõ vấn đề ra ở hoang long cổ đế trên người. Nhưng là quỷ thần ban phúc, đối với giống vậy võ giả mà nói, đều là việc có thể gặp không thể cầu. Khổng lồ kia quỷ ảnh, đưa ngón tay ra. Ở huyết long trán nhẹ nhàng vừa chạm vào, toàn bộ quỷ ảnh đã giống như bóng sáng như nhau, chui vào huyết long thân thể bên trong. Huyết long trên tay phải, hiện đầy màu đen long văn bí phù, hiển nhiên, đây chính là quỷ thần ban cho huyết long chúc phúc. Cùng trong chốc lát, huyết long ánh mắt đã mở ra. Nguyên bản xích con người màu đỏ, lúc này đã là âm dương phân cấp mắt, một nửa màu đỏ, một nửa màu đen. Huyết long hơi thở không ngừng đột phá. 3 tiếng sau, đột phá hơi thở mới dần dần dừng lại. Lại có thể đột phá đến còn thật cảnh 6 tầng thiên. Huyết long mừng rỡ nói. Diệp Thần gật đầu một cái, vậy là huyết long cảm thấy vui vẻ. Chủ nhân, hơn nữa, ta chỉ luyện hóa hoang long cổ đế thân thể lực 1/3, cảnh giới đã một lần hành động đột phá đến còn thật 6 tầng thiên. Như vậy nói cách khác sau này còn có tiếp tục khả năng đột phá. Huyết long vừa nói. Trong lòng bàn tay ngưng luyện ra một quả màu xích kim tinh hạch. Đây là ta ở hoang long cổ đế trong cơ thể phát hiện, lấy ta năng lực bây giờ, không cách nào theo dõi 1/2, nhưng là ta mơ hồ cảm thấy vật này hẳn sẽ đối với chủ nhân ngài có trợ giúp. Diệp Thần nhìn cái này cái xích kim tinh hạch, định dùng linh lực đi dò xét cái này cái tinh hạch. Vậy tinh hạch tựa như bị thứ gì bọc lại, che trong đó đồ, bất quá Diệp Thần vẫn mơ hồ phát hiện một chút uy áp. Thậm chí muốn vượt qua xa từ ân thánh mẫu một kích toàn lực mang cho hắn uy áp. Vật này hẳn không phải là hoang long cổ đế. Huyết long nói. Ở hắn thân thể bên trong, không có bất kỳ một nơi nguyên lực cùng cái này cái tinh hạch nhất trí. Diệp Thần gật đầu, có lẽ, cái này tinh hạch bản thân chính là hoang long cổ đế rất nhiều bảo bối ở giữa trong đó như nhau. Nhưng nếu hắn đặt ở mình thân thể bên trong, vậy đủ để thuyết minh cái này tinh hạch chỗ đặc biệt. Vậy ta tạm thời thu, đến khi cảnh giới đủ rồi, liền có thể theo dõi 1/2. Huyết long gật đầu, chủ nhân, ngài vậy tìm địa phương dưỡng thương đi. Diệp Thần lắc đầu, tình huống của ta không phải trong chốc lát có thể khôi phục, nhưng tóm lại sẽ khôi phục. Ta dự định đi một chuyến Bắc Lăng Thiên Điện. Ngươi an tâm ở Thái Huyền trận môn tu luyện và đột phá. Huyết long diễn cảm cổ quái, Bắc Lăng Thiên Điện là có cái gì ở đợi người sao? Diệp Thần con ngươi sâu thẳm, nhàn nhạt nói, đúng. Bắc Lăng Thiên Điện cửa. Diệp Thần thông qua ngọc bội trở lại Bắc Lăng Thiên Điện, lần này tiếp hắn chính là hôm đó đưa hắn rời đi ông cụ áo dài trắng. Ông cụ áo dài trắng tự nhiên chú ý tới Diệp Thần thương thế trên người, hỏi, Diệp công tử, lần này đi ra ngoài, không hề thuận. Diệp Thần khẽ mỉm cười, không có nói gì. Ông cụ áo dài trắng cũng không nói nhảm, hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp rời đi. Mà Diệp Thần đang chuẩn bị đi tìm Lý Vô Vọng, một giọng nói đột nhiên ở vang lên bên tai. Nghe được cái này thanh âm, Diệp Thần ngay tức thì vui mừng. Nhâm lão thông báo hắn, tinh linh đã đến, để cho hắn tới vạn bảo các một chuyến. Ở Diệp Thần trước khi rời đi, Diệp Thần ở thải hà các bên trong là một đã truyền ra ngoài, dẫu sao,
Diệp Thần cùng Ninh Thải Hà cô nam quả nữ cứ như vậy bắt tay rời đi, nhất định là có người tò mò bọn họ đi nơi nào. Rất nhanh, thì có người phát hiện Diệp Thần cùng Ninh Thải Hà cùng nhau tiến vào Thải Hà Các. Nghe được tin tức này, vô số nam đệ tử tim đều tan nát. Bọn họ suy nghĩ bên trong nữ thần, cứ như vậy mang người đàn ông khác, hồi mình chỗ ở. Rất nhiều người đều không tin, không muốn tiếp nhận. Mặc dù Diệp Thần sau đó liền không có ở thiên điện xuất hiện qua, nhưng tin tức này đã hoàn toàn ở trên trời điện nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Một ít đệ tử tự nhiên phát hiện Diệp Thần trở về, rối rít chỉ trỏ. Diệp Thần nhìn phía xa một đám đệ tử, thần sắc có chút cổ quái. Bất quá, Diệp Thần vậy không có để ý quá nhiều, thân hình chớp mắt, rất nhanh liền đi tới Vạn Bảo Các trước. Đi tới Vạn Bảo Các sau đó, Diệp Thần liền trực tiếp lên tầng thứ 9. Tiến vào tầng thứ 9, ánh mắt hắn chớp mắt, chỉ gặp xuất hiện ở trước người của nó chính là hai bóng người, trừ Nhâm lão, còn có một tên anh tuấn người đàn ông trung niên, trên mình mơ hồ tản ra một loại ở lâu lên chức thô bạo, cùng với trời xanh quý khí. Nhâm lão chỉ một cái tên kia trung niên nhân nói, vị này, chính là Bắc Lăng đế quân. Diệp Thần thần sắc động một cái, hướng về phía Nhâm lão cùng Bắc Lăng đế quân hành lễ nói, gặp qua đế quân, Nhâm lão. Nhâm lão theo giơ tay lên một cái, đem một cái túi đựng đồ ném cho Diệp Thần nói, người muốn tinh linh đá đều ở bên trong. Diệp Thần nghe vậy, sắc mặt vui mừng, đem túi đựng đồ nhận lấy, sau đó, nhìn về phía Bắc Lăng Thịnh cùng Nhâm lão nói, đế quân cùng đảm nhiệm cứ tìm ta có thể còn có chuyện gì. Nếu như chỉ phải giao tiếp tinh linh thạch, thật ra thì không cần như thế phức tạp, trực tiếp đưa đi chuông tinh các là được. Nhâm lão nhẹ thở dài một cái nói, thằng nhóc. Đoạn thời gian này ngươi đột nhiên rời đi liền rời đi, tại sao phải trở về? Ai, ta xin hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cướp lấy Đông Hoàng Thiên Điện giữ lại nuôi sáu cánh thần xa trên lưng sáu cánh? Diệp Thần gật đầu nói, không sai. Nhâm lão cùng Bắc Lăng Thịnh nhìn nhau một cái, đều là mặt lộ cười khổ. Bắc Lăng Thịnh nói, Diệp Thần, nếu ngươi trở về, vậy kế tiếp một tháng, ngươi đi khiêu chiến Thiên Điện bên trong một nơi bí cảnh đi. Trong vòng một tháng này, ngươi liền ở trong bí cảnh không nên ra ngoài. Diệp Thần nghe vậy, khẽ cau mày nói, đế quân, chuyện gì xảy ra sao? Khiêu chiến bí cảnh có thể, nhưng, hiển nhiên sự việc không có đơn giản như vậy. Nhâm lão lắc đầu nói, thằng nhóc, ngươi có biết bên trong Nguyên Thiên Điện? Diệp Thần gật gật đầu nói, năm đại thiên điện bên trong, cường đại nhất chính là bên trong Nguyên Thiên Điện. Không sai. Nhâm lão ngừng mắt nhìn Diệp Thần nói, ngươi có biết, năm đó Đông Hoàng Vong Cơ mặc dù có thể bắt được cái này sáu cánh thần xa, là lấy được một người trợ giúp. Người này, chính là bên trong Nguyên Thiên Điện đế quân, bên trong Nguyên Đồ Sát. Hắn thanh âm, bỗng nhiên trầm xuống nói, cho nên, vậy sáu cánh thần xa sáu cánh bên trong, có một nửa là thuộc về bên trong Nguyên Đồ Sát. Nguyên bản, cái này bên trong Nguyên Đồ Sát một mực đang bế quan bên trong ngược lại vẫn thôi, hiện tại có lời đồn đãi. Hắn rất nhanh thì phải xuất quan, hơn nữa, thực lực rất có thể có đột phá, Đông Hoàng Thiên Điện tất nhiên sẽ đem việc này cho biết bên trong Nguyên Đồ Sát, mà lấy bên trong Nguyên Đồ Sát tên kia tính cách, tuyệt đối sẽ đến cửa tới, hướng ngươi thỉnh cầu vậy thần xa sáu cánh. Diệp Thần nghe vậy, còn ngươi có giúp một cái, bên trong Nguyên Đồ Sát thân là trời điện đế quân, chí ít cũng là quá chân cảnh cường giả, hôm nay hắn thực lực, là tuyệt đối không địch lại quá chân cảnh tồn tại, trừ phi, cháy huyền yêu huyết mạch, nhưng... Như vậy liền muốn bất chấp bỏ mình nguy hiểm. Hơn nữa, bên trong Nguyên Thiên Điện là cường đại nhất thiên điện, nếu như Bắc Lăng Thiên Điện đối với, không làm được, còn thật không gánh nổi hắn. Bắc Lăng Thịnh mỉm cười nói, thằng nhóc, ngươi không cần lo lắng, ngươi là ta Bắc Lăng Thiên Điện đệ tử, cái này bên trong Nguyên Đồ Sát nếu như dám ỷ lớn hiếp nhỏ, ta Bắc Lăng Thiên Điện cũng không phải ăn chay. Chuyện này, bản đế vì ngươi khiêng. Nhâm lão, cũng là hừ lạnh một tiếng nói, hừ. Cái này bên trong Nguyên Đồ Sát thật lấy vì mình vô địch. Nếu thật dám khi dễ đến ta Bắc Lăng Thiên Điện trên đầu, lão phu, nhất định phải cho hắn một cái sâu sắc dạy bảo. Bất quá, vì để đạt được an toàn, Diệp Thần, người vẫn là tiến vào bí cảnh đi. Hắn rất sợ Diệp Thần cái này tính cách, một cái khó chịu liền chống cự bên trong Nguyên Đồ Sát, tên kia cũng không phải là cái gì tốt nóng này. Hơn nữa, sĩ diện hảo tới cực điểm, Diệp Thần làm như vậy. Giữ nguyên chức lão cùng Bắc Lăng Thịnh cũng không có đem cầm 100% có thể ngăn cản được Bắc Lăng Thịnh đối với Diệp Thần động thủ. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt lóe lên, có chút cảm khái.
Hạ Nhược Tuyết sư phụ như vậy đối với hắn, bản để cho hắn lấy làm cho này cái thiên nhân vực không có nhiệt độ, có thể Bắc Lăng Thiên Điện nhưng cho hắn một chút ấm áp. Bắc Lăng Thiên Điện đợi hắn quả thật không tệ, dưới tình huống này, rất nhiều người cũng sẽ khuyên hắn giao ra thần xa sáu cánh chứ. Có thể, Bắc Lăng Thịnh và Nhâm Lão nhưng là ủng hộ hắn. Diệp Thần cười nhạt một cái nói, Nhâm Lão, đế quân, không cần phải phiền phức như thế. Nhâm Lão khẽ cau mày nói, bên trong nguyên đồ sát thằng nhóc này, nói chuyện có thể khó nghe, lấy ngươi tính cách, chẳng lẽ có thể ngoan ngoãn nhịn xuống đi, mà không đứng ra nói chuyện. Bắc Lăng Thịnh cũng là gật đầu nói, ừ, vẫn là nhập bí cảnh đi, bên ngoài giao cho chúng ta những trưởng bối này, yên tâm. Diệp Thần lắc đầu một cái, chuyện này bởi vì hắn mà ra, nên chính hắn gánh vác, hắn chẳng muốn bởi vì mình là Bắc Lăng Thiên Điện khai ra một cái cường địch. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, đế quân, Nhâm Lão, nếu hắn muốn vậy thần xa sáu cánh, đem hắn vậy một nửa, vẫn còn cho hắn chính là. Diệp Thần cướp đoạt thần xa sáu cánh, mục đích lớn nhất là vì trả thù Đông Hoàng Thiên Điện, nếu có một nửa thuộc về bên trong nguyên đồ sát, vậy còn cho hắn vậy không việc gì. Hắn còn chưa đến nỗi vì lợi ích của mình, để cho Thiên Điện thay mình thua thiệt, gánh vác hậu quả. Nhâm Lão cùng Bắc Lăng Thịnh nghe vậy sửng sốt một chút, rất nhanh, nhìn Diệp Thần ánh mắt liền hơn nữa hài lòng, bọn họ ngược lại không phải là bởi vì Diệp Thần nguyện ý trả lại thần xa cánh, mà là bởi vì Diệp Thần có là trời điện lo nghĩ tim. Một người học trò, không thể quang có thiên phú, còn nặng hơn tình nghĩa, mới đáng bọn họ đào tạo. Bất quá, Nhâm Lão cùng Bắc Lăng Thịnh nhưng dự định cự tuyệt Diệp Thần. Có phần tâm này, là đủ rồi, bảo vệ đệ tử, chính là trách nhiệm của bọn họ. Có thể, đây là Diệp Thần nhưng là vừa quay người, trực tiếp rời đi Vạn Bảo Các nói, Nhâm Lão, đế quân, ta sẽ không đi bí cảnh, chuyện này, cứ quyết định như vậy đi. Tiếng nói vừa dứt, thân hình đã biến mất. Nhâm Lão và Bắc Lăng Thịnh hai mắt nhìn nhau một cái, vừa là vui vẻ yên tâm, lại có chút bất đắc dĩ nói, thằng nhóc này. Trái đất, Bắc Cực. Vạn dặm băng sơn, phong tồn cái thế giới này. Cực hàn cảm giác, để cho người khó mà sinh tồn. Liền liền máy bay trực thăng đều không cách nào lái vào cái này cực đoan hoàn cảnh. Mà đầy trời trong gió tuyết, hai đạo thân ảnh đang không ngừng hướng một phương hướng tiến về trước. Nếu như cẩn thận xem, định sẽ phát hiện, cái này băng hàn gió tuyết lại đối với cái này hai người không có bất kỳ ngăn trở. Một người trong đó lại là một cô gái, mặt mũi xinh đẹp mà mang một chút anh khí, hai tròng mắt kiên định có phong tình vạn trùng, nàng người mặc tác chiến đồ rằn di, ngực bài bên trên bất ngờ viết Long Hồn đội trưởng bốn chữ. Kim Lãnh Nhạn, mà nàng bên người chính là một người mặc đồ dạo phố nam tử hai tay chắp sau lưng, đi dạo sân vắng vậy hướng một cái hang núi đi tới. Diệp Lăng Thiên, Kim đội trưởng, chính là trước mặt sao? Diệp Lăng Thiên mở miệng nói. Kim Lãnh Nhạn gật đầu một cái, nhắc tới cũng là kỳ quái, viên đạo phong nắm trong tay Côn Lôn Hư lúc đó, lại không có đem Diệp Tiên Sinh phụ mẫu cưỡng ép đuổi ra, thậm chí liền Diệp Tiên Sinh phụ mẫu ở Côn Lôn Hư chỗ tu luyện chung quanh 5 km, cũng không có quấy rầy qua. Đây hoàn toàn không phù hợp viên đạo phong tính cách. Bất quá viên đạo phong mặc dù không có đuổi người, nhưng là Diệp Tiên Sinh phụ mẫu nhưng là không biết cái gì nguyên do đột nhiên đi tới chỗ này. Nếu như không phải là Long Hồn Thiên Nhãn số liệu tra tới nơi này có động tĩnh, có thể chúng ta cũng không biết Diệp Tiên Sinh phụ mẫu đi tới nơi này. Diệp Lăng Thiên con người hiện lên một ít trầm tư ý, nhìn một cái vậy chỗ sâu, lẩm bẩm nói, điện chủ trên mình là có đại bí mật, có lẽ hắn phụ mẫu cũng biết liền thứ gì. Kim Lãnh Nhạn nghe được câu này, đột nhiên nghĩ đến cái gì, bước chân ngừng lại, nhìn về phía Diệp Lăng Thiên nói, Diệp tiền bối, có một việc, trước đây không lâu xảy ra. Dựa theo thời gian điểm tới nói, có thể và Diệp Tiên Sinh phụ mẫu tới chỗ này có liên quan. Chỉ là còn không có thẩm tra, chuyện này có chút không thể tưởng tượng nổi. Diệp Lăng Thiên thân thể ngẩn ra, bước chân cũng dừng lại, cái gì? Kim Lãnh Nhạn ở trong gió tuyết từ giữa hông cầm ra một cái phương gạch vậy điện thoại di động, nhẹ nhàng điểm một cái, nói, Diệp tiền bối, trước Hoa Hạ tỉnh Chiết Giang bầu trời xuất hiện một cái không gian vòng xoáy, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng vẫn bị vệ tinh bắt được, Long Hồn bên này phân tích, là có lực lượng thần bí tiến vào Hoa Hạ. Sau đó, ngươi xem tấm bản đồ này phiến. Chúng ta căn cứ Hoa Hạ mặt mũi so sánh hệ thống, ngoài ý muốn phát hiện một cái chết đi người, lại kỳ tích vậy xuất hiện. Diệp Lăng Thiên diễn cảm ngược lại là không có gì thay đổi,
người tu luyện chết giả quá bình thường, nhưng mà, Kim Lãnh Nhạn hạ một câu nói nhưng là hoàn toàn để cho Diệp Lăng Thiên vậy giếng cổ không dao động mặt mũi tiêu tán. Mà người này không phải người khác, chính là Diệp Tiên Sinh Gia Gia. Diệp Lăng Thiên nhận lấy điện thoại di động, làm ngưng mắt nhìn trong hình cái đó mặt mũi hiền lành cụ già, hắn mơ hồ đoán được cái gì. Sợ rằng hoa hạ linh khí dị biến giống nhau không có đơn giản như vậy. Đế Thích Thiên nhúng tay, hơn nữa thần bí kia không vẫn Diệp Thần Gia Gia xuất hiện, sợ rằng hoa hạ mảnh đất này muốn phát sinh cái gì. Dưới mắt chỉ có thấy điện chủ phụ mẫu, mới có thể biết được cái này sau lưng chân tướng. Đi. Sau một nén nhang, Diệp Lăng Thiên và Kim Lãnh Nhạn bước chân dừng lại. Bọn họ đến. Hai người ngưng mắt nhìn trước mặt một tòa băng tuyết kiến trúc, do dự hồi lâu, vẫn là hai miệng đồng thanh nói. Long hồn đội trưởng Kim Lãnh Nhạn, cầu gặp. Diệp Lăng Thiên, cầu gặp. Nhưng mà, trả lời bọn họ là một phiến yên lặng. Đầy trời gió tuyết càng lúc càng nhiều, hai người sợi tóc đều là hoa tuyết, chân mày cũng bị băng tuyết bao trùm. Nhưng mà cánh cửa kia vẫn không có mở ra. Diệp tiền bối, chúng ta còn muốn chờ đợi sao? Kim Lãnh Nhạn hỏi. Diệp Lăng Thiên trong mắt kiên quyết, gằn từng chữ cùng. Hình ảnh quay về, Thiên Nhân Vực, Bắc Lăng Thiên Điện. Rất nhanh, Diệp Thần liền trở về Chuông Tinh Các. Hắn ngồi ở bên trong các, mặt lộ vẻ trầm ngâm, tuy nói, lần này hắn chuẩn bị trả lại thần xa cánh cần phải không sẽ xảy ra vấn đề gì. Nhưng đối mặt bên trong nguyên đồ sát cái này cùng tồn tại, vẫn là không làm không được tốt chuẩn bị. Cái gì chuẩn bị? Vậy, chính là tăng lên thực lực, điên cuồng tăng lên thực lực. Lần này Hoang Long Cổ Đế chuyến đi, cho hắn dạy bảo quá khắc sâu. Nếu như hắn có thực lực, Nhược Tuyết sư phụ sẽ đối đãi mình như vậy. Hắn đột phá sau đó, thực lực có thể nói có một cái giai đoạn tính tăng lên, nhưng, còn chưa đủ. Ngay tại lúc này, Diệp Thần cảm giác được cái gì, thần sắc vui mừng. Tiểu Hắc thức tỉnh. Thật xin lỗi, ta không nên hiện tại mới tỉnh. Tiểu Hắc hiển nhiên có chút ủy khuất, hắn mặc dù thuộc về trạng thái ngủ say, nhưng cũng là mơ hồ biết Diệp Thần ở Hoang Long Cổ Đế trong di tích phát sinh hết thảy. Nếu như lúc ấy hắn thức tỉnh, Diệp Thần cũng không khả năng như vậy chật vật. Cái này ở Tiểu Hắc xem ra, hoàn toàn là lỗi của hắn. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói, không có sao. Thức tỉnh liền tốt, dưới mắt, có phiền toái lớn hơn nữa đang chờ chúng ta. Tiểu Hắc trước đây ở Bắc Lăng Thiên Điện chiếm đoạt 2 triệu ma linh, trừ mang đến cho hắn vô cùng là tinh thuần ma khí ra, cũng là luyện hóa ra một ít đặc thù linh khí, có thể làm cho hắn tạm thời mở luân hồi huyết mạch. Nhưng, còn chưa đủ. Mặc dù hắn thực lực tăng lên một ít, nhưng, dù là hắn hôm nay ngắn ngủi mở luân hồi huyết mạch sau đó, muốn phải đối mặt bên trong nguyên đồ sát như vậy cường giả chân chính. Chênh lệch vẫn là quá lớn. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, cổ tay lộn một cái, đếm kiện vật phẩm liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Một kiện, là một viên lộng lẫy và tuyệt vời bảo châu, chính là vậy ám diệu châu. Một kiện, là một cái màu đen túi đựng đồ, bên trong chứa, là nhâm lão cho hắn 100.000 đạo tinh. Một kiện, chính là mới vừa lấy được, trang bị tinh linh thạch màu trắng túi đựng đồ. Cái này ba thứ vật phẩm. Chính là Diệp Thần tăng lên thực lực phương pháp. Ám diệu châu bên trong có thể sinh ra ám diệu thủy tinh, mà đây ám diệu thủy tinh có thể dùng để tăng lên vũ khí sức nặng. Sát kiếm phẩm chất cực cao, theo hắn chém chết cường giả, uy lực vậy ở không ngừng tăng lên trước, nói riêng về uy năng, đến bây giờ còn như cũ thích hợp sử dụng, chính là sức nặng có chút quá nhẹ, không cách nào phát huy ra hắn lực lượng ưu thế. Cho nên, Diệp Thần dự định đem sát kiếm lần nữa lấy ám diệu thủy tinh ngưng luyện một phen, chế tạo ra một chuôi sức nặng nghịch thiên thần binh lợi khí. Mà 100.000 đạo tinh, dĩ nhiên là cho Tiểu Hắc chiếm đoạt, bất quá, không phải toàn bộ chiếm đoạt, mà là chiếm đoạt trong đó 10.000. Hiện tại Tiểu Hắc thức tỉnh, chiếm đoạt tốc độ thật to tăng lên. Trước hắn chiếm đoạt đạo tinh, mặc dù cũng không chậm, nhưng còn muốn đem năng lượng truyền cho trong ngủ mê Tiểu Hắc, khá là phiền toái. Vì vậy tốc độ thật to hạ xuống, mà hiện tại thì không cùng, Tiểu Hắc chiếm đoạt 10.000 đạo tinh chỉ cần chừng 10 ngày thời gian. Hỗn độn khí diễm đã đạt tới cổ trai, cái này 10.000 đạo tinh, Diệp Thần mục đích là để cho hỗn độn khí diễm lên cấp. Cuối cùng, chính là tinh linh thạch. Cái này tửu lượng cao tinh linh đá bên trong, hàm chứa vô cùng cường đại tinh linh lực, một khi đem hắn mở ra tinh mạch kích hoạt thành công, cái này khổng lồ tinh linh lực, liền có thể là hắn luyện hóa.
ở bước vào tinh thiên vừa chuyển đồng thời, lấy tinh linh lực tăng lên thể chất. Đồng thời, rất có thể, tinh thiên luyện thể thần thông nhập môn mang đến lĩnh ngộ, còn rất có thể để cho hắn thánh thể huyền công và thái thượng thiên ma thể, cùng lên cấp. Như vậy thứ nhất, hắn thực lực hẳn sẽ có to lớn tăng lên, hơn nữa ngắn ngủi luân hồi huyết mạch kích hoạt, có lẽ, có thể có đối mặt bên trong nguyên đổ sát lực lượng. Lúc này, Diệp Thần liền bắt đầu động thủ. Đầu tiên, từ đem ám diệu thủy tinh luyện nhập sát kiếm bắt đầu. Một khắc sau, Diệp Thần liền đối với ám diệu châu một chút, ám diệu châu bên trong ngay tức thì bay ra 10 điểm giọt nước, chính là ám diệu thủy tinh. Diệp Thần khẽ quát một tiếng nói, Tuyển Nhi. Một khắc sau, một tên lưng mọc hỏa dược bé gái, ngay tức thì xuất hiện ở trong phòng, chính là Nhan Tuyển Nhi. Nàng quanh thân vàng bạc ngọn lửa một thịnh, ngay tức thì hướng sát kiếm vọt tới. Ở huyền diễm không ngừng đốt lửa đốt hạ, sát kiếm bề ngoài, hơi ửng đỏ, vậy ngay tại lúc này, Diệp Thần trong cơ thể linh khí một trào, lôi cuốn vậy ám diệu thủy tinh, ngay tức thì tràn vào sát kiếm bên trong, gò má bên trên lộ ra lau một cái miễn cưỡng vẻ, đem nước này tinh luyện nhập sát kiếm, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, 3 ngày trôi qua. Giờ phút này, chuồng tinh các bên trong, Diệp Thần cả người dính đầy mồ hôi, nhưng, trên mặt nhưng là một phiến vui mừng, ở trong tay hắn là một chuôi đen nhánh trường kiếm, chính là sát kiếm. Chỉ là hôm nay sát kiếm bên trên, nhưng là hiện đầy điểm điểm tinh thần vậy điểm sáng, đang không ngừng lóe lên, nhìn như, thần bí hoa mỹ. Bất quá, chớ coi thường những ngôi sao này điểm sáng. Cái này điểm sáng, mỗi một viên, cũng có cực kỳ kinh khủng sức nặng à. Mà giờ khắc này, điểm điểm tinh thần, phân bố sát kiếm thân kiếm, không thấp hơn dù sao cũng viên. Sát kiếm hôm nay sức nặng, đã nhảy lên tới cực kỳ kinh khủng bước. Cho dù đối với Diệp Thần hôm nay thân xác cường độ mà nói, cũng là rất hữu dụng. Mà một khi lực lượng mở hết, cận chiến dưới, sử dụng chuôi này sát kiếm, đem sẽ bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực tàn phá. Một khắc sau, Diệp Thần liền đem sát kiếm thu hồi. Nhìn về phía vậy trang bị đạo tinh màu đen túi đựng đồ. Mấy ngày sau, toàn bộ chuông tinh các truyền ra ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo màu đen kiêu căng phóng lên cao, một cổ làm người ta vô cùng tim hồi hộp chập chờn, ngay tức thì lan truyền, bao phủ toàn bộ Bắc Lăng Thiên Điện. Vô số người, đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi nhìn về phía chuông tinh các chỗ ở phương hướng. Đen nhánh kia kiêu căng cho bọn họ một loại vô cùng là cổ xưa, kinh khủng cảm giác. Phảng phất là khác ở huyết mạch bên trong nguyên thủy sợ hãi vậy. Một lát sau, màu đen kia kiêu căng liền thu liễm đi xuống. Chuông tinh các bên trong, Diệp Thần sau lưng mơ hồ hiện lên một đạo vượn ma hư ảnh, hắn quanh thân bao phủ ở cuồn cuộn kiêu căng bên trong, uy áp sợ hãi, hư ảnh kia chớp mắt, sáp nhập vào Diệp Thần sau lưng, màu đen kiêu căng vậy sáp nhập vào da thịt dưới. Giờ phút này, Diệp Thần trên gương mặt chính là một phiến vẻ mừng rỡ như điên. Hỗn độn khí diễm, thành công lên cấp, mà mang tới hiệu quả, so hắn tưởng tượng còn muốn tốt. Hôm nay hỗn độn khí diễm, có thể làm cho lực công kích của chúng, ngay tức thì bạo tăng 3 lần chừng. Hơn nữa, không riêng gì hỗn độn khí diễm bản thân, tiểu hắc thực lực cũng là có không nhỏ tăng trưởng, mà ở hóa thú thần thông dưới tác dụng, tiểu hắc thực lực sẽ đổi thành là Diệp Thần thực lực. Bất quá, để cho Diệp Thần có chút nhức đầu phải, lần này hỗn độn khí diễm lên cấp sau đó. Hắn cảm giác được, muốn để cho hỗn độn khí diễm, lần nữa lên cấp, có chút khó khăn, chí ít, cần triệu đạo tinh. Bất quá, Diệp Thần không có trong vấn đề này quấn quýt quá lâu, mà là nhìn về phía cuối cùng một cái túi đựng đồ. Diệp Thần vung tay lên, túi đựng đồ kia bên trong, linh quang chớp mắt, nháy mắt tức thì, số lượng cao tinh linh đá, liền trải rộng toàn bộ chuông tinh các. Hơn nữa, những thứ này tinh linh đá, từng cái lóe lên ánh sáng vô tận giống nhau. Bất ngờ có trăm loại trở lên tinh thần thuộc tính. Có tượng trưng cho giá rét ngôi sao, có tượng trưng cho nóng bỏng ngôi sao, có tượng trưng cho sức sống ngôi sao, có tượng trưng cho tử vong ngôi sao, không đồng nhất mà cùng. Hồn thể đổi thành, Diệp Thần khẽ quát một tiếng, hồn thể đổi thành thi triển, thần hồn lực bùng nổ, giống vậy tinh thiên khai quang trận không có như vậy phức tạp, có thể tưởng tượng muốn vận dụng như thế nhiều tinh linh đá, tiến hành bày trận. Liền cần bố trí nhất là cao đẳng một loại kia tinh thiên khai quang trận. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện, đối với thần hồn lực yêu cầu cực cao. Không chỉ có cường đại hơn, còn đối với hồn lực chất lượng có yêu cầu vân. Vân.
cũng chỉ Diệp Thần có nghịch thiên hồn lực mới có thể làm được. Một ngày sau, một tòa đại trận ở chuông tinh bên trong các bầy thành công, Diệp Thần thân ở đại trận này trung tâm, yên tĩnh chờ đợi. Thời gian, rất nhanh liền đến nửa đêm, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, linh khí xông ra, bơm vào đến dưới chân trận pháp bên trong, một khắc sau, vô số tinh linh đá ngay tức thì ánh sáng lớn thả, một đạo vô cùng là ánh sáng chói mắt trụ phóng lên cao, bắn thẳng đến thương khung, mà cùng lúc đó, lại là tiếp đón cuồn cuộn tinh thần lực rơi vào vậy chuông tinh bên trong các. Diệp Thần sắc mặt, bỗng nhiên biến đổi, cái này tinh thần lực lại là so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn cuồng bạo, ở tràn vào trong cơ thể ngay tức thì liền đem hắn mới vừa đả thông kinh mạch xé thành nghiền. Ầm một tiếng, xương máu bão táp, thân thể các nơi cuồn cuộn máu tươi, điên cuồng xông ra, đem toàn bộ chuông tinh các đều phải nhuộm thành liền màu đỏ như máu. Diệp Thần chặt chẽ cắn răng, cái này cao cấp nhất khai quang trận, chỗ tốt là to lớn, nhưng, nguy hiểm cũng là ngang hàng à. Nếu không phải sinh mệnh lực của hắn đạt tới không thể tưởng tượng nổi bước, rất có thể ở cái này tinh thần lực tràn vào ngay tức thì sẽ bị miễn cưỡng căng bể. Hôm nay, Diệp Thần sinh cơ bên trong cơ thể cuồng trào, bể tan tành tinh mạch thật nhanh khép lại, miễn cưỡng duy trì một cái thăng bằng, áp chế trong cơ thể tinh thần lực. Nhưng, như vậy kinh mạch không ngừng bể tan tành thống khổ có thể tưởng tượng được, rất nhanh, mà Diệp Thần toàn thân liền bị mồ hôi lạnh ướt, từng trận đau nhức, ở trong cơ thể gào thét. Mà theo thân thể không ngừng bể tan tành, gây dựng lại, thân thể cường độ vậy đang bay nhanh tăng lên, mà ở nơi này đau nhức bên trong, Diệp Thần phảng phất có một loại hiểu ra, trong phảng phất đối với mình thân thể, đối với lực lượng căn nguyên vân, có càng rõ ràng biết. Thái Tuyệt Điện, Lý Vô Vọng nhìn phía xa bao phủ ở ánh sao bên trong chuông tinh các, trên mặt là khó tin, ngạc nhiên mừng rỡ, cùng với lo âu nồng đậm vẻ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Diệp Thần nhanh như vậy liền bước vào tinh thiên vừa chuyển cảnh giới à. Phải biết, năm đó, hắn được gọi làm thể đạo vạn cổ thiên tài, vậy ước chừng xài mấy ngàn năm thời gian, mới nhập môn cái này tinh thiên luyện thể thần thông, có thể Diệp Thần đâu. Hai tháng cũng chưa tới chứ. Cũng đã thành công nhập môn. Và Diệp Thần một so, cái gì thể đạo thiên tài, cũng sẽ muốn tự sát chứ. Hơn nữa, nhất làm hắn sợ hãi phải. Diệp Thần bày ra vẫn là nhất cao đẳng tinh thần khai quang trận à. Tinh thiên luyện thể thần thông khai quang nghi thức, trên thực tế là hung hiểm vạn phần. Năm đó, hắn ở đã vượt qua thân xác thành thánh ngưỡng cửa dưới tình huống, bố trí bình thường nhất khai quang trận, có thể quá trình vẫn là cửu tử nhất sanh, vô cùng là may mắn, mới bảo vệ liền một cái mạng à. Mà cao cấp khai quang trận dưới, muốn phải sống tỷ lệ, đâu chỉ so phổ thông khai quang trận, thấp ngàn lần, gấp vạn lần. Cái này ánh sao kéo dài ước chừng 7 ngày thời gian, mới đột nhiên tiêu tán. Giờ phút này, Thái Tuyệt Điện đệ tử đều đã xuất hiện ở chuông tinh các chung quanh, bọn họ mỗi một người đều là lo âu hướng chuông tinh các nhìn. Hôm nay, Diệp Thần đã trở thành Thái Tuyệt Điện tín ngưỡng à. Trên thực tế, rất nhiều Thái Tuyệt Điện đệ tử cũng tiếp xúc qua tinh thiên luyện thể thần thông, Lý Vô Vọng vì để cho Thái Tuyệt Điện có thể có cơ hội cuột khởi cũng là liều mạng. Đem cái này công pháp đính cấp tùy ý truyền thụ cho rất nhiều đệ tử, có thể, từ đầu đến cuối không có người có thể luyện thành. Nhưng, vì vậy bọn họ cũng rất rõ ràng, Diệp Thần bày ra cao cấp khai quang trận có thể mang đến dạng gì nguy hiểm à. Tất cả người, cũng cầu nguyện, Diệp Thần có thể bình an vô sự. Ngô Tín Sam mặt đầy nóng nảy, vẻ lo lắng địa đối Lý Vô Vọng hỏi, sư tôn, Diệp sư đệ hắn không có sao chứ? Lý Vô Vọng chau mày. Hắn khẽ thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu một cái nói, vi sư cũng không cách nào kết luận. Mấy người các ngươi cùng ta đi vào xem. Vừa nói liền hướng chuông tinh bên trong các, bước động bước chân. Lý Vô Vọng lời vừa nói ra, chung quanh mấy tên đệ tử, tim ngay tức thì chìm xuống. Nhưng, vẫn là đi theo Lý Vô Vọng hướng chuông tinh các đi tới. Chuông tinh bên trong các, đã một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là máu tươi, tản ra vô cùng đậm đà mùi máu tanh. Lớn cửa vừa mở ra, đám người chính là sắc mặt biến đổi. Trong mắt cũng khẽ run. Đây là chảy nhiều ít máu tươi. Một cô thiếu nữ thậm chí không nhịn được chảy nước mắt, chỉ là suy nghĩ một chút, Diệp Thần tiếp nhận thống khổ, nàng cũng muốn sụp đổ. Nhìn trước mắt một màn, rất khó tưởng tượng, còn có người có thể sống sót. Liền liền Lý Vô Vọng tâm tình cũng là nặng nề, bọn họ từng bước một hướng đi lên lầu. Rất nhanh. Mấy người liền đi tới lầu 2, có thể khi bọn hắn thấy cảnh tượng trước mắt lúc nhưng đều là không nhịn được,
ngược lại hít một hơi khí lạnh, ngay tức thì cứng ở tại chỗ. Mặt của mọi người bàng trên đều là một loại kinh hoàng, vẻ tuyệt vọng. Chỉ gặp, ở trước mặt bọn họ, là một cụ vô so thi thể nám đen, máu thịt tựa như cũng hoàn toàn tan rã, mà ở hắn quanh thân, vô số tinh linh đá, ánh sáng ảm đạm, hiển nhiên, đã tiêu hao hết trong đó tinh linh lực. Lý Vô Vọng sắc mặt ngay tức thì cuồng biến, một loại vô cùng thống khổ cảm giác xông lên đầu, hắn kêu lên một tiếng nói, đồ nhi. Một khắc sau, liền cơ hồ mất lý trí vậy hướng Diệp Thần phóng tới. Diệp Thần là hắn coi trọng nhất học trò, là Thái Tuyệt Điện tương lai hy vọng, coi như dùng mạng hắn đi đổi Diệp Thần mệnh, Lý Vô Vọng cũng sẽ nghĩa vô phản cố à. Có thể hiện tại, ở hắn trước mắt nhưng là một cái trạng thái chết vô cùng là thê thảm thi thể. Hắn không cách nào tiếp nhận. Hắn muốn hắn học trò, sống lại. Bành đích một tiếng. Đây đối với thân thể trưởng khống lực mạnh mẽ đến mức tận cùng quá chân cảnh thể thu, giờ phút này, lại là không cẩn thận té ngã trên đất. Hắn ngẩng đầu lên, khoảng cách gần nhìn vậy tựa như mất đi hết thảy sinh cơ nám đen thi thể, đôi mắt đỏ thẫm, răng đều muốn cắn nát. Hắn thật hận. Nếu như hắn có thể sớm một chút nhắc nhở Diệp Thần chú ý, trước thời hạn làm khá hơn một chút hậu thủ, nói không chừng còn có thể cứu Diệp Thần một mạng à. Đây là hắn làm sư phụ không làm tròn bổn phận. Lý Vô Vọng đau tim đến thật là cũng muốn kết quả mình, cho Diệp Thần đền mạng. Nhưng vào lúc này, Ngô Tín Sam nhưng là chợt kinh hô, sư tôn, ngươi xem. Ngô Tín Sam, nguyên bổn cũng là tuyệt vọng, ở hắn xem ra, Diệp Thần cái này sợ hãi nghịch thiên yêu nghiệt cứ như vậy bỏ mình, hắn đang chuẩn bị, cúi người kéo Lý Vô Vọng lúc đó, dư quang khóe mắt nhưng là bỗng nhiên liếc thấy cái gì. Nháy mắt tức thì, Ngô Tín Sam óc chính là ầm một tiếng, tựa như bị nổ vậy. Chừng hai mắt chỉ vậy nám đen thi thể nơi nào đó. Nguyên bổn đã tuyệt vọng các đệ tử nghe vậy, đều là không hiểu hướng Ngô Tín Sam chỉ vị trí nhìn, một khắc sau, mặt của mọi người bàng trên đều là hiện lên một đạo khó tin thần sắc. Chỉ gặp, có lẽ là được Lý Vô Vọng ngã xuống chấn động, Diệp Thần bề mặt bên trên, một khối nám đen ra rớt xuống đất, mà ở nơi này ra sau đó, lại là lộ ra một phiến trắng tinh da thịt. Vậy da thịt tựa như trẻ sơ sinh vậy non nớt, tản ra nhàn nhạt sức sống. Lý Vô Vọng ngẩng đầu lên, hướng vậy ra thịt nhìn, con người ngay tức thì kịch chấn. Tất cả mọi người trong lòng cũng xuất hiện cùng một cái ý niệm. Chẳng lẽ, Diệp Thần còn sống? Ngay tại lúc này, rắc rắc tiếng vang liên tục, từng đạo vết rách thật nhanh trải rộng Diệp Thần vậy nám đen thân thể, một khắc sau, vậy ra cháy đen ngay tức thì rụng, lộ ra một cái máu thịt non nớt thân thể. Giờ phút này, Diệp Thần nhắm chặt hai mắt, một hơi một tí, nhìn qua tựa như bị đóng băng vậy. Bỗng nhiên, bình bịch, phốc thông tiếng vang, mơ hồ ở chuông tinh bên trong các vang vọng liền đứng lên. Ánh mắt của mọi người, dần dần mở to, một tên đệ tử không hiểu nói, đây là thanh âm gì. Lý Vô Vọng nhìn Diệp Thần, trên gương mặt thật nhanh hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, hắn cười lớn một tiếng nói, đây là tiếng tim đập. Diệp Thần tiếng tim đập à? Ngay tại lúc này, đám người vậy rốt cuộc tìm được thanh âm ngọn nguồn, chính là Diệp Thần nơi ngực. Mà đây tiếng tim đập cũng ở đây dần dần mở rộng, tăng cường, bộc phát mãnh liệt, thậm chí chấn động được, vậy mấy tên thực lực yếu hơn đệ tử, đều có chút không chịu nổi, cảm giác thân thể xương cốt đều phải bị chấn bể vậy. Mà theo một tiếng này tiếng tim đập, Diệp Thần trong cơ thể sức sống bộc phát mênh mông đứng lên, bỗng nhiên, Diệp Thần mở hai mắt ra. Ách! Hắn chợt hít sâu một hơi. Một hồi gió lớn dâng lên, vậy mấy tên đệ tử, bao gồm Ngô Tín Sam, cũng ngay tức thì bị cổ khí lưu này lật trên đất. Theo khẩu khí này hút vào, Diệp Thần nguyên bản giống như trẻ sơ sinh vậy, non nớt, thân thể gầy yếu, nhanh chóng biến hóa, bành trướng lên, tráng kiện bắp thịt ở xương cốt bên trên giống như dãy núi vậy tủng dậy, hơi thở vậy đang điên cuồng dâng lên trước. Thời gian đảo mắt, một cái khỏe đẹp cũng không khoa trương, nhưng, tràn đầy lực lượng nào đó cảm thân thể. Liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tên nữ đệ tử kia mặt đẹp ngay tức thì ửng đỏ, cả người đều có một loại choáng váng cảm giác, thân thể hơi co rúc lại, chân đều có chút đứng không vững. Hết thảy các thứ này phát sinh được liền tựa như giống như nằm mơ à. Mới vừa, đám người còn lấy là Diệp Thần đã chết, thời gian đảo mắt liền hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Diệp Thần khẽ thở ra một hơi, đổi lại cả người quần áo. Nhìn về phía kích động không nói ra lời Lý Vô Vọng cùng với một đám Thái Tuyệt Điện đệ tử, mỉm cười nói, xin lỗi, sư tôn, các vị sư huynh đệ,
để cho các ngươi lo lắng, ta không có sao. Lý Vô Vọng cười to một tiếng, vỗ vỗ Diệp Thần bả vai nói, không có sao liền tốt, không có sao liền tốt, thằng nhóc, sau này làm tiếp loại chuyện này, cũng đừng quên thông báo vi sư một tiếng. Ừ. Sau đó, Lý Vô Vọng liền dẫn đám người rời đi, bọn họ biết Diệp Thần mới vừa khôi phục, cần nghỉ ngơi. Diệp Thần ánh mắt hơi lóe lên, cổ tay lộn một cái, tinh thiên luyện thể thần thông nguyên điển liền xuất hiện ở trong tay, hắn nhìn quyển cổ tịch này, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Hắn quả thật có chút đánh giá thấp cái này thượng cổ công pháp đính cấp đáng sợ. Cho dù lấy hắn thân xác cường độ, cũng thiếu chút nữa chết ở cuối cùng à. Cũng may, tiêu hao bộ phận luân hồi hơi thở sau đó, thuận lợi chống đỡ xuống, cho hắn khôi phục thời gian. Nhưng, rất nhanh, Diệp Thần trong mắt lại là xuất hiện vô cùng tia sáng chói mắt. Nguy hiểm đi đôi với lợi nhuận. Cái này vô cùng nguy hiểm to lớn, hắn rất tới, lấy được chỗ tốt cũng là khó có thể tưởng tượng. Chẳng những số lượng cao tinh thần lực bị hắn hoàn toàn hấp thu, hơn nữa, bởi vì không ngừng phá hoại gây dựng lại, hắn luân hồi huyết mạch và tinh mạch cũng là vượt quá tưởng tượng được bền bỉ, xa so vậy tu luyện tinh thiên luyện thể thần thông võ giả, cường đại hơn được hơn. Diệp Thần có thể khẳng định, Lý Vô Vọng mặc dù đã tu luyện đến tinh thiên hai chuyển cảnh giới, nhưng, nói riêng về tinh mạch mạnh yếu tuyệt đối so với không được mình. Hơn nữa, chênh lệch còn không nhỏ. Cái này cũng thì đồng nghĩa với, Diệp Thần hấp thu tinh thần lực tốc độ sẽ vượt xa cái khác tu luyện môn công pháp này võ giả. Trên thực tế, như vậy kết quả, ở tinh thiên luyện thể thần thông bên trong, cũng có miêu tả, tinh mạch tổng cộng chia là 4 cái phẩm cấp, phân biệt là, thiên địa huyền hoàng, mà mỗi cái phẩm cấp bên trong, có phân là thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, cùng với cực phẩm. Chỉ có thông qua cao cấp tinh thiên khai quang trận, mới có cơ hội, lấy được thiên cấp tinh mạch, mà cho dù ở trên trời cấp tinh mạch bên trong, cũng có tốt xấu xa phân biệt, cái này thì hoàn toàn xem người tư chất. Mà Diệp Thần hôm nay có, chính là thiên cấp cực phẩm tinh mạch. Nghịch thiên bên trong nghịch thiên A. Hôm nay, hắn tinh mạch chỉ cần còn mở khải trạng thái, là có thể không lúc nào từ trong hư không hấp thu tinh thần lực, tới cường hóa tự thân, mặc dù, một ngày, hai ngày không nhìn ra cái gì hiệu quả, dẫu sao, Diệp Thần thân thể tố chất đã đạt đến một người vô cùng là kinh khủng cường độ. Nhưng, góp nhặt từng ngày, đem sẽ có một cái kinh khủng hiệu quả. Hơn nữa, lần này cường đại tinh lực tràn vào, có thể nói, một lần nữa chui luyện liền Diệp Thần thân thể, mặc dù, cửu tử nhất sanh, nhưng, cũng để cho Diệp Thần cường độ thân thể lên một cái nấc thang. Đồng thời, hắn thánh thể huyền công và thái thượng thiên ma thể, vậy giống như kỳ vọng vậy, đột phá. Tổng thể mà nói, Diệp Thần thực lực lại là một lần bạo tăng. Diệp Thần siết quả đấm một cái, trong cơ thể là một loại nổ tính lực lượng. Hắn khóe miệng lộ ra một nụ cười, hắn bây giờ, nếu như lại đối mặt ngày đó Hoang Long cổ đế di tích gặp gỡ, cũng không khả năng như vậy chật vật. Bất quá, cái này, vẫn chưa kết thúc. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh nói, lấy ta bây giờ cường độ thân thể, hẳn đủ để tiếp tục luyện hóa huyền yêu tinh huyết. Hắn lấy được huyền yêu lão tổ một giọt máu tươi, bất quá luyện hóa 0,1% mà thôi, sau đó, cháy máu tươi, tổn thất một phần chia, lần này, Diệp Thần mục tiêu, là trong 1%. Kỳ một tháng, đã sắp tới, có lẽ, bên trong nguyên đồ sát ở nơi này mấy ngày sẽ tới đến Bắc Lăng Thiên Điện. Diệp Thần uống đếm viên thuốc, đem người, khôi phục lại đỉnh cấp sau đó, liền lập tức bắt đầu luyện hóa vậy huyền yêu tinh huyết, cuồn cuộn yêu khí, ngay tức thì đem bao phủ. Cùng lúc đó, bên trong nguyên thiên điện, một miếng nhìn như, vô cùng nặng nề màu đen cửa, từ từ mở ra, sau cửa đi ra một tên nam tử. Cái này nhìn lên, nhìn qua hơn 30 tuổi, mặt không cảm giác, mặc cả người bạch sam, nơi mi tâm có một đạo màu máu phủ ấn. Nam tử mặt mũi như kiếm gọt dìu đục, nhìn qua khá là anh tuấn, chỉ là, cặp mắt bên trong thỉnh thoảng thoáng qua lau một cái hung ác ý, để cho người nhìn, tim phát rét, không dám cùng thân cận. Tên nam tử này tử, chính là bên trong nguyên đế quân, bên trong nguyên đồ sát. Một tên mạo mỹ cô gái, cung kính chờ đợi ở ngoài cửa, mắt gặp bên trong nguyên đồ sát đi tới, mặt hiện sắc mặt vui mừng nói, chúc mừng đế quân, lần này bế quan, lại có đột phá. Bên trong nguyên đồ sát, nhưng là nhàn nhạt nói, ý liệu bên trong thôi. Ngay tại lúc này, bên trong nguyên đồ sát ánh mắt chớp mắt, chậm rãi lấy ra một quả đưa tin ngọc phù. Ngọc phù bên trong,
rất nhanh vang lên một đạo thanh âm nam tử nói, chúc mừng bên trong nguyên huynh xuất quan. Bên trong nguyên đồ sát nhàn nhạt nói, Đông Hoàng Vong Cơ, tìm bản đế, có chuyện gì? Đông Hoàng Vong Cơ nghe vậy, tiếng cười thu lại nói, bên trong nguyên huynh, năm đó, chúng ta hợp lực bắt giữ vậy sáu cánh thần xa con non, hôm nay, cũng đã trưởng thành, đến có thể thu lấy vì cá lúc, nguyên bản, ta là dự định cùng bên trong nguyên huynh sau khi xuất quan, cùng ngươi cùng nhau lấy được con cá này cánh, có thể, ai nghĩ tới. Nói tới chỗ này, Đông Hoàng Vong Cơ dừng lại một tí. Bên trong nguyên đồ sát cao mày nói. Hắn đối với cái này thần xa cánh vẫn là khá trọng thị. Đông Hoàng Vong Cơ nói, có cái tiểu tử, xông vào vậy dị không gian, lại là đem thần xa cánh, toàn bộ cướp đi. Cái gì? Bên trong nguyên đồ sát sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện lên vẻ tàn khốc nói, Đông Hoàng Vong Cơ, người thân là ngũ đế một trong, chút chuyện nhỏ này ngươi cũng làm không được. Liền thần xa cánh cũng có thể bị người cướp đi. Chẳng lẽ là, ở lừa gạt bản đế? Đông Hoàng Vong Cơ vội vàng nói, bên trong nguyên huynh, tiểu đệ không dám, lần này, đúng là tiểu đệ trách nhiệm, bất quá, tiểu tặc kia hành tung, ta đã nắm giữ. Bên trong nguyên đồ sát nghe vậy, có chút cổ quái nói, đã như vậy, vì sao còn không đem thần xa cánh đoạt lại? Người thân là đế quân, sẽ không liền chút chuyện nhỏ này, cũng không làm được chứ. Hắn trong lòng có chút coi thường Đông Hoàng Vong Cơ, nhưng, dầu gì, cái này Đông Hoàng Vong Cơ cũng là ngũ đế một trong, quá chân cảnh cường giả, thiên nhân vực cường giả tồn tại, làm sao sẽ, liền một tên tiểu tặc đều không cách nào giải quyết. Đông Hoàng Vong Cơ nói, lần này, tiểu đệ đúng là hữu tâm vô lực à, bên trong nguyên huynh, thằng nhóc này tên là Diệp Thần, coi như một cái yêu nghiệt, hôm nay, gia nhập Bắc Lăng Thiên Điện môn hạ, Bắc Lăng Thiên Điện Ninh Xích Âm đối với thằng nhóc này vô cùng là coi trọng, ngày đó, liền từ tiểu đệ trong tay, rất miễn cưỡng đoạt đi thằng nhóc này, cho dù ta muốn đối hắn ra tay, vậy không làm được. Bên trong nguyên đồ sát nghe vậy, hơi yên lặng, trong mắt nhưng là có hàn mang lóe lên, một lát sau, hắn lần nữa mở miệng nói, ý ngươi là cứ tính như vậy, vậy thần xa cánh liền nhường cho Bắc Lăng Thiên Điện. Hắn từ trước đến giờ không thích thua thiệt. Đông Hoàng Vong Cơ nói, bên trong nguyên huynh, lần này, trách nhiệm ở ta, cho nên, vì nhận lỗi. Tiểu đệ nguyện ý đem nguyên bản thuộc về ta ba cây thần xa cánh nhường cho bên trong nguyên huynh. Bất quá, cái này thần xa cánh, tiểu đệ thì không cách nào đòi lại, chuyện này chỉ có thể dựa vào bên trong nguyên huynh mình. Bên trong nguyên đồ sát nghe vậy, một lát sau, mở miệng nói, ít ngày nữa, bản đế đem đi Bắc Lăng Thiên Điện. Dứt lời, liền thu hồi đưa tin ngọc phù. Đây là, vậy đứng ở bên trong nguyên đồ sát bên cạnh cô gái xinh đẹp cau mày nói, đế quân. Chuyện này sợ rằng không có đơn giản như vậy, Đông Hoàng Vong Cơ đây là mượn ngài tay đi đối phó Bắc Lăng Thiên Điện người, nếu như vì vậy, cùng Bắc Lăng Thiên Điện đối với, ngược lại có chút cái mất nhiều hơn cái được. Bên trong nguyên đồ sát nhàn nhạt nói, ta biết. Phụ nữ kia không hiểu nói, nếu ngài biết, vì sao còn phải tiếp nhận chuyện này. Bên trong nguyên đồ sát cặp mắt híp lại nói, thứ nhất, lần này đột phá, mặc dù thành công, nhưng, ta cảnh giới cũng không quá vững cố. Như vậy đi xuống, có thể sẽ ở căn cơ trên lưu lại sơ hở. Vậy lục căn thần xa cánh, chính là củng cố cảnh giới thứ tốt, cho nên, ta chí ở tất được. Rồi sau đó, một cổ uy thế từ trong cơ thể kích động ra, hắn trong mắt thần mang chớp động nói, thứ hai, bản đế hôm nay bế quan đột phá, đổ cũng đúng lúc cần một cái lập uy cơ hội. Đông Hoàng Thiên Điện, Vạn Vô Quang cùng Hứa Yến Linh có chút kích động nhìn Đông Hoàng Vong Cơ nói, đế quân. Bên trong nguyên đồ sát nói thế nào? Đông Hoàng Vong Cơ có chút khinh miệt cười một tiếng nói, hắn. Dĩ nhiên là đáp ứng. Hai người nghe vậy đều là vui mừng quá đổi. Diệp Thần có thể nói là bọn họ đại họa tâm phúc à. Xem như vậy, rất có thể phải đem giải quyết. Dầu gì, cũng có thể đem thần xa cánh cái này cùng trọng bảo, từ trong tay cướp đi. Đông Hoàng Vong Cơ cười lạnh nói. Nếu như bỏ ra ba cây thần xa cánh giá phải trả liền có thể giải quyết cái này phiền phức lớn, vậy đối với tại ta Đông Hoàng Thiên Điện mà nói, nhưng mà thiên đại tin vui à. Mấy ngày nay, hắn bị thám tử từ Bắc Lăng Thiên Điện tin tức truyền đến, đều là liên quan tới Diệp Thần, như thế nào tươi đẹp, như thế nào chấn động tùng, bao gồm, vừa tiến vào Thiên Điện là được là cấp 9 đệ tử, bao gồm, ở Diệt Ma trên núi đổi mới Diệt Ma Linh ghi chép. Diệp Thần thiên phú quả thật làm cho Đông Hoàng Vong Cơ các người cảm thấy vô cùng là to lớn áp lực, Diệp Thần chưa trừ diệt, bọn họ tim khó an à.
Hơn nữa, chuyện này cũng không phải hoàn toàn không có lợi. Nếu như bên trong Nguyên Thiên Điện, thật vì vậy cùng Bắc Lăng Thiên Điện phát sinh đại chiến nói, cho dù bên trong Nguyên Thiên Điện có thể thắng, vậy sẽ trả ra giá không nhỏ. Vậy, bọn họ Đông Hoàng Thiên Điện, có thể nói là ngư ông đắc lợi à? Nửa ngày sau, Bắc Lăng Thiên Điện bên trên, một đạo hắc động thật lớn, đột nhiên ở đám mây tới giữa ẩn hiện, không gian ba động cuồng trào, mà ở hắc động bên trong, mơ hồ hiện lên một đạo thân ảnh khổng lồ. Không thiếu Bắc Lăng Thiên Điện đệ tử, nhìn thấy màn này, cũng là tò mò đối với bóng đen kia, chỉ trỏ. Nhưng vào lúc này, hắc động bên trong bỗng nhiên vang lên một tiếng vô cùng là bén nhọn tiếng ré dài. Cái này ré dài hoa phá trường không, vô số Bắc Lăng Thiên Điện đệ tử, nghe được ré dài sau đó, đều là sắc mặt cuồng biến, ngay tức thì che liền lỗ tai, phát ra một tiếng hét thảm, hai lỗ tai bên trong máu tươi cuồng trào. Bọn họ mỗi một người đều là vô cùng kinh hãi hướng vậy từ hắc động bên trong bay ra nhanh chóng đến gần bóng đen nhìn, trong mắt là nồng nặc vẻ hoảng sợ. Rất nhanh, một cái thân hình vô cùng to lớn quái vật, liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Quái vật này, đầu chim ưng, phượng đuôi, băng rực, nhìn qua lại là một cái vô cùng khổng lồ, toàn thân thanh vũ chim thương ưng. Nhưng, nhất làm người ta sợ hãi phải, cái này chim thương ưng tản ra hơi thở, bất ngờ đã vượt qua còn thật cảnh à. Cái này lại là một đầu quá chân cảnh yêu thú. Mà ở chim thương ưng trên đỉnh đầu, còn đứng thẳng mấy đạo thân ảnh, một người cầm đầu, cả người bạch sam, mái tóc dài phiêu tán, nơi mi tâm, có một đạo màu máu dấu vết. Vậy chim thương ưng rơi vào Bắc Lăng Thiên Điện hộ sơn đại trận ra, cơ hồ là cùng trong chốc lát, thì có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở vậy chim thương ưng trước. Bóng người này, chính là Bắc Lăng Thịnh, Nhâm Lão, cùng với mấy tên Bắc Lăng Thiên Điện trưởng lão. Mắt gặp cái này mấy tên quá chân cảnh cường giả xuất hiện, một đám Thiên Điện đệ tử mới an xuống tim tới. Bắc Lăng Thịnh lạnh lùng nhìn đứng ở chim thương ưng đỉnh đầu bên trong Nguyên Đồ Sát nói, bên trong Nguyên Đồ Sát, ngươi cưỡng ép phá vỡ ta Bắc Lăng Thiên Điện vách không gian chướng, xông vào trong này, là muốn cùng ta Bắc Lăng Thiên Điện tuyên chiến sao? Thiên Điện, phần lớn ở vào phân chia ra tới độc lập bên trong không gian, không có lệnh bài, căn bản không vào được, trừ phi mạnh xông. Mà cũng chỉ có quá chân cảnh tồn tại mới có mạnh xông tư cách. Giờ phút này, Bắc Lăng Thịnh giọng mặc dù ác liệt, có thể ánh mắt nhưng mơ hồ có chút động đung đưa. Nguyên bản, bên trong Nguyên Đồ Sát ở tất cả Đại Thiên Điện bên trong liền coi như cường giả, hắn tu vi vậy coi là trên khủng bố, mà đại đa số Thiên Điện trưởng lão, đế quân, đều yếu hơn hắn một phần, trừ một ít ngày điện bên trong ẩn núp không ra thái thượng trưởng lão có thể so bên trong Nguyên Đồ Sát cường thượng rất nhiều. Nhưng bên trong Nguyên Đồ Sát nhưng là đột phá cảnh giới tầng 1. Ở trên mặt nổi, bên trong Nguyên Đồ Sát đã có thể nói thiên nhân vực đệ nhất cường giả. Bắc Lăng Thịnh âm thầm siết chặt hai quả đấm, cảm nhận được liền to lớn áp lực. Giờ phút này, không thiếu Thiên Điện đệ tử nghe vậy, đều là sắc mặt kịch biến. Tên kia bạch sam người là bên trong Nguyên Đế Quân bên trong Nguyên Đồ Sát. Cơ hồ tất cả thiên nhân vực người đều biết, bên trong Nguyên Thiên Điện chính là năm đại thiên điện bên trong, cường đại nhất tồn tại à. Chẳng lẽ, bên trong Nguyên Thiên Điện đây là sẽ đối Bắc Lăng Thiên Điện, khai chiến. Trong chốc lát, toàn bộ thiên điện đều có chút lòng người bàng hoàng đứng lên. Bên trong Nguyên Đồ Sát nghe vậy, nhàn nhạt liếc Bắc Lăng Thịnh một mắt, nhàn nhạt nói, Bắc Lăng Thịnh, ta lần này tới mục đích, người hẳn rất rõ ràng, đem cái đó gọi Diệp Thần tiểu tử, giao ra. Trong chốc lát, Bắc Lăng Thiên Điện một đám đệ tử đều là sắc mặt cuồng biến, trong mắt, hiện lên vô cùng thần sắc tức giận. Diệp Thần, lại là Diệp Thần. Đáng chết này tiểu tử ở trên trời trong điện gây chuyện, cũng được đi, thậm chí, liền bên trong Nguyên Đồ Sát cũng chiêu rước lấy. Tên này mới vừa gia nhập Bắc Lăng Thiên Điện bao lâu, liền cho Thiên Điện mang tới phiền toái lớn như vậy. Toàn bộ Bắc Lăng Thiên Điện, ngay tức thì đắm chìm trong một phiến oán khí, tức giận bên trong. Đừng nói là bọn họ, không thiếu trưởng lão đều là sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên, đối với Diệp Thần cực kỳ bất mãn. Dẫu sao, cho đến bây giờ, Diệp Thần hiện ra tiềm lực cũng chỉ diệt ma linh ghi chép thôi. Diệt ma linh thành thích, có thể phản ứng một phần chia tiềm lực, nhưng, Diệp Thần ghi chép quá mức khoa trương, ngược lại mất đi giá trị tham khảo. Dẫu sao, diệt ma linh vậy không phải là không có mưu lợi thủ đoạn. Vì một cái như vậy đệ tử, liền đối với bên trong Nguyên Thiên Điện, hoàn toàn không đáng giá được à.
Ngay tại những trưởng lão này, dự định khuyên Bắc Lăng Thịnh lúc. Bắc Lăng Thịnh nhưng là trên mặt tàn khốc chớp mắt, lạnh giọng nói, bên trong nguyên đồ sát, ta Bắc Lăng Thiên Điện đệ tử, há là ngươi nói giao ra, liền giao ra, hiện tại, cho ta lăn ra khỏi Bắc Lăng Thiên Điện, nếu không, bên trong nguyên Thiên Điện cùng Bắc Lăng Thiên Điện tới giữa, nhất định có đánh một trận. Trong chốc lát, đúng cái thiên địa đều yên tĩnh lại. Cơ hồ tất cả người, đều là khó có thể tin nhìn Bắc Lăng Thịnh, bọn họ không cách nào tưởng tượng, đế quân thật muốn bởi vì là một cái còn thật cảnh tồn tại đều không phải là tiểu tử, mà cùng bên trong nguyên thiên điện đánh một trận à. Trong chốc lát, mấy tên trưởng lão ngay tức thì mở miệng nói, đế quân, xin nghĩ lại. Đế quân, trước hết để cho Diệp Thần đi ra, hỏi hỏi tình huống nói sau. Đế quân, không có thể vì một tên đệ tử, mà không cố đại cuộc à. Bắc Lăng Thịnh nghe vậy, nhướng mày một cái, Diệp Thần thân là một tên đệ tử cũng nguyện ý vì thiên điện buông tha tới tay thần xa cánh, mà đây mấy người đâu. Thành tựu trưởng lão, ở người khác vào tới cửa nhà mình cần người dưới tình huống, nhưng ngược lại phải ra bán đệ tử. Hắn ánh mắt quét qua phía dưới quảng trường, gặp Diệp Thần không ở trong đó sau đó, không khỏi được hơi yên tâm xuống, cũng may, Diệp Thần không có ở đây đám người bên trong, nếu không, nhất định sẽ đối với Bắc Lăng Thiên Điện cảm thấy lòng nguội lạnh chứ. Đây là, bên trong nguyên đồ sát tựa như đối với một màn này sớm có dự liệu vậy, khóe miệng dương lên một nụ cười nói, Bắc Lăng Thịnh, ta không phải đến tìm ngươi khai chiến, nếu như ngươi không muốn kết giao người, vậy không phải là không có biện pháp. Bắc Lăng Thịnh nghe vậy, ánh mắt chớp mắt nói, phương pháp gì? Cho dù Diệp Thần nguyện ý giao ra thần xa cánh, hắn cũng không dự định để cho Diệp Thần đi ra. Liền cửa của mình người, đệ tử cũng duy không bảo vệ được, hắn lại có cái gì tư cách làm cái này Bắc Lăng đế quân? Bên trong nguyên đồ sát có chút cân nhắc cười nói, ở ta trong tay, chống đỡ một nén hương thời gian, nếu như ngươi có thể làm được, như vậy, ta liền lập tức rời đi nơi này, hơn nữa, không truy cứu nữa vậy thần xa cánh chuyện. Vậy mấy tên trưởng lão lại là sắc mặt biến đổi. Bên trong nguyên đồ sát hôm nay đã đột phá một tầng cảnh giới nhỏ, mỗi một cái cảnh giới nhỏ, chênh lệch cũng cực kỳ to lớn à. Bắc Lăng Thịnh ở thiên nhân vực cao cấp cường giả bên trong cũng thuộc về thực lực khá mạnh, nhưng, hiển nhiên, không thể nào là bên trong nguyên đồ sát đối thủ. Vạn nhất không cách nào chống đỡ một nén nhang thời gian, như vậy Bắc Lăng Thiên Điện nhưng mà mặt mũi mất hết à. Truyền đi, Bắc Lăng Thiên Điện mặt đều phải mất hết. Nhưng, giờ phút này, Bắc Lăng Thịnh nghe vậy nhưng là trong mắt thần mang một thịnh, nhìn như liền phải đáp ứng. Có thể, ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh nhưng là chớp mắt trực tiếp xuất hiện ở Bắc Lăng Thịnh trước người, mở miệng nói, đế quân, lão phu thật lâu không có hoạt động một chút, nếu bên trong nguyên đế quân thích so tài, vậy, liền do lão phu bồi bồi hắn đi. Người nói chuyện, là một tên xương cốt to lớn, đầu tóc bạc trắng, nhìn như, giống như là nông phu ông già, chính là Nhâm lão. Bắc Lăng Thịnh nghe vậy, gật đầu một cái. Nhâm lão tu vi, cũng là sâu không lường được, so với người khác càng có thể ở bên trong nguyên đồ sát trong tay chống đỡ một nén nhang thời gian. Bên trong nguyên đồ sát khẽ mỉm cười, ngược lại là không có phản đối, hắn này tới mục đích là lập uy, đối thủ càng mạnh, tự nhiên càng tốt. Ngay sau đó, hắn lấy ra một cái lư hương bên trên cắm một cây nhỏ thơm, bên trong nguyên đồ sát cong ngón tay bắn ra, vậy nhỏ thơm liền đốt đốt. Vô số Bắc Lăng Thiên Điện đệ tử đều là vô cùng khẩn trương nhìn một màn này. Quan hệ này chính là Bắc Lăng Thiên Điện mặt mũi à. Bên trong nguyên đồ sát nhìn Nhâm lão, nhàn nhạt nói, lão gia, chuẩn bị xong chưa? Nhâm lão nghe vậy, ánh mắt vô cùng ngưng trọng, ngoài miệng nhưng là cười lạnh nói, thằng nhóc, phóng ngựa đến đây đi, lão phu, đã sớm muốn giáo huấn ngươi một chút cái này trong mắt không người người. Bên trong nguyên đồ sát cười lạnh một tiếng. Trong tay ánh sáng chớp mắt, xuất hiện một thanh trường kiếm toàn thân màu vàng nhạt, trên thân kiếm, lượn lờ một đạo ánh sáng tím. Một khắc sau, bên trong nguyên đồ sát chính là tiện tay một kiếm hướng Nhâm lão đánh tới. Một kiếm này nhìn như, vô cùng là tùy ý, tựa như không có đủ bất kỳ uy thế gì, nhưng, bầu trời bên trong một đám cường giả nhưng là không khỏi con ngươi co rúm một cái. Thật là mạnh, bên trong nguyên đồ sát một kiếm này. Hàm chứa vô cùng sợ hãi đạo vận. Kiếm đạo vận. Hơn nữa, cái này vẫn là độc nhất vô nhị, quá chân cảnh cường giả cũng có thuộc về mình đạo. Bên trong nguyên đồ sát nói, chính là đem kiếm ác liệt, giết hại, xuyên qua hết thảy ý vận,
cũng tăng lên tới trình độ cao nhất. Một loại chuyên là sát phạt mà sinh đại lộ. Nhâm lão hơi biến sắc mặt, thân thể ngay tức thì xuất hiện một phiến đen nhánh mờ u rùa, vô tận linh lực, bơm vào đến vậy mờ u rùa bên trong, mờ u rùa đón gió sở trường, ngay tức thì biến thành 3 mét lớn nhỏ, ngăn ở trước người của nó, một loại vô cùng trầm ổn đạo vận, tràn ngập ra. Nhâm lão sở dĩ dám cùng bên trong nguyên đồ sát đánh một trận, không chỉ là bởi vì hắn cảnh giới, hơn nữa, vậy bởi vì hắn đại lộ sở trường phòng ngự. Một khắc sau bên trong nguyên đồ sát kiếm, cùng nhâm lão mờ u rùa ầm ầm đụng nhau. Một đạo ánh sáng màu vàng ngay tức thì bộc phát ra, cuồn cuộn đợt khí hướng bốn phía vào tới, Bắc Lăng Thiên Điện hộ sơn đại trận, ngay tức thì mở, nếu không phải đại trận này tồn tại, sợ rằng không thiếu đệ tử đều phải ở dư âm bên trong bị thương. Giờ phút này, đám người ngưng mắt nhìn không chung, nhưng là rối rít sắc mặt biến đổi. Chỉ gặp, vậy nhìn như cứng rắn vô cùng vỏ rùa bên trên, lại là trong chăn nguyên đồ sát một kiếm này đánh ra một cái lớn chừng ngón cái trống rỗng. Mà ở mờ u rùa sau nhâm lão, sắc mặt nhưng là khó coi tới cực điểm, hắn trên bả vai, giờ phút này nhiều hơn một cái lỗ máu, bên trong nguyên đồ sát không hổ là đế quân tồn tại, một kiếm kia uy thế cường hãn vô cùng. Nhất kích liền đem nhâm lão bả vai hoàn toàn xuyên thủng. Bên trong nguyên đồ sát nhưng là cười, hắn trong mắt lóe lên lau một cái vẻ tàn nhẫn, thân hình ngay cả động, không ngừng hướng nhâm lão công tới, trong tay trường kiếm màu vàng, giống như mặt trời vậy thả bắn ra vạn trượng ánh sáng. Mà bên trong nguyên đồ sát mỗi một lần ra tay, tất nhiên cũng sẽ ở nhâm lão trên mình mang theo một đóa máu bắn tung. Trên mặt hắn thậm chí còn mang nụ cười nhẹ nhõm. Thời gian đảo mắt, nhâm lão trên mình đã là máu tươi đầm đìa một mảnh à. Trong mắt mọi người đều là nổi lên vẻ tuyệt vọng, bọn họ đã nhìn ra, bên trong nguyên đồ sát cái này căn bản là ở cầm nhâm lão luyện tập, không ngừng tổn thương, hành hạ nhâm lão à. Hai người thực lực căn bản không ở một tầng thứ, nếu như, hắn muốn đánh bại nhâm lão, ba chiêu trong khoảng liền có thể làm được. Có thể, bên trong nguyên đồ sát nhưng giống như là trêu đùa con mồi mèo vậy. Phải đem nhâm lão giết hại đến một khắc cuối cùng, lại đem hắn đánh bại. Không tới nửa nén hương thời gian, tất cả mọi người đã không đành lòng nhìn xuống. Giờ phút này, một tên trưởng lão mặt đầy vẻ bực tức, rốt cuộc nhìn không nổi nữa, quát to, Diệp thần, cho ta cút ra đây, không thấy được, nhâm lão vì ngươi đã người bị thương nặng liền sao. Một tiếng này gầm lên, ngay tức thì khơi dậy thiên tầng lãng. Vô số thiên điện đệ tử, đều là đôi mắt ứ máu. Vô cùng chán ghét quá to, đáng chết rác rưởi, cút ra đây. Là người đàn ông nói, mình trêu chọc sự việc, liền mình gánh vác, không nên để cho trưởng bối, tới vì ngươi kháng. Ha ha, còn thiên tài gì, hiện tại, biến thành con rùa đen rúc đầu. Đối với Diệp thần lên án, tiếng mắng, bên tai không dứt. Bên trong nguyên đồ sát nghe vậy, nụ cười bộc phát chơi mùi. Giờ phút này, Thái Tuyệt Điện. Chuông tinh bên trong các. Cuồn cuộn yêu khí giống như cá voi hút nước vậy sáp nhập vào trong cơ thể, hắn mở hai mắt ra, trong mắt đã biến thành mắt dọc, lóe lên tia sáng yêu dị, bây giờ Diệp thần, cả người yêu khí cuồn cuộn, không biết, còn tưởng rằng là nơi nào đi ra ngoài đại yêu đâu. Hắn khóe miệng dương lên một nụ cười, trong cơ thể, tràn đầy mênh mông lực lượng. Diệp thần lẩm bẩm, thành công luyện hóa trong 1% huyền yêu tinh huyết, thân thể tố chất, sinh mệnh lực, lực lượng, yêu lực các phương diện. Đều có tăng lên không nhỏ, đặc biệt là yêu lực. Yêu lực càng mạnh, hắn linh khí lại càng mạnh. Diệp thần đối với Tiểu Hắc hỏi, Tiểu Hắc, lần này, nếu như ngắn ngủi mở luân hồi huyết mạch, ta có thể đạt tới hạng chiến lực. Tiểu Hắc nói, chủ nhân, hậu quả sẽ tương đối nghiêm trọng, nhưng mới có thể tạm thời đạt tới nửa bước quá chân cảnh chiến lực. Nhưng, ma linh có khai thiên linh khí chân thực quá thiếu, cho nên, chỉ có thể duy trì một cái chớp mắt. Chủ nhân phải nghĩ lại à? Một cái chớp mắt nửa bước quá thật, nhưng phải bỏ ra giá cực lớn. Ngay tại lúc này, Diệp thần đột nhiên thần sắc động một cái, nghe được vô số thiên điện đệ tử, đối với mình tức giận mắng. Hắn sắc mặt đông lại một cái, thần niệm ngay tức thì gào thét ra, rất nhanh hắn liền phát hiện trọng thương nhâm lão. Diệp thần kêu lên một tiếng nói, nhâm lão. Lúc này, thân hình chớp mắt, liền hướng quảng trường chỗ chạy như bay. Giờ phút này, một nén nhang thời gian. Bất quá mới qua một nửa, có thể nhâm lão thân thể đã gần như mình đầy thương tích, bên trong nguyên đồ sát nhưng không chút nào dừng tay ý. Bắc Lăng Thiên Điện mọi người đã là nổi cơn giận dữ,
Bắc Lăng Thịnh chặt chẽ nhìn chằm chằm bên trong Nguyên Đồ Sát, cặp mắt đã một phiến đỏ tươi. Nếu không phải bởi vì Nhâm lão một mực cho hắn thần niệm truyền âm ngăn cản hắn, hắn đều phải trực tiếp xông lên và bên trong Nguyên Đồ Sát liều mạng. Mà vô số Thiên Điện đệ tử, trong mắt đều là nồng nặc thất vọng, không phải là đối Nhâm lão thất vọng, mà là đối với Diệp Thần. Loại thời điểm này, Diệp Thần còn muốn làm con rùa đen rút đầu. Bọn họ không ngừng tức giận mắng chỉ là khơi thông bất mãn trong lòng. Diệp Thần, ngươi chỉ dám ở Thiên Điện đệ tử trước mặt phách lối sao? Làm sao, bên trong Nguyên Đồ Sát tới, ngươi liền đã có kinh nghiệm. Lúc đầu ngươi cuồng, cũng phân là người à. Xem ra, Diệp công tử, so chúng ta tưởng tượng, muốn bình tĩnh được hơn à. Thải Hà các bên trong, đảm nhiệm Thải Hà đã lệ rơi đầy mặt, nàng nhìn trước mặt Ninh Xích Âm nói, tỷ tỷ. Để cho ta đi ra ngoài, Nhâm lão đã không nhanh được à? Nhâm lão là nhìn nàng lớn lên, đối với nàng mà nói, giống như là gia gia vậy tồn tại. Giờ phút này, Ninh Xích Âm cũng là sắc mặt âm trầm, cả người hơi thở, cũng nóng nảy, có thể, nàng nhưng liều mạng đè nén, đối với Ninh Thải Hà lắc đầu nói, Nhâm lão, không cho phép chúng ta nhúng tay. Trong mắt của hai người, trừ tức giận ra, mơ hồ còn có vẻ thất vọng, các nàng giống vậy đang suy nghĩ. Tại sao Diệp Thần còn không xuất hiện? Ở Ninh Thải Hà cùng Ninh Xích Âm trong lòng, Diệp Thần tuyệt không phải như vậy sẽ để cho những người khác tới vì mình phụ trách, trả tiền người à. Có thể cho tới giờ khắc này, Diệp Thần nhưng còn chưa đi tới quảng trường bên trong, chẳng lẽ, hắn thật sợ? Chẳng lẽ, hắn cuồng, hắn ngạo, cũng có ranh giới cuối cùng? Nếu như quá chân cảnh cường giả, nhúng tay cuộc chiến đấu này, có thể hay không đánh bại bên trong Nguyên Đồ Sát trước không nói? Dẫu sao, vậy chim thương ưng trên lưng, còn có rất nhiều bên trong Nguyên Thiên Điện cường giả đang xem cuộc chiến. Mấu chốt là, hiện đang xuất thủ, bên trong Nguyên Đồ Sát có thể trực tiếp đem Nhâm lão đánh chết. Bọn họ không kham nổi cái này nguy hiểm, duy nhất có thể cứu đảm nhiệm phương pháp cũ, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Thần xuất hiện. Có thể, Ninh Xích Âm cùng Ninh Thải Hà mặc dù rất muốn tin tưởng Diệp Thần, nhưng, lý trí tựa hồ ở nói cho các nàng biết, Diệp Thần sẽ không xuất hiện. Các nàng có chút nhìn lầm người. Có thể, ngay tại lúc này, quát to một tiếng giống như sấm vậy, ở Bắc Lăng Thiên Điện nổ vang. Dừng tay. Cái này hét lớn bên trong, toàn bộ Bắc Lăng Thiên Điện đều yên tĩnh lại, chỉ gặp, một bóng người cực nhanh chớp động tới, ngay tức thì, xuất hiện ở trên bầu trời. Vô số đệ tử hướng bóng người kia nhìn, đều là đôi mắt sáng lên. Là Diệp Thần. Diệp Thần, rốt cuộc đã tới. Diệp Thần nhìn vết thương chồng chất Nhâm lão, ánh mắt ngay tức thì âm hàn liền xuống, quay đầu nhìn về phía đang cười lạnh đánh giá mình bên trong Nguyên Đồ Sát, trong mắt bạo phát ra sát ý điên cuồng. Tiểu tử! Nhâm lão có chút suy yếu nói, đừng xung động, lão phu, không có sao. Mà vậy một đám Thiên Điện đệ tử, ánh mắt rối rít rơi vào Diệp Thần trên mình, bọn họ thật là tò mò, truyền thuyết này bên trong ngạo đến cực hạn thanh niên. Ở bên trong Nguyên Đồ Sát cái loại này cường giả đỉnh phong trước mặt, còn có thể tiếp tục ngạo đi xuống sao? Bên trong Nguyên Đồ Sát chậm rãi thu hồi còn ở trường kiếm nhỏ máu, lạnh lùng nói, thằng nhóc, đem thần xa cánh toàn bộ giao ra, một nén nhang thời gian, còn chưa tới đâu, chúng ta còn có thể tiếp tục cắt tha đi xuống. Trước khi tới, bên trong Nguyên Đồ Sát liền nghe ngóng Diệp Thần tính cách, hắn rất rõ ràng làm sao mới có thể đem Diệp Thần bước ra. Diệp Thần nghe vậy. Nhưng là cười, vô cùng là âm hàn cười. Nguyên bản, hắn quả thật dự định đem thần xa cánh bên trong một nửa vẫn còn cho bên trong Nguyên Đồ Sát, nhưng, hiện tại hắn thay đổi chủ ý. Bên trong Nguyên Đồ Sát, không xứng. Diệp Thần hít sâu một hơi, đối với bên trong Nguyên Đồ Sát mở miệng nói, bên trong Nguyên Đồ Sát, ngươi không phải thích so tài sao? Cùng ta luận bàn một chút, như thế nào? Trong chốc lát, toàn bộ Bắc Lăng Thiên Điện người đều là mặt lộ vẻ khó tin. Diệp Thần đang nói gì à? Mới vừa rồi, còn ở làm con rùa đen giúp đầu, hiện tại, thì phải và bên trong Nguyên Đồ Sát so tài. Đồng thời nhân cách sao? Đây hoàn toàn là tự tìm cái chết à? Bất quá, một nhóm người trên mặt nhưng là hiện lên nụ cười cùng tàn nhẫn. Bọn họ ước gì Diệp Thần chết, những người này, hoặc là cùng Diệp Thần có thù oán, hoặc là, gặp không quen Diệp Thần ưu tú, hoặc là, ghen tị Diệp Thần cùng Ninh Thải Hà quan hệ. Bọn họ đều hy vọng Diệp Thần chết, chết được càng thảm càng tốt. Mà Nhâm lão và Bắc Lăng Thịnh chính là đồng thời quát lên, thằng nhóc,
nói nhăng gì đó, cho ta cút. Cái này bên trong Nguyên Đồ Sát, không phải đối thủ của lão phu. Diệp Thần, ngươi càn rỡ, nơi này, nơi nào đến phiên ngươi ra tay, trở về Thái Tuyệt Điện. Bọn họ sợ chính là loại chuyện này à? Bắc Lăng Thịnh thân hình chớp mắt, liền chắn Diệp Thần trước người, hắn thấp giọng nói, thằng nhóc, ngươi điên rồi sao? Chẳng lẽ, ngươi muốn cho Nhâm lão tâm huyết uổng phí sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Có thể, làm hắn chạm đến Diệp Thần ánh mắt lúc nhưng là không khỏi được ánh mắt chớp mắt. Diệp Thần ánh mắt, vô cùng kiên quyết. Diệp Thần nghiêm túc mở miệng nói, đế quân, tin tưởng ta có nắm chắc. Bắc Lăng Thịnh chặt chẽ cắn răng, nội tâm điên cuồng vùng vẫy, lý trí nói cho hắn, muốn ngăn cản Diệp Thần. Diệp Thần đối với bên trong Nguyên Đồ Sát, tuyệt đối không có bất kỳ sống sót có thể à. Có thể, tiếp tục như vậy nữa, Nhâm lão có thể thật phải bỏ mạng ở bên trong Nguyên Đồ Sát dưới kiếm, Bắc Lăng Thịnh lại không khỏi phải nghĩ phải tin tưởng. Tin tưởng Diệp Thần, có thể sáng tạo kỳ tích. Ngay tại lúc này, Diệp Thần thân hình chớp mắt trực tiếp thoảng qua Bắc Lăng Thịnh, từng bước, đạp không mà đi, đi tới bên trong Nguyên Đồ Sát trước mặt, mở miệng nói, người ta, so tài. Một chiêu định thắng bại, một chiêu sau đó, nếu như ta còn sống, ngươi lăn ra khỏi Bắc Lăng Thiên Điện, nếu như ta chết, ta Bắc Lăng Thiên Điện sẽ không truy cứu ngươi bất kỳ trách nhiệm, hơn nữa, ngươi có thể được tất cả thần xa cánh, như thế nào? Bắc Lăng Thiên Điện đám người nghe vậy, đều là sắc mặt biến đổi. Cái này điều kiện, Diệp Thần đơn giản là cho mình đào hố à? Mới vừa, giữ nguyên chức lão đều bị bên trong Nguyên Đồ Sát một kiếm đánh cho bị thương. Đổi thành Diệp Thần đều phải trực tiếp tan thành mây khói chứ. Mà vậy chim thương ưng trên lưng một đám bên trong Nguyên Thiên Điện người, chính là rối rít phá lên cười. Thằng nhóc này chính là cái gọi là Bắc Lăng Thiên Điện yêu nghiệt. Ngu xuẩn thành cái bộ dáng này, có thể có tiền đồ gì? Bên trong Nguyên Đế Quân Đại Lộ, vốn chính là lấy lực công kích nổi danh à, còn muốn một chiêu định thắng bại. Một chiêu, hai chiêu, có khác biệt sao? Đối mặt Diệp Thần loại phế vật này, một chiêu đủ để trong nháy mắt giết hắn trăm nghìn lần chứ. Ở bọn họ xem ra, Diệp Thần đầu óc, bị chó ăn, không đủ gây sợ hãi. Bên trong Nguyên Đồ Sát cũng là cân nhắc đánh giá Diệp Thần, đột nhiên, hắn vung tay lên, đem vậy lư hương, thu vào nói tốt, thằng nhóc, ta đáp ứng ngươi. Bắc Lăng Thịnh, giờ phút này đã đỡ Nhâm lão, đang là hắn chữa thương, Nhâm lão thở dài một tiếng nói, đế quân, ngươi hẳn ngăn cản hắn. Hắn biết, mới vừa Bắc Lăng Thịnh do dự, nếu không, Diệp Thần không có xuất thủ cơ hội, dưới mắt, khoảng cách này, bọn họ muốn ngăn cản bên trong Nguyên Đồ Sát cùng Diệp Thần chiến đấu, đã có chút khó khăn. Dẫu sao, nếu bàn về tốc độ xuất thủ, tại chỗ sợ rằng không người nào có thể vượt qua bên trong Nguyên Đồ Sát, chỉ cần bọn họ động một cái, bên trong Nguyên Đồ Sát liền sẽ lập tức động thủ đi. Mà dựa theo Diệp Thần lập được ước định, nếu như hắn chết ở cái này dưới một chiêu, Bắc Lăng Thiên Điện người, không cách nào truy cứu. Bắc Lăng Thịnh gắt gao siết quả đấm, xương đều phải bóp nát. Hắn rất rõ ràng, Diệp Thần quyết định cái loại này đối với mình xem vô cùng là bất lợi quy củ, là vì để cho Bắc Lăng Thiên Điện, không cùng bên trong Nguyên Thiên Điện sinh ra mâu thuẫn. Tất cả ân oán, Diệp Thần cũng một người vác. Trên quảng trường, không thiếu đệ tử nhìn Diệp Thần ánh mắt, một thời gian cũng là có chút tôn kính đứng lên. Mặc dù, bọn họ biết Diệp Thần chết chắc, nhưng, chỉ ít cũng là vì Bắc Lăng Thiên Điện mà chết, đáng tôn trọng, không phải sao. Thải Hà các bên trong, Ninh Thải Hà đã là mặt đầy nước mắt, nàng hy vọng Diệp Thần xuất hiện, cũng không phải là hy vọng, Diệp Thần cứng rắn hãn bên trong Nguyên Đồ Sát à. Ninh Xích Âm, cũng là sắc mặt trầm ngưng, lẩm bẩm nói, Diệp tiểu tử, ngươi nhất định có thể còn sống, đúng không? Đúng cái thiên địa, đều yên tĩnh lại. Vô số cặp mắt cũng đang chăm chú nhìn bầu trời bên trong hai đạo thân ảnh. Chính là Diệp Thần cùng bên trong Nguyên Đồ Sát. Cái này giữa hai người chiến đấu, nhìn như, thật là không tưởng tượng nổi, giống như là rồng thần đối với con kiến hôi vậy. Bên trong Nguyên Đồ Sát, là thiên nhân vực cường giả đỉnh phong, mà Diệp Thần đâu? Bất quá, là một tên hơn 20 tuổi, càn khôn cảnh tồn tại thôi. Cái này, là một chàng vô cùng là không bình đẳng chiến đấu. Bên trong Nguyên Đồ Sát lần này, ngược lại không gấp, chậm rãi nói. Đối mặt ngươi cái loại này con kiến hôi, ta tự nhiên không thể nào động dùng toàn lực, nếu không,
sợ rằng toàn bộ thiên nhân vực cũng sẽ cười nhạo ta ỷ mạnh hiếp yếu, ta sẽ áp chế thực lực. Ta sẽ đem thực lực áp chế ở quá chân cảnh nhất tầng thiên, bởi vì ta tin chắc, như vậy lực lượng tản ra hơi thở, đều đủ để đem ngươi cái này nhỏ rác dưới nghiền nát. Đám người nghe được bên trong nguyên đồ sát áp chế thực lực không khỏi vui mừng, nếu như bên trong nguyên đồ sát áp chế đến còn thật cảnh hậu kỳ, Diệp Thần thật có khả năng sống sót. Nhưng làm nghe phía sau câu nói kia, Bắc Lăng Thiên Điện người tim cũng rét lạnh. Dù là bên trong nguyên đồ sát áp chế đến quá thật nhất tầng thiên, Diệp Thần hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ à. Bên trong nguyên đồ sát nắm chắc phần thắng, nghiền ngẫm mở miệng nói, chuẩn bị xong chưa, con kiến hôi. Diệp Thần cổ tay lộn một cái, trong tay nhiều hơn một chuôi đen nhánh trường kiếm, trên trường kiếm, ánh sao chấm, chính là sát kiếm. Thân hình hắn hơi lui về phía sau, ngưng mắt nhìn bên trong nguyên đồ sát nói, ngươi, xuất thủ trước đi. Lời vừa nói ra, vậy chim thương ưng trên lưng một đám bên trong nguyên thiên điện người lần nữa ôm bụng cười phá lên cười. Thằng nhóc này, là ngại mình chết được còn chưa đủ mau sao. Đối mặt đế quân, còn muốn cho hắn xuất thủ trước. Giống như, chim sẻ và đại bàng so với ai khác bay được cao, còn muốn cho đại bàng trước dậy vội vàng à. Tức cười vô cùng. Bắc Lăng Thiên Điện một đám đệ tử cửa chính là than thở, ở bọn họ xem ra, Diệp Thần là muốn tự mình hy sinh tới bảo vệ Bắc Lăng Thiên Điện. Mà rất ít người chính là mừng rỡ cực kỳ, mặt đầy vẻ chờ mong, sẽ chờ xem Diệp Thần bị nghiền thành thịt vụn một màn kia. Ví dụ như, Từ Thiếu Thiên, Khúc Minh Thạch các người. Bên trong nguyên đồ sát không có cự tuyệt, chỉ là trên mặt vậy nhàn nhạt, nghiền ngẫm nụ cười, nồng nặc hơn một phần. Ừ, thỏa mãn một tí Diệp Thần trước khi chết yêu cầu, coi như là hắn nho nhỏ nhân từ đi. Cuồn cuộn đạo vận, ở bên trong nguyên đồ sát bên người lượn lờ, hắn đôi mắt sâu kín nhìn Diệp Thần, một cổ vô cùng khổng lồ áp lực, ngay tức thì rơi vào Diệp Thần tâm thần bên trên. Cho dù áp chế thực lực, cũng là kinh khủng kinh người à. Diệp Thần thần sắc vô cùng trầm ngưng, hắn sở dĩ để cho bên trong nguyên đồ sát xuất thủ trước, là bởi vì là, mình chỉ có thể duy trì một cái chớp mắt luân hồi huyết mạch à. Nếu như mình chủ động ra tay, mà bên trong nguyên đồ sát, ra tay lúc chậm một phần, như vậy, chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Cho dù hắn gần như bất tử bất diệt, ở cường giả như vậy nhất kích dưới, thân thể bên trong mỗi một cái tế bào, cũng sẽ hoàn toàn mất đi, muốn sống lại cũng không có một chút cơ hội à. Ngay tại lúc này, bên trong nguyên đồ sát, động. Một kiếm ra. Một kiếm này, như cũ chất phác không màu mè. Nhưng, bên trong nguyên đồ sát ra tay nhìn như tùy ý, bình thản, có thể, một kiếm đánh ra ngay tức thì, Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được, cả thiên đạo, đều phải vặn vẹo. Tựa hồ, thiên nhân vực quy luật, mơ hồ đều không cách nào ràng buộc một kiếm này lực lượng à. Ở bên cạnh người trong mắt, bình thường một kiếm. Nhưng giống như một đầu hướng mình nhào tới diệt thế ma thú vậy, kiếm quang chưa đến, cuồn cuộn kiếm uy, liền cơ hồ phải đem hắn thân thể, nghiền là vỡ vụn. Bên trong nguyên đồ sát ngưng mắt nhìn Diệp Thần, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, nói thật, hắn còn có chút mong đợi, Diệp Thần khoe khoang khoác lác sau đó, có thể có cái gì biểu hiện đâu, mặc dù, hắn không nhận là Diệp Thần có thể sống sót, nhưng, chỉ ít vùng vẫy một tí, cho hắn mang đến điểm vui thú. Bây giờ nhìn lại, Diệp Thần liền phản kháng lực lượng, cũng không có à. Quá không thú vị. Mà vô số người thấy Diệp Thần thân thể ở kiếm uy dưới mơ hồ run rẩy, ánh mắt cũng là phai nhạt xuống, chỉ là kiếm uy, đã như vậy, huống chi là một kiếm này bản thân đâu. Mặc dù, Diệp Thần không có bị kiếm uy nghiền nát, đã là vô cùng là yêu nghiệt, thậm chí, rất nhiều còn thật đỉnh cấp cường giả, cũng không dám nói, có thể kháng được ở bên trong nguyên đổ sát kiếm uy. Có thể. Yêu nghiệt đi nữa cũng vô dụng, một kiếm này sau đó, trên đời lại không Diệp Thần. Ngay tại một kiếm này ánh sáng, sắp đem Diệp Thần hoàn toàn chìm ngập lúc đó, Diệp Thần cặp mắt bên trong, nhưng là bỗng nhiên hiện lên hai quả vô cùng phù văn huyền ảo. Nháy mắt tức thì, thời gian, phảng phất định cách, một cổ làm thiên đạo cũng làm thần phục khí tức kinh khủng, từ trong cơ thể bộc phát ra. Tiểu Hắc, mau, cho ta kích hoạt huyết mạch, mau, luân hồi huyết mạch, mở. Nháy mắt tức thì, kiếm kiệu uy áp chế, liền ở hơi thở này bên trong, hoàn toàn bể tan tành, Diệp Thần trong mắt thần mang bạo tránh, thiên yêu thân thể, phần huyết quyết, bách tà thể, hủy diệt đạo ấn, hỗn độn khí diễm vân. Vân, tất cả đều, thi triển đến trình độ cao nhất.
giống như một cái thế giới nặng như lượng sát kiếm, giống như bơi trời tối long nhất vậy, điên cuồng dọn ra vũ. Giờ khắc này, Diệp Thần mơ hồ cảm nhận được, mình lực lượng leo lên tới một người vô cùng giới hạn sau đó, mơ hồ sinh ra một loại biến chất. Cái loại này biến chất, không nói được, đạo không rõ, giống như, hắn lực lượng bên trong, có mình ý thức, linh tính vậy. Mà đây phần linh tính, đủ để làm hắn lực lượng, đột phá phép tắc ràng buộc, thành bội tăng trưởng. Cái này, chính là quá thật thành đạo ý sao? Sợ hãi kiếm quang, kích động ra, khoảnh khắc tới giữa, liền cùng bên trong nguyên đổ sát đánh ra kiếm quang, đụng đụng vào một nơi. Giờ khắc này, tất cả người, đều là vô cùng sợ hãi, ngây ngốc nhìn Diệp Thần, tựa hồ, còn chưa phản ứng kịp, mới vừa Diệp Thần trên mình, bộc phát ra vậy vô tận lực lượng, là thật thực, còn là ảo giác. Giờ phút này, cho dù là bên trong nguyên đổ sát cũng là con người co giúp một cái. Ầm một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, kinh khủng linh áp ngay tức thì cuộn sạch bốn phía, không gian bên trong, điên cuồng bể tan tành trước, từng đạo vết rách, giống như tia chớp, ở nơi này Bắc Lăng Thiên Điện bên trong tràn đầy kéo dài. Hộ sơn đại trận, ánh sáng cuồng tránh, mà ngay lúc này, một đạo thân ảnh giống như ngoài bầu trời vẫn thạch vậy, lấy tốc độ cực nhanh, hướng xuống đất rơi xuống đi, thân ảnh này, không có chút nào ngăn trở xuyên qua hộ sơn đại trận, ầm một tiếng, đập vào mặt đất bên trên. Cái này đập một cái, làm cả Bắc Lăng Thiên Điện đều là điên cuồng run động, tựa như xảy ra 10.000 cấp động đất vậy, những cái kia lấy cực phẩm vật liệu xây xong, vô cùng kiên cố kiến trúc bên trên, đều là ngay tức thì, hiện đầy vết rách, vô số thiên điện đệ tử, đều là mới ngã xuống đất, thậm chí, chỉ là vậy đụng sinh ra sóng trùng kích, liền làm chung quanh đệ tử, miệng phun máu tươi, bị thương không nhẹ. Mà giờ khắc này, Bắc Lăng Thiên Điện trên mặt đất, nhưng là xuất hiện một cái vô cùng thâm thúy trong cái hố sâu, nhìn như, thật là đều phải đem thiên điện đập mặc vậy à. Mọi người thấy cái này trong cái hố sâu, tâm thần đều phải mất đi, thiên điện mặt đất cũng không phải là thông thường đá à, toàn bộ Bắc Lăng Thiên Điện toàn thân đều là lấy loại nào đó cực kỳ kiên cố linh tài xây, có thể đem cái này linh tài cũng đập ra như vậy hố sâu, vậy lực trùng kích không cách nào tưởng tượng. Không người nào có thể ở đụng như vậy dưới, sống sót. Bọn họ ánh mắt run rẩy ngẩng đầu lên, hướng bầu trời bên trong nhìn, chỉ gặp một tên mặt không cảm giác, mặc bạch sam người đàn ông trung niên đang lạnh lùng đứng trên không trung. Cho dù làm xong chuẩn bị tâm tư, giờ phút này, vô số Bắc Lăng Thiên Điện người vẫn là trong lòng chấn động một cái, một loại tuyệt vọng ở trong mắt tràn ngập, sống sót là bên trong nguyên đổ sát. Ninh Thải Hà, Ninh Xích Âm, Nhâm Lão, Bắc Lăng Thịnh các người sắc mặt đều là ngay tức thì trắng bệch. Lần này, Diệp Thần tựa hồ không có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Mà từ Thiếu Thiên, Khúc Minh Thạch, Trương Tử Mân cùng chính là mừng như điên, cái này đáng chết phế vật rốt cuộc chết liền à. Ha ha, còn dám cùng bên trong nguyên đổ sát cao như vậy không thể leo tới tồn tại, so tài. Người không chết, người đó chết. Nghiền chết con kiến, một chiêu hoàn toàn vậy là đủ rồi à. Có thể giờ phút này, bên trong nguyên đổ sát trên mặt nhưng là không có chút nào vui mừng, ngược lại khẽ cau mày, hắn hơi cúi đầu, nhìn mình cầm kiếm tay phải, hộ khẩu chỗ, lại là xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết rách, một vòi máu tươi từ trong đó xông ra. Quá chân cảnh võ giả sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn, nhưng, cái này nhìn như tầm thường thương nhẹ, chẳng biết tại sao, nhưng là thật lâu không có khép lại. Cố nhiên hắn đem từ cảnh giới của mình giảm thấp xuống rất nhiều, nhưng cũng không thể có thể bị một con kiến hôi làm bị thương à. Hắn đầu óc bên trong, không khỏi nhớ lại lúc ấy Diệp Thần trong cơ thể bộc phát ra khó hiểu hơi thở. Đối mặt vậy đạo hơi thở, hắn bên trong nguyên đế quân, thiên nhân vực cao cấp một trong cường giả tồn tại, lại là cảm thấy một chút sợ hãi. Ngay tại lúc này, một đạo tiếng động lạ bỗng nhiên xuất hiện ở Bắc Lăng Thiên Điện bên trong, phá vỡ vốn là yên lặng. Cái này tiếng động lạ xuất hiện ngay tức thì, tất cả mọi người là thần sắc động một cái, theo bản năng hướng tiếng động lạ truyền tới phương hướng nhìn. Bọn họ ánh mắt rơi vào to lớn, hắc ám, tựa hồ sâu không thấy đáy trong cái hố sâu bên trên. Ánh mắt của mọi người ngay tức thì phóng đại, tại sao vậy bên trong cái hố sâu sẽ có thanh âm? Diệp Thần không phải đã chết rồi sao? Một cái vô cùng ý tưởng điên cuồng, đồng thời, ở bọn họ đầu óc bên trong toát ra. Nguyên bản gần như tuyệt vọng Bắc Lăng Thịnh, Ninh Thải Hà các người cũng là ở chốc lát đờ đẫn sau đó, mặt hiện vẻ kích động. Ngay tại lúc này,
một cái tay bỗng nhiên lướt qua mọi người tầm mắt, từ cái hầm kia động bên trong đưa ra, hung hãn chộp vào trong cái hố sâu bên bờ bên trên. Đây là một cái máu tươi đầm đìa, giống như xương trắng vậy, vô cùng là kinh khủng bàn tay. Nhưng, thấy cái bàn tay này ngay tức thì, Bắc Lăng Thịnh đám người ánh mắt nhưng là hoàn toàn sáng. Một khắc sau, một đạo màu đỏ thẫm bóng dáng chậm rãi ở hắc ám bên trong dâng lên, leo ra ngoài vậy nhìn như vực sâu không đáy, lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thấy đạo thân ảnh này nháy mắt, tất cả mọi người trong lòng đều là lộp bộp một tí. Thà nói đây là người, ngược lại không như nói càng giống như là một cái hư hại được cực kỳ nghiêm trọng thi thể. Ở bọn họ xem ra, bất luận là cường hãn dường nào võ giả, thân thể bị tổn thương đến trình độ này vậy sớm đáng chết liền chứ. Có thể hết lần này tới lần khác vô cùng quỷ dị chính là, cái này rõ ràng hẳn chết đi người nhưng là lẳng lặng đứng ở trước mặt bọn họ. Thật giống như, kinh khủng kia thương thế căn bản đối hắn không có bất kỳ ảnh hưởng vậy. Thân ảnh này chủ nhân, dĩ nhiên chính là Diệp Thần. Bất quá, bây giờ Diệp Thần nhìn như đều không phải là thê thảm, mà là kinh khủng. Hắn cả người máu thịt, cơ hồ đều giống như là bốc hơi vậy, chỉ ở trên bộ xương còn sót lại trước chút. Mà nội tạng cũng là bể tan tành không chịu nổi, liền bộ xương kia cũng trải rộng vết rách, nhìn như, tùy thời cũng sẽ tan vỡ tựa như. Có thể hết lần này tới lần khác Diệp Thần khuôn mặt, tương đối mà nói vẫn còn coi xong tốt, đám người còn có thể từ hắn trên khuôn mặt thấy thần sắc lạnh nhạt. Thân thể đều sắp bị đánh bể, vẫn là một phiến rửng rưng. Một màn này, không nói ra được sợ hãi, quỷ dị à. Bất quá, giờ phút này, đối với đám người mà nói. Nhiều hơn chính là rung động. Không có gì sánh kịp rung động. Liền một màn này có bao kinh khủng cũng trực tiếp coi thường. Bởi vì, Diệp Thần lại là thật còn sống. Ở thiên nhân vực tới người cực mạnh bên trong nguyên đồ sát trong tay còn sống à. Mặc dù, nhìn như Diệp Thần là bị nghiền ép, nhưng, có thể sống sót, đã là kỳ tích bên trong kỳ tích à. Giữ nguyên chức lão như vậy quá chân cảnh cường giả cũng không trong chăn nguyên đồ sát gần như nghiền ép sao. Nguyên bản, những cái kia nghi ngờ, châm chọc, cùng với cười trên sự đau khổ của người khác người, giờ phút này, diễn cảm chỉ còn lại kinh hoàng và quỷ dị, đặc biệt là từ Thiếu Thiên các người. Cái này mấy người mặt mũi đã hoàn toàn vặn vẹo, hận không được hiện tại liền xông lên cho Diệp Thần hai kiếm à. Bọn họ nhìn ra được, Diệp Thần mặc dù còn sống, nhưng, trạng thái bây giờ cũng đã đến gần cực hạn, còn kém như vậy từng tia, Diệp Thần liền thật đã chết rồi à. Cái này làm cho bọn họ không cam lòng tới cực điểm. Có thể, không có biện pháp. Bây giờ đối với Diệp Thần ra tay, và tự tìm cái chết không có bất kỳ khác biệt. Đừng nói là bọn họ, chúng liền nguyên đồ sát đều đã không cách nào ra tay, bởi vì liền tại nháy mắt tức thì này, một đám Bắc Lăng Thiên Điện cao tầng đã rối rít chắn Diệp Thần trước người. Diệp Thần ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn bầu trời bên trong nguyên đồ sát, hắn mặc dù bị thương rất nặng, nhưng, ánh mắt bên trong nhưng không có sợ hãi chút nào ý. Chúng liền nguyên đồ sát đều là không nhịn được khen, ngươi, rất tốt. Đây là từ một cái võ giả đối với một võ giả khác thưởng thức. Diệp Thần nhưng là mặt không thay đổi chỉ một cái vết thương chồng chất nhâm lão nói, bên trong nguyên đồ sát, ngươi nhớ, hôm nay ngươi ở lại nhâm lão trên mình mỗi một đạo vết thương, ngày khác, ta Diệp Thần cũng sẽ ở trên mình ngươi đòi lại gấp bội lần. Nợ máu, cần trả bằng máu. Lời vừa nói ra, toàn bộ Bắc Lăng Thiên Điện đều phải làm xôi trào à. Liền liền vậy một đám bảo vệ Diệp Thần cao tầng đều là ngay tức thì ánh mắt sáng choang. Bọn họ quay đầu lại, nhìn về phía vậy cả người gần như bể tan tành, ánh mắt nhưng không chút nào dao động, vô cùng là kiên nghị thanh niên, trong mắt đều là không khỏi được hiện lên kinh ngạc cùng vẻ kích động. Mà những cái kia Bắc Lăng đệ tử thì càng trực tiếp. Trong chốc lát, từng cơn hoan hô ở Bắc Lăng Thiên Điện bên trong bùng nổ. Vô số người đều ở đây quát to trước Diệp Thần tên chữ. Bất luận trước, bọn họ đối với Diệp Thần là ý tưởng gì, giờ phút này, một đám Bắc Lăng đệ tử đã hoàn toàn là Diệp Thần nơi khuất phục. Diệp Thần lại là uy hiếp vậy chí cao vô thượng bên trong nguyên đế quân à. Hơn nữa, vẫn là vô cùng có phân lượng một câu uy hiếp. Hơn 20 tuổi liền có thể ngăn được quá chân cảnh cường giả nhất kích, ai biết Diệp Thần tương lai mới có thể có như thế nào thành tựu. Mấu chốt nhất là, Diệp Thần câu này uy hiếp, câu này tuyên cáo là vì bọn họ Bắc Lăng Thiên Điện bị đánh bị thương trưởng lão còn nói ra à. Đó chính là cho bọn họ Bắc Lăng Thiên Điện ở tăng thể diện.
những thứ này thiên điện đệ tử không hề cũng là người tốt, có thể phần lớn người, ranh giới cuối cùng vẫn phải có, đó chính là, nhất trí đối bên ngoài. Cùng ai cúi đầu đều không hướng người ngoài cúi đầu. Mắt thấy Nhâm lão bị thương, vô số đệ tử đều là tức giận, nếu muốn báo thù, có thể bọn họ không làm được, liền mở miệng cũng không có tư cách. Mà Diệp Thần thay bọn họ nói ra lời muốn nói à. Giờ phút này, Nhâm lão trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ cười khổ, nhưng, nhìn Diệp Thần ánh mắt nhưng là vui mừng. Bắc Lăng Thiên Điện các cao tầng cũng là mặt mỉm cười, trận chiến này, nhìn như Bắc Lăng Thiên Điện người bị thương, nhưng trên thực tế, thắng nhưng là bọn họ Bắc Lăng Thiên Điện. Mà mặc dù có thể thắng, tất cả đều là bởi vì cái đó kiêu ngạo vô cùng Thiên Điện đệ tử. Cái đó, dám can đảm uy hiếp bên trong Nguyên Đồ Sát, tuyên cáo sắp nợ máu trả bằng máu lãnh đạm thanh niên. Cái đó tên là Diệp Thần tuyệt thế yêu nghiệt. Bên trong Nguyên Đồ Sát trầm mặc chốc lát, hắn nhìn Diệp Thần, trong lòng phun trào ra chính là mênh mông ý định giết người, nhưng, hắn biết, hiện tại không thể ra tay. Hôm nay Bắc Lăng Thiên Điện bởi vì Diệp Thần khí thế đại chấn, nếu như bây giờ đối với Diệp Thần ra tay, Bắc Lăng Thiên Điện những lão gia hỏa kia, nhất định có thể so với chó điên còn chó điên hướng hắn nhào tới, dưới tình huống này, liền hắn cũng không dám bảo đảm mình có thể trở lui toàn thân. Hắn thật sâu nhìn Diệp Thần một cái nói, được, ta chờ ngươi. Dứt lời, liền thân hình chớp mắt, lần nữa trở lại chim thương ưng trên lưng, phất tay nói, chúng ta đi. Vậy chim thương ưng nhọn minh một tiếng, liền hướng xa xa bay đi, một đám bên trong Nguyên Thiên Điện người lần nữa phá vỡ không gian mà đi. Lần này, bên trong Nguyên Thiên Điện lại là sát vũ mà về. Mà ở ngắn ngủi yên lặng sau đó, Bắc Lăng Thiên Điện bên trong lần nữa bộc phát một hồi hoan hô. Không ít người nhìn Diệp Thần, ánh mắt đều là nóng bỏng, đã hoàn toàn đem Diệp Thần làm thần tượng à. Một đám Bắc Lăng Thiên Điện cao tầng cũng là vui vẻ ra mặt, có Diệp Thần cái loại này đệ tử, Bắc Lăng Thiên Điện lo gì không thể quật khởi. Diệp Thần hiện tại chính là Bắc Lăng Thiên Điện hy vọng lớn nhất. Nguyên bản, Ninh Xích Âm ngoại lệ nhận Diệp Thần, còn có không thiếu cao tầng đối với Diệp Thần cùng Ninh Xích Âm có ý kiến. Có thể hiện tại nhưng đều biến thành chống đỡ cùng tán thưởng. Ninh Xích Âm, đây là Bắc Lăng Thiên Điện mang về một cái bảo tàng à. Mà giờ khắc này, Bắc Lăng Thỉnh các người nhưng là ánh mắt nhỏ tránh, một khắc sau, liền dẫn Diệp Thần ngay tức thì rời đi quảng trường. Rất nhanh, mấy đạo thân ảnh chớp mắt liền đi thẳng tới một tòa lầu các bên trong. Lầu các này ở vào Bắc Lăng núi thần trên chủ phong, tên là Huyền Y Các. Chính là Bắc Lăng Thiên Điện cao tầng, chuyên dụng chữa thương chỗ. Bắc Lăng Thỉnh các người mang Diệp Thần Phương vừa tiến vào Huyền Y Các, Diệp Thần chính là sắc mặt trầm xuống, oa một tiếng khạc ra búng máu tươi lớn, khí tức cả người cũng uể oải đi xuống. Ninh Xích Âm vội vàng đỡ Diệp Thần, lo âu hỏi, Diệp Thần, người như thế nào? Nàng không để cho Ninh Thải Hà đi theo tới, chính là lo lắng nàng thấy một màn này. Mới vừa, bên trong Nguyên Đồ Sát sau khi đi, những cường giả này rõ ràng cảm thấy, Diệp Thần hơi thở bắt đầu không yên. Quả nhiên, cho dù là Diệp Thần chịu đựng ở bên trong Nguyên Đồ Sát nhất kích vậy trả giá giá không nhỏ. Một hớp này máu khạc ra, tựa hồ để cho Diệp Thần khá là đau đớn, hắn cắn răng chịu đựng nói, quá chân cảnh cường giả công kích, quả nhiên khủng bố, bên trong Nguyên Đồ Sát đánh vào trong cơ thể ta đạo vận giống như là có ý thức vậy, phá hư ta thân thể, thật khó thanh trừ. Nhâm lão nghe vậy, chau mày, có chút tức giận nói, tiểu tử. Ai kêu ngươi đột nhiên đứng ra, ngươi cảm thấy lão phu thật không chống nổi bên trong Nguyên Đồ Sát thằng nhóc kia. Lão phu, còn có hậu thủ không có sử dụng đâu. Hắn gặp Diệp Thần vì mình bị thương, là thật căm tức, cái loại này căm tức, xuất xứ từ trưởng bối đối với vãn bối quan tâm. Bắc Lăng Thịnh cũng là ân cần nói, Diệp Thần, ngươi như thế nào? Ta đã phân phó, đem Huyền Y bên trong các cao cấp chữa thương đan dược toàn bộ đã lấy ra, ngươi yên tâm. Ta Bắc Lăng Thiên Điện đem hết toàn lực cũng sẽ không để cho ngươi có chuyện. Diệp Thần lắc đầu nói, đế quân, không cần như vậy phiền toái, lần này tổn thương phải là có chút nặng, bất quá, cho ta 3 ngày thời gian, ta liền có thể khôi phục. Bắc Lăng Thỉnh các người nghe vậy đều là mặt lộ vẻ cổ quái, thằng nhóc này cũng quá biến thái. Loại thương thế này, đổi thành quá chân cảnh võ giả, cũng cần mấy cái tháng thậm chí mấy năm mới có thể khôi phục chứ. Thậm chí còn có thể lưu lại hậu di chứng. Có thể Diệp Thần đâu. 3 ngày là có thể khôi phục. Cho dù bọn họ biết Diệp Thần nghịch thiên tới cực điểm,
vẫn là lộ ra ánh mắt hoài nghi. Diệp Thần không biết làm sao cười một tiếng nói, ta nói, đều là thật. Hắn ngược lại không phải là phóng đại, lần này, hắn tổn thương được quả thật rất nặng, nếu như vốn là hắn có thể cũng cần nửa tháng đến một tháng thời gian, mới có thể khôi phục. Nhưng, hắn bị thương sau đó, thiên cấp cực phẩm tinh mạch chỗ tốt liền hoàn toàn thể hiện ra. Giờ phút này, hắn tinh mạch không ngừng từ trong hư không hấp thu tinh thần linh lực, mà ngôi sao này linh lực đối với chữa thương lại là không hề nhỏ trợ giúp. Cái này làm cho hắn chữa thương tốc độ tăng nhanh không thiếu. Hơn nữa, thánh thể huyền công sau khi đột phá, Diệp Thần đối với thân thể khôi phục các phương diện cũng là có tiến bộ không ít, hơn nữa, còn có hơn nữa tinh thuần huyền yêu huyết mạch gia trì. Vì vậy, đừng xem hắn bây giờ hình dáng vô cùng là thê thảm, ba ngày hoàn toàn phục hồi như cũ, một chút cũng không khoa trương. Bất quá, vì để đạt được an toàn, Bắc Lăng Thính các người còn chưa cố Diệp Thần cự tuyệt, lấy ra đếm loại thánh dược chữa thương để cho hắn ăn vào. Hơn nữa, Ninh Xích Âm còn mạnh hơn kéo Diệp Thần, tự tay đem loại nào đó chữa thương thuốc dán sức ở hắn toàn thân cao thấp, nên sờ địa phương, chỗ không nên sờ đều bị sờ một lần. Cho dù là Diệp Thần đều bị Ninh Xích Âm cái loại này không cố kỵ gì tính cách làm được mặt đỏ tới mang tai. Bất quá, ngược lại cũng không tính là mâu thuẫn, dẫu sao chỉ từ dung mạo đi lên nói, Ninh Xích Âm cũng không tệ. Lấy Diệp Thần vậy sợ hãi sinh mệnh lực, cộng thêm đếm loại thánh dược chữa thương, một ngày sau, Diệp Thần liền hoàn toàn khôi phục. Như vậy kết quả, có thể nói để cho Bắc Lăng Thịnh các người lần nữa mở rộng tầm mắt. Khỏi rồi sau đó. Diệp Thần liền rời đi Huyền Y Các, quay trở về Thái Tuyệt Điện. Mà vừa đến Thái Tuyệt Điện, Diệp Thần chính là hơi sững sờ, giờ phút này, toàn bộ Thái Tuyệt Điện đệ tử, bao gồm Lý Vô Vọng cũng chờ ở Thái Tuyệt Điện trước cửa, nghênh đón hắn đến. Vậy một đám Thái Tuyệt Điện đệ tử thấy Diệp Thần sau đó, đều là rối rít cúi người chào nói, Diệp sư huynh tốt. Bọn họ thi lễ được, vô cùng là thành khẩn, đầu cơ hồ đều muốn chạm được mặt đất. Lý Vô Vọng cũng là cười ha ha một tiếng nói, ta Lý Vô Vọng thật đúng là thu cái đệ tử giỏi à. Ngô Tín Sam chính là vô cùng kích động địa đối Diệp Thần nói, Diệp sư đệ, bởi vì ngươi, chúng ta Thái Tuyệt Điện hoàn toàn xoay người, hôm nay, chúng ta Thái Tuyệt Điện đệ tử đi ra ngoài, lại vậy sẽ không phải chịu khi dễ à. Bởi vì, cái khác mấy điện các đệ tử, đều biết Thái Tuyệt Điện có một cái Diệp Thần. Vừa nói, hắn hốc mắt lại là đỏ lên nói, Diệp sư đệ. Cảm ơn ngươi, chúng ta rốt cuộc có thể đi ra Thái Tuyệt Điện liền à. Vậy một đám Thái Tuyệt Điện đệ tử, từng cái cũng là giống nhau diễn cảm, có vài người thậm chí đã rơi lệ, bọn họ nhìn Diệp Thần đều là vô cùng được sùng kính. Kể từ hôm nay, Diệp Thần chính là bọn họ chúa cứu thế, là Thái Tuyệt Điện thần. Diệp Thần nhìn một đám Thái Tuyệt Điện đệ tử, trong lòng có chút cảm xúc, đi ra Thái Tuyệt Điện, đây đối với cái khác mấy điện đệ tử mà nói vô cùng phổ thông chuyện. Đối với Thái Tuyệt Điện đệ tử mà nói, cho tới nay nhưng đều là một loại hy vọng xa vời. Mặc dù, Thái Tuyệt Điện đệ tử nhiều hơn thiếu gia nhập thiên điện mang theo chút vận khí, hoặc là quan hệ thành phần, nhưng, bọn họ yêu cầu không hề nhiều, chỉ là xem người khác có thể giống vậy bình thường đi ở trên trời điện bên trong mà thôi, cái này rất quá đáng sao. Cũng may, hiện tại hết thảy cũng không giống nhau. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, hắn nếu đã gia nhập Thái Tuyệt Điện, chính là Thái Tuyệt Điện một phần tử, như vậy, hắn thì có trách nhiệm, để cho Thái Tuyệt Điện lần nữa đứng lên. Diệp Thần nhìn về phía một đám đệ tử, nghiêm túc nói, các vị sư huynh đệ, ta Diệp Thần hướng các ngươi bảo đảm, từ bây giờ về sau, Thái Tuyệt Điện đệ tử, không thể so với bất kỳ một điện đệ tử phải kém. Thậm chí, Thái Tuyệt Điện cái này ba chữ, so bất kỳ một điện đều phải hơn nữa quang vinh, càng làm cho người ta thêm kiêu ngạo. Nếu như dám can đảm có ai, làm nhục Thái Tuyệt Điện, lấn áp ta Thái Tuyệt Điện đệ tử, các ngươi chỉ để ý cho ta đánh lại. Bất kỳ chuyện, có ta vác. Lý Vô Vọng nghe vậy, nhìn Diệp Thần hơn nữa hài lòng, thậm chí là cảm động, có lẽ thu Diệp Thần làm đồ đệ là hắn kiếp này đã làm, lựa chọn chính xác nhất chứ. Mà Thái Tuyệt Điện đệ tử lại là trực tiếp ngưỡng mặt thét dài, khóc, điên cuồng hét lên vậy thét dài, khơi thông nội tâm bên trong, đè ép đã lâu phân uất. Diệp Thần gật đầu một cái. Hắn biết Thái Tuyệt Điện muốn chân tránh đứng lên, dựa vào hắn một người là không đủ, phải tất cả đệ tử cùng nhau lớn lên mới được. Để cho bọn họ lớn lên, bước đầu tiên, chính là giúp bọn họ tìm về huyết tính. Thuộc về võ giả huyết tính. Ở cái thế giới này, không có huyết tính, chỉ có thể làm cả đời cháu trai.
Đông Hoàng Thiên Điện, thần rượu các. Bành đích một tiếng vỡ vang lên, một cái hoa lệ bình rượu ngay tức thì bị đập thành nghiền. Đông Hoàng Vong Cơ mặt đầy gân xanh, vô cùng tức giận nhìn một tên tới bẩm báo Thiên Điện người nói gì sao? Bên trong nguyên đồ sát tên kia, thất bại, không có giết Diệp thần, cũng không có đòi lại thần xa cánh. Tên kia quỳ dưới đất nam tử, cả người run rẩy nói, bẩm đế quân, đúng là như vậy, bất quá, Diệp thần, bị thương nặng. Đông Hoàng Vong Cơ sắc mặt, lập tức âm trầm xuống, trọng thương. Trọng thương, có cái thí dụng. Ngày đó ở Viêm Chân Vực, Diệp thần cũng bị thương thành hình dáng ra sao. Bây giờ còn chưa phải là vui sướng. Không hoàn toàn diệt thằng nhóc này, thương nặng hơn đều vô dụng. Nguyên bản, Đông Hoàng Vong Cơ đều đã bắt đầu chuẩn bị ăn mừng tiệc rượu, ở nơi này chọn rượu ngon đâu, nhưng lại lấy được một cái như vậy tin tức. Thật là, phải đem hắn tức chết à. Hắn chặt chẽ cắn răng, tức giận đồng thời, mơ hồ, còn có một chút kiềm chế, một chút sợ hãi. Diệp thần hôm nay đã có thể chịu đựng bên trong nguyên đồ sát áp chế thực lực một kích. Ai biết, mấy tháng sau đó, hắn sẽ trở thành vừa được cái gì bước à? Phải, mau sớm đem Diệp thần tiêu diệt. Rốt cuộc phải làm sao? Đông Hoàng Vong Cơ, nóng nảy. Ba ngày sau, đang chuông tinh các bên trong tu luyện Diệp thần đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo tiếng chuông du dương ở toàn bộ Bắc Lăng Thiên Điện bên trong quanh quẩn. Diệp thần trên mặt hiện lên vẻ hiếu kỳ. Hắn biết, tiếng chuông này là triệu tập tất cả thiên điện đệ tử ở quảng trường tập hợp tần số. Có chuyện gì muốn triệu tập tất cả người? Một khắc sau, thân hình hắn động một cái, liền rời đi chuông tinh các hướng thiên điện quảng trường đi. Rất nhanh, Diệp thần liền đi tới thiên điện quảng trường, cùng một đám thái tuyệt điện đệ tử đứng chung một chỗ. Không lâu lắm, toàn bộ thiên điện rất nhiều đệ tử cũng đã tập hợp xong. Một tên hơn 30 tuổi, uy nghiêm, quý khí người đàn ông trung niên đi tới trước quảng trường phương ngưng mắt nhìn một đám đệ tử, chính là Bắc Lăng đế quân, Bắc Lăng Thịnh. Bắc Lăng Thịnh thấy mọi người tập trung đông đủ, chậm rãi mở miệng nói, lần này, triệu tập các ngươi tới, là vì tuyên bố một cái tin. Huyền Thiên Bia, lập tức phải lần nữa mở ra. Lời vừa nói ra, toàn bộ quảng trường ngay tức thì náo động, rất nhiều đệ tử đều là mặt hiện vẻ kinh ngạc. Bàn luận sôi nổi, mơ hồ còn mang chút thần sắc hưng phấn. Diệp thần ánh mắt chớp mắt, có chút không rõ ràng, cái này Huyền Thiên Bia là cái gì? Phảng phất là vì giải thích cho hắn nghe vậy, Bắc Lăng Thính tiếp tục mở miệng nói, cái này Huyền Thiên Bia, chính là thời kỳ thượng cổ, lưu lại một kiện kỳ vật, nhìn qua, là một khối trăm xích cao bia đá, đại đa số thời điểm, Huyền Thiên Bia nhìn qua vô cùng phổ thông, chính là một tòa không có bất kỳ chỗ đặc biệt bia đá thôi, nhưng... Một khi đến một cái thời khắc, Huyền Thiên Bia, liền sẽ mở. Huyền Thiên Bia mở lúc đó, nguyên bản không có một vật trên tấm bia đá, sẽ có chữ viết xuất hiện. Chữ viết này, chính là một số người tên chữ. Nói chính xác, là một số người tên chữ bị khắc ở Huyền Thiên trên bia. Hơn nữa, những người này bên trong, có rất nhiều, các người có thể cũng nghe nói qua, thậm chí, là cùng bọn họ biết, mỗi cái ở Huyền Thiên trên bia có thể khắc xuống tên chữ người. Cũng có thể được tiến vào Huyền Thiên Bia tư cách, truyền thuyết, Huyền Thiên Bia bên trong nối liền một cái dị không gian, bên trong không gian này có vô số chân bảo kỳ dấu. Mỗi cái tiến vào Huyền Thiên Bia bên trong võ giả, cũng có thể được một phần truyền thừa, hoặc là một kiện chân bảo. Tóm lại, là một phần đại cơ duyên. Diệp thần nghe vậy, cũng không có lớn vô cùng hứng thú. Nhưng một giây kế tiếp, hắn diễn cảm thay đổi. Bởi vì... Luân hồi mộ địa ở giữa tinh hải thần lại chủ động phát ra âm thanh. Thằng nhóc, chỗ này, người phải đi. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đi. Diệp thần có chút ngoài ý muốn, tinh hải thần tính cách đều là thanh nhã và cao ngạo, nhưng là nhưng vào thời khắc này thất thố. Chẳng lẽ chỗ này và tinh hải thần có liên quan? Cũng hoặc là bên trong có kinh thế bí mật. Diệp thần cảm thấy hứng thú. Nơi đây, hắn không đi không thể. Nhưng vào lúc này, Bắc Lăng Thịnh nhưng là lần nữa mở miệng nói, nhưng, muốn ở Huyền Thiên trên bia khắc xuống tên chữ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, chỉ có thiên phú võ đạo đủ cường đại người, mới được bia khéo léo đồng ý, mà thiên phú càng nghịch thiên, tên chữ xuất hiện ở Huyền Thiên trên bia vị trí liền càng cao. Tiến vào Huyền Thiên bia sau đó, lấy được chỗ tốt vậy càng lớn. Bất quá, ta nhắc nhở các ngươi một câu, mỗi cái người suốt đời chỉ có một lần khiêu chiến Huyền Thiên bia cơ hội, cho nên...
các ngươi tốt nhất ở trạng thái tột cùng nhất hạ tiến hành khiêu chiến. Nguyên bản còn đắm chìm trong hưng phấn bên trong đám người, ngay tức thì bình tĩnh lại. Bọn họ rất rõ ràng, muốn có được bia linh đồng ý có bao nhiêu khó khăn. Có thể gia nhập thiên điện đệ tử, trên căn bản cũng là thiên tài, có thể, cho dù là những thiên tài này, đi trước khiêu chiến huyền thiên bia, cũng có 99% trở lên tỷ lệ không cách nào có được bia linh đồng ý. Thậm chí, đã từng Bắc Lăng thiên điện có bữa bảng đệ nhất yêu nghiệt đi trước khiêu chiến huyền thiên bia, nhưng lấy thất bại chấm dứt sự việc. Có thể đem tên chữ ở lại huyền thiên trên bia, có thể nói đều là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt à. Trong chốc lát, lại là không có một người mở miệng. Cơ hội, chỉ có một lần, đám người tự nhiên đều muốn thực lực mạnh hơn một chút dưới tình huống, khiêu chiến huyền thiên bia, nghe nói, bữa trước bảng đệ nhất yêu nghiệt là có hy vọng lưu danh ở huyền thiên bia trên, chỉ là bởi vì hắn quá nóng nảy, ở chưa có hoàn toàn phát huy ra tiềm lực dưới tình huống, liền tùy tiện khiêu chiến, cho nên, thất bại. Dĩ nhiên, càng nhiều người hơn không nói lời nào, là bởi vì là bọn họ rất rõ ràng, mình căn bản không có một phần hy vọng ở huyền thiên trên bia lưu lại tên chữ. Bắc Lăng Thịnh thở dài một tiếng nói, cái này huyền thiên trên bia lưu lại tên chữ không phải vĩnh cửu, mỗi triệu năm, sẽ cập nhật một lần, triệu năm trước, ta Bắc Lăng thiên điện yêu nghiệt, từng đem tên chữ khắc ghi ở huyền thiên trên bia vị trí thứ nhất, lúc ấy, toàn bộ Bắc Lăng thiên điện, đều là cực thịnh một thời, vô số thiên tài, ở đó tên hấp dẫn dưới, gia nhập Bắc Lăng thiên điện. Nhưng hôm nay, mấy ngàn năm qua, ta Bắc Lăng thiên điện đệ tử tên chữ cũng không có xuất hiện nữa ở huyền thiên bia bên trên. Các người biết cái này ý vị như thế nào không? Bắc Lăng Thịnh ánh mắt, hơi có chút ảm đạm nói, ý vị này, ta Bắc Lăng thiên điện đã đi về phía xa sút, hiện tại, ta hỏi một lần nữa, có ai nguyện ý ở huyền thiên trên bia, khắc xuống tên họ? Nguyện ý người, tiến lên. Một đám thiên điện đệ tử, lần nữa yên lặng, mặc dù, bọn họ cũng không muốn nhìn Bắc Lăng thiên điện suy thoái, cũng không người nguyện ý dùng mình tiến vào huyền thiên bia cơ hội làm tiền đặt cuộc. Bọn họ đều hy vọng ở mình trạng thái tột cùng nhất tiến hành khiêu chiến. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh vượt qua đám người ra, chậm rãi đi tới trước mặt mọi người. Đám người hướng đạo thân ảnh kia nhìn, nhưng là hơi sững sờ, người này chính là Diệp Thần. Tất cả người, thậm chí bao gồm Bắc Lăng Thịnh cũng có chút bất ngờ. Phải biết, Diệp Thần hiện tại mới hơn 20 tuổi, còn có rất nhiều thời gian tới thực hiện mình tiềm lực à. Căn cứ điều tra, tiến hành huyền thiên bia khắc tên, cao nhất tuổi tác, ở 1.000 tuổi trong phạm vi, 1.000 tuổi bên trong, tuổi tác thêm được không hề coi là quá lớn. Huyền thiên bia mặc dù mỗi lần mở ra thời gian cách nhau không nhất định, nhưng, đại đa số dưới tình huống, mỗi trăm năm cũng sẽ mở một lần. Diệp Thần coi như muốn tiến hành khắc tên, tốt nhất vậy phải chờ tới lần sau huyền thiên bia mở à. Bắc Lăng Thịnh khẽ cau mày nói, Diệp Thần, người xác định ngươi muốn hiện tại liền tiến hành khắc tên. Diệp Thần mặc dù rất nghịch thiên, nhưng, cơ hội chỉ có một lần, liền liền Bắc Lăng Thịnh vậy hy vọng Diệp Thần ở cao nhất trạng thái tiến hành khắc tên. Diệp Thần chỉ là nhàn nhạt đáp, đúc lại Bắc Lăng vinh quang, ta thế hệ không thể thoái thác. Ta, tất nhiên sẽ ở huyền thiên bia cao nhất vị trí, khắc dưới mình tên chữ. Giọng nói mặc dù bình thản, có thể, một câu nói này, nhưng hoàn toàn đốt mọi người tâm trạng à. Liền liền Bắc Lăng Thịnh đều là trong mắt thần quang bạo tránh, mơ hồ đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Thiên điện suy thoái, cũng không đáng sợ, đáng sợ phải, không có người có thể đứng ra. Trong chốc lát, Bắc Lăng Thịnh đáy lòng cũng là dâng lên một cổ hào khí. Hắn bỗng nhiên vừa quay đầu, đối với một tên thiên điện sứ giả nói, truyền lệnh xuống, chiêu cáo thiên nhân vực, Bắc Lăng thiên điện Diệp Thần đem khắc tên huyền thiên bia, cách triệu năm, ta Bắc Lăng thiên điện đệ tử đem trở lại đỉnh cấp, lại xuất hiện năm đó huy hoàng. Lần này, không chỉ là thiên điện đệ tử cửa, liền những cao tầng kia đều là mặt lộ vẻ kinh sợ. Đế quân đây là cấp cho Diệp Thần tạo thế à? Đồng thời cũng là chấn nhiếp. Lời nói này truyền đi, thì chẳng khác nào Bắc Lăng thiên điện đã ngay trước toàn bộ thiên nhân vực tỏ thái độ, Diệp Thần là Bắc Lăng thiên điện coi trọng nhất đệ tử, nếu ai dám động Diệp Thần, tức chính là vì mặt mũi, Bắc Lăng thiên điện vậy sẽ không chết không thôi. Nếu không, liền một cái coi trọng nhất đệ tử cũng không bảo vệ được, còn có ai nguyện ý gia nhập Bắc Lăng thiên điện. Dẫu sao, Diệp Thần chiêu chọc người có thể đều không phải là giống vậy nhân vật. Năm đại thiên điện bên trong có thể nói đã chiêu chọc hai cái nửa. Dĩ nhiên, làm như vậy, có chỗ tốt vậy có nguy hiểm,
Chỗ tốt là, một khi Diệp Thần thật thành công khắc tên Huyền Thiên Bia thứ nhất, như vậy, Bắc Lăng Thiên Điện danh vọng, trong chốc lát sẽ bị đẩy lên cực điểm, một khi nạp mới, vô số thiên tài rất có thể cũng sẽ chen chúc tới. Rất có thể, nghênh đón một cái giai đoạn tính bùng nổ thức phát triển. Nhưng, nguy hiểm phải, nếu như Diệp Thần thất bại, Bắc Lăng Thiên Điện liền mặt mũi quét sân, sợ rằng, còn phải tiếp tục sa sút đi xuống, thậm chí có thể lâm vào là trò cười. Có thể gặp, Bắc Lăng Thịnh đối với Diệp Thần có bao nhiêu được tín nhiệm. Diệp Thần, ngược lại là lơ đễnh, đối với thiên phú, hắn vẫn có chút tự tin. Sáng sớm ngày thứ hai, một tòa thật to phi thuyền, liền ở Bắc Lăng Thiên Điện bên trong dâng lên, phi thuyền bên trên đứng không ít người, có đi trước hội khác tên thiên bảng yêu nghiệt, cũng có rất nhiều thiên điện cao tầng. Bắc Lăng Thịnh, Nhâm Lão, Ninh Xích Âm, cũng ở trong đó. Sở dĩ, phái ra nhiều cao thủ như vậy, mục đích chỉ có một, đó chính là bảo vệ Diệp Thần. Muốn Diệp Thần mạng người, cũng không thiếu. Một khắc sau, vậy phi thuyền run lên, liền hóa thành một đạo lưu quang, ngay tức thì biến mất ở trong hư không. Nam Tiêu Thiên Điện, thành lập ở mây mù chỗ sâu, giờ phút này, một đóa băng vân đang bao phủ một tòa lầu các. Vậy băng vân điên cuồng xoay tròn, tản ra kinh người khí lạnh, cái này cuồn cuộn khí lạnh, mơ hồ lại là đem toàn bộ Nam Tiêu Thiên Điện đều phải băng che lại vậy. Ngay tại lúc này, vậy khí lạnh bỗng nhiên thu lại, toàn bộ biến mất ở gác lửng bên trong. Mà ở trước lầu đứng một tên khí độ bất phàm nam tử, chính là Nam Tiêu Nghe Tiếng. Giờ phút này, Nam Tiêu Nghe Tiếng khóe miệng lộ ra một vẻ mỉm cười. Ca kêu một tiếng, lầu các cửa mở ra, một tên thanh niên từ gác lửng bên trong đi ra. Thanh niên này tướng mạo gọi là anh Tuấn, chỉ là, tóc dài hoàn toàn biến thành màu trắng bạc, thanh niên này trên mặt không có gì đặc biệt thần sắc, nhưng không khỏi cho người một loại trình độ cao nhất cảm giác lạnh như băng. Người này là Lục Băng. Lục Băng cả người, hôm nay đều có chút biến hóa không nhỏ, nhưng, để cho người sợ hãi là hắn hơi thở. Lục Băng bất ngờ đã đột phá, hơn nữa, vẫn là còn thật cảnh tầng 8 thiên. Cái này tu vi có thể còn không phải là hắn thực lực, Lục Băng bây giờ có được cực mạnh lá bài tẩy và vượt cấp năng lực. 400 tuổi, còn thật cảnh tầng 8 trời, thiên phú này, cho dù ở năm đại thiên điện bên trong, sợ rằng cũng không có quá nhiều người có thể vượt qua à. Trong thời gian ngắn ngủi, lục nước đá tăng lên quá khủng bố. Lục Băng hướng về phía trước cửa Nam Tiêu Nghe Tiếng hành lễ nói, sư tôn. Nam Tiêu Nghe Tiếng nhìn Lục Băng, trên mặt vui mừng bộc phát nồng nặc nói, được, không nghĩ tới, ngươi lại là thức tỉnh truyền thuyết bên trong băng vân thần thể. Cái này thần thể cho dù ở thời đại thượng cổ cũng là cao cấp thể chất, thậm chí, đặt ở thái thượng thế giới bên trong, cũng coi như không tệ. Mấu chốt nhất là, băng vân thần thể, cùng ta Nam Tiêu Thiên Điện bên trong một vị lão tổ truyền thừa vô cùng là phù hợp. Hôm nay, ngươi thành công lấy được truyền thừa, không chỉ có thực lực đột nhiên tăng mạnh, tiềm lực lại là áp đảo vô số yêu nghiệt bên trên. Hôm nay, Lục Băng thần thể thức tỉnh sau đó, lại lấy được truyền thừa, tựa hồ liền tâm tính cũng đổi được giống như băng cứng vậy. Giờ phút này, đối mặt Nam Tiêu Nghe Tiếng khen, Lục Băng chỉ là nhàn nhạt nói, tạ ơn sư tôn. Đệ tử, ổn thỏa sẽ không phụ lòng sư tôn đối với ta kỳ vọng. Nam Tiêu Nghe Tiếng nghe vậy, nhìn lục nước đá ánh mắt hơn nữa hài lòng đứng lên, mỉm cười nói, theo ta tới. Một khắc sau, hai người liền xuất hiện ở một tòa cung điện bên trong, cung điện này trống rỗng, duy nhất có thể quá hấp dẫn con mắt chính là trong cung điện tim chỗ, một khối trên tế đàn thờ phụng một chuôi bảo kiếm. Bảo kiếm này, toàn thân giống như do bông tuyết chế tạo, tản ra trình độ cao nhất sắc bén. Lục Băng ánh mắt chớp mắt nói, sư tôn, đây là... Nam Tiêu Nghe Tiếng nói, thanh kiếm này, tên là Hàn Trời, chính là năm đó tên kia lão tổ lưu lại thần kiếm, hiện tại, nó là tài sản của ngươi, không muốn bôi nhọ nó, lão tổ năm đó, cầm Hàn Thiên Kiếm, uy hiếp liền một cái thời đại. Cho dù hôm nay, Lục Băng đã tim như Hàn Băng, trong mắt cũng là không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Cái này Hàn Thiên Kiếm chính là thiên nhân vực chân chính thần khí à? Cái loại này thần khí, bản thân đã ngưng tụ ra quy luật đạo ý, được gọi là quy luật thần khí. Giờ phút này, đang có hai đạo huyền ảo vô cùng quy luật phù văn, lượn lờ Hàn Thiên Kiếm xoay tròn, trong đó tản ra chập chờn, cho dù là Lục Băng đều cảm thấy một chút sợ hãi. Hàn Thiên Kiếm, chính là một chuôi cấp 2 quy luật thần khí. Quy luật phẩm cấp càng cao, quy luật thần khí lực lượng, liền càng khủng bố.
nhất phẩm thấp nhất, cấp 9 mạnh nhất. Cấp 2 quy luật thần khí, đã rất nghịch thiên, một ít quá chân cảnh cường giả, thậm chí liền nhất phẩm quy luật thần khí cũng không có. Mà một ít cấp 9 quy luật thần khí đều có thể và thái thượng thế giới rơi xuống thiên kiếm như nhau. Nam Tiêu nghe tiếng đem Hàn Thiên kiếm gỡ xuống, giao cho Lục Nước đá trong tay, nhàn nhạt nói, Lục Băng, ở ngươi bế quan đoạn thời gian này, Huyền Thiên Bia đã mở ra. Lục Băng ánh mắt chớp mắt nói, Sư Tôn, lấy ta bây giờ thực lực, ta có tự tin ở Huyền Thiên Bia bên trên khắc tên. Hắn khóe miệng dương lên lau một cái ngạo nghễ nụ cười, hôm nay, Huyền Thiên Bia thứ nhất, cần phải là bên trong Nguyên Thiên Điện yêu nghiệt, Võ Thanh Minh, nếu là lấy đi, Lục Băng tuyệt sẽ không có vượt qua Võ Thanh Minh ý tưởng. Nhưng hiện tại, Lục Băng nhưng có thể có cơ hội đối kháng Võ Thanh Minh. Nam Tiêu nghe tiếng đột nhiên có chút cân nhắc cười một tiếng nói, không chỉ có như vậy, Diệp Thần, lần này cũng sẽ ở Huyền Thiên trên bia khắc tên, hơn nữa, Bắc Lăng Thiên Điện đã chiêu cáo Thiên Nhân Vực, nói Diệp Thần đem sẽ trở thành là Huyền Thiên trên bia người thứ nhất, để cho Bắc Lăng Thiên Điện trở lại đỉnh cấp. Lục Băng nghe vậy sửng sốt một chút, theo sau chính là mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Cho dù hắn đã tim như băng cứng, vẫn là không nhịn được cười. Đây quả thực là lên trời dành cho hắn cơ hội à. Một cái chèn ép Diệp Thần, để cho Diệp Thần trở thành cười nhạo, để cho Bắc Lăng Thiên Điện đi về phía xa sút tốt nhất cơ hội. Hắn mới vừa thức tỉnh thân thể, đạt được truyền thừa, Huyền Thiên Bia liền mở ra, hơn nữa, Diệp Thần cái này ngu xuẩn còn muốn trở thành Huyền Thiên trên bia người thứ nhất. Ha ha, cực kỳ buồn cười. Lục Băng hướng về phía Nam Tiêu nghe tiếng mở miệng nói, Sư Tôn, có ta ở đây, Diệp Thần liền không thể nào trở thành Huyền Thiên trên bia người thứ nhất, hắn chỉ có thể là một chuyện tiếu lâm, Bắc Lăng Thiên Điện, cũng đem bởi vì hắn mà thành mỉm cười nói. Nếu như nói, trước kia, hắn đối với Diệp Thần còn có một phần kiêng kỵ, hiện tại, thì có vô cùng sức lực. Cái này đáng chết rác rưởi giết đệ đệ mình. Vậy thì vĩnh viễn bị Thiên Nhân Vực người giễu cợt đi xuống, làm cái thằng hề đi. Nam Tiêu nghe tiếng hài lòng gật đầu một cái, ánh mắt cũng là âm hàn, tàn bạo. Ngày đó, Ninh Xích Âm đối với hắn giễu cợt, khinh thường, hắn nhưng mà nhớ rõ ràng đây. Nhưng còn bây giờ thì sao? Sự thật chứng minh, hắn không có nhìn lầm Lục Băng. Hôm nay Lục Băng, mới là xứng đáng không thẹn Thiên Nhân Vực yêu nghiệt chứ. Diệp Thần, coi là cái gì? Mà đây Huyền Thiên Bia mở, chính là đánh mặt Ninh Xích Âm tốt nhất cơ hội à? Nam Tiêu nghe tiếng đột nhiên thu nụ cười lại, nhìn về phía Lục Băng nói, Lục Băng, nếu như lần này, ngươi thành công khắc tên Huyền Thiên Bia vị trí thứ nhất, như vậy, ta liền sẽ để cho Ly Nhi và ngươi đính hôn. Lần này, Lục Băng là thật kích động, có chút không dám tin tưởng nói, Sư Tôn, ngươi nói là sự thật sao? Dĩ nhiên, Nam Tiêu nghe tiếng khẽ mỉm cười. Lục Băng hôm nay tiềm lực đã xứng với con gái hắn. Có thể, Lục Băng lại là khẽ cau mày nói, có thể, nhỏ Ly nàng nguyện ý không? Từ dị không gian sau khi trở về, Nam Tiêu Ly liền cả ngày tìm chết mịch sống phải đi tìm Diệp Thần. Nam Tiêu nghe tiếng bất đắc dĩ, chỉ có thể để cho nó lâm vào ngủ say, cho tới hôm nay còn đang ngủ say bên trong. Đối với Nam Tiêu Ly như vậy yêu nghiệt mà nói, để cho nó rơi vào ngủ say, không thể nghi ngờ là lãng phí thiên phú, có thể, cũng không có biện pháp tốt hơn. Nam Tiêu nghe tiếng cặp mắt híp lại nói, Ly Nhi bị thằng nhóc kia lừa dối, lấy là hắn thiên phú, tươi đẹp vô cùng, mới sẽ thích hắn, nếu như ngươi có thể chứng minh mình so Diệp Thần, hơn nữ ưu tú, lâu ngày, cũng chưa chắc không để cho nàng hồi tâm chuyển ý cơ hội. Lục Băng nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng. Đối với lần này Huyền Thiên Bia khác tên hơn nữa mong đợi. Mình đem lần này khắc tên sau đó, có vô tận quang vinh, ôm mỹ nhân về, mà Diệp Thần đâu. Thì sẽ trở thành là cái gì cũng không có cười nhạo, thậm chí, cũng có thể, bị Bắc Lăng Thiên Điện đuổi ra khỏi môn tường chứ. Như vậy tới một cái, Diệp Thần cũng chỉ cách cái chết không xa. Chỉ là suy nghĩ một chút, Lục Băng thật là cũng cao hơn trào lưu liền à. Ánh trăng bỏ ra liền u hàn thanh huy, chiếu sáng một phiến quanh co thung lũng, nơi đây. Tên là Hàn Nguyệt Cốc, ở vào Thiên Nhân Vực Tây Bắc chi địa. Hàn Nguyệt Cốc chỗ sâu, có một phiến hoang vu rừng đá, ngày xưa, rất hiếm vết người rừng đá, giờ phút này, nhưng là phi thường náo nhiệt. Từng tên một hơi thở mênh mông thanh niên trai gái, tụ tập ở một nơi bia đá cao vút trước, tấm bia đá này, đang tản ra ánh sáng nhàn nhạt mang, cùng vậy trăng sáng lẫn nhau chiếu rọi,
bia đá cao trăm xích, điêu khắc góc cạnh rõ ràng, có hình chữ nhật, trên tấm bia đá, sách có khắc rậm rạp chẳng chỉ tên người, nhưng, phần lớn cũng tập trung 20 xích trở xuống vị trí. Tấm bia đá này, chính là Huyền Thiên Bia. Giờ phút này, Huyền Thiên Bia trước, đứng không thiếu trai gái, đều là đôi mắt ảm đạm, ủ rũ cúi đầu đứng tại chỗ. Những người này, không một ngoại lệ, toàn bộ khắc tên thất bại. Trong đó, không thiếu một ít thần thương trên bảng xếp hạng thứ trước người. Giờ phút này, một tên nam tử chậm rãi biến dạng Huyền Thiên Bia trước, mọi người chung quanh, đều là theo bản năng là hắn nhường ra một con đường. Nguyên nhân, rất đơn giản, tên nam tử này tử là ở thần thương trên bảng, hạng thứ ba yêu nghiệt, tên là Triệu Tinh Ảnh. Trong chốc lát, vậy một đám võ giả, trong mắt, đều là hiện lên vẻ chờ mong. Triệu Tinh Ảnh, tuổi tác, 980 tuổi, tu vi ở còn thật cảnh 6 tầng thiên trừng. Đừng xem hắn chỉ có còn thật cảnh 6 tầng thiên, nhưng người này nhưng mà chu diệt qua không thiếu còn thật cảnh hậu kỳ cường giả. Vượt cấp năng lực tác chiến cực mạnh. Thiên điện đệ tử, không vào thần thương bảng, nhưng, Triệu Tinh Ảnh thiên phú cho dù đặt ở thiên điện bên trong, cũng gọi là thiên tài. Triệu Tinh Ảnh ngưng mắt nhìn trước mặt Huyền Thiên Bia, cả người khí vận cuồn cuộn, linh khí kích động, một cổ khiếp người uy áp, ở nơi này Hàn Nguyệt Cốc bên trong nhộn nhạo lên. Không thiếu võ giả đều là sắc mặt biến, rối rít hướng phía sau thối lui. Chỉ là uy áp, liền để cho bọn họ khó mà chịu đựng. Một khắc sau, Triệu Tinh Ảnh bỗng nhiên ra tay, một đạo kiếm quang giống như tia chớp bão táp ra, ngay tức thì chiếu sáng toàn bộ Hàn Nguyệt Cốc, mọi người thấy vậy lao kiếm quang đều là tâm thần run lên. Chỉ là liếc về gặp một mắt, liền để cho bọn họ cổ chợt lạnh, có một loại đầu lìa khỏi xác cảm giác. Triệu Tinh Ảnh một kiếm này quá mạnh mẽ. Trong chốc lát, không ít người ánh mắt cũng là sáng lên, dựa vào Triệu Tinh Ảnh một kích này, hẳn đủ để ở Huyền Thiên trên bia khắc xuống tên chứ. Triệu Tinh Ảnh trong mắt sạch bóng cuồng tránh, kiếm ni long xà, ở Huyền Thiên trên bia điên cuồng sách có khắc, kiếm quang bén nhọn, ở bia đá bề ngoài, mang theo liên tiếp tia lửa. Mọi người thần sắc, vậy bộc phát kích động. Có thể, ngay tại lúc này, tất cả mọi người đều là không khỏi con ngươi co rúm một cái. Chỉ gặp, Triệu Tinh Ảnh kiếm thế đã sắp xỉ kết thúc, nhưng trên bia đá nhưng là liền một đạo vết chảy cũng không có để lại. Trong chốc lát, toàn bộ Hàn Nguyệt Cốc cũng yên lặng xuống. Mọi người thấy Huyền Thiên Bia đều là mặt lộ vẻ khó tin, muốn ở Huyền Thiên trên bia khắc tên, lại khó khăn đến như vậy trình độ. Triệu Tinh Ảnh cũng là sắc mặt trắng bệch, tinh quang trong mắt, nhanh chóng phai nhạt xuống, niềm kiêu ngạo của hắn vào giờ khắc này bị đánh nát. Ngay tại lúc này, một tiếng nhàn nhạt tiếng cười ở Hàn Nguyệt trong cốc vang lên nói, cái gọi là thần thương bảng thiên tài liền chút thủ đoạn này sao? Thật là buồn cười. Đám người nghe vậy, đều là mặt hiện vẻ kinh sợ, là ai lại liền Triệu Tinh Ảnh cũng dám giễu cợt. Triệu Tinh Ảnh thần sắc cũng là ngay tức thì âm trầm xuống, trong mắt lộ ra sát cơ, hiện tại, hắn tâm tình đang không tốt đâu. Có thể làm hắn hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lúc đó, nhưng là trong mắt run lên. Lại là không có bất kỳ phản bác nào, cúi đầu, đứng tại chỗ. Đám người ngay tức thì Triệu Tinh Ảnh ánh mắt nhìn, chỉ gặp, một tên sắc mặt có chút thanh hoàng, dung mạo phổ thông, nhưng, mặt đầy ngạo ý người tuổi trẻ, đang hướng Huyền Thiên Bia chỗ ở phương hướng, chậm rãi đi tới, mà trên người người này mặc bất ngờ là Đông Hoàng Thiên Điện quần áo trang sức. Khó trách liền Triệu Tinh Ảnh ở người thanh niên này trước mặt cũng chỉ có thể nhìn. Bất quá, nếu như giống vậy Thiên Điện đệ tử, Triệu Tinh Ảnh vậy chưa đến nỗi không chịu được như vậy, có thể hết lần này tới lần khác, người thanh niên này tu vi trên hắn rất ra à. Người này, lại là một tên còn thật 7 tầng thiên cường giả, hơn nữa, tuổi tác so với Triệu Tinh Ảnh còn nhỏ hơn lần trước chút, chỉ bất quá 800 tuổi. Thiên phú này là thật nghịch thiên. Hàn Nguyệt Cốc bên trong võ giả, cũng không khỏi thở dài nói, thiên điện bên trong yêu nghiệt, quả nhiên cực kỳ kinh khủng. Rất nhanh. Thanh niên này liền đi tới Huyền Thiên Bia trước, hiển nhiên, cũng là dự định ở Huyền Thiên trên bia khắc tên. Đám người thấy vậy đều là ánh mắt lóe lên, không biết cái này Đông Hoàng Thiên Điện thiên tài phải chăng có thể ở nơi này Huyền Thiên trên bia khắc tên thành công, vừa có thể lấy được dạng gì thành tích. Tên kia thiên tài, tựa hồ rất hưởng thụ đám người đối với mình chú ý, khóe miệng lộ ra một vẻ tự tin nụ cười, cổ tay run một cái, một chuôi súng ngắn, xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này súng ngắn toàn thân tản ra hoang cổ hơi thở, hiển nhiên, cũng không phải là vật bình thường. Một khắc sau,
một đạo khủng bố linh áp cuốn sạch toàn bộ Hàn Nguyệt Cốc, một tiếng rồng ngâm bỗng nhiên ở trong cốc này vang lên, tên kia thiên tài súng trường bên trên, ngay tức thì bốc lên một đạo long ảnh, vậy long ảnh xuất hiện ngay tức thì, đám người lại là đều có một loại muốn làm thần phục cảm giác. Con rồng này ảnh bất ngờ là một đạo chân chính cổ long chi hồn à. Mọi người ở đây tâm thần rung động lúc đó, vậy long ảnh đã lôi cuốn uy thế vô biên, hướng huyền thiên bia đánh tới.